yên lặng tiến vòng phòng Nghiêm Tiểu Thì, nhìn thấy cô mặc quần áo ở nhà, đã dọn xong một bàn đồ ăn đang đợi hắn, Hạ Tưởng cười vui vẻ. Hắn thích nhất người phụ nữ mặc quần áo ở nhà, bởi vì nó đem lại cho người khách cảm giác an tâm và ấm áp. Sau khi ngồi xuống, nhận lấy chiếc đũa Nghiêm Tiểu Thì đưa cho, Hạ Tưởng thưởng thức một chút đồ ăn trước, khen. Không tồi, tay nghề giờ đã rất tiến bộ. Bỗng nhiên lại cảm thấy không khí có chút bất thường, vừa ngẩng đầu thì thấy, Nghiêm Tiểu Thì cúi đầu không nói, gương mặt u sầu. Anh! Nghiêm Tiểu Thì lại ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Tưởng, bỗng nhiên hỏi một câu. Có phải anh nhận được một phong thư đe dọa đúng không? Quả thật sự kinh ngạc của Hạ Tưởng không phải là nhỏ. Trong miệng còn có miếng cà vẫn chưa nuốt xuống, Hạ Tưởng không thể tin được nhìn Nghiêm Tiểu Thì. Làm sao cô biết? Nghiêm Tiểu Thì vốn dĩ đang u sầu, nhìn thấy vẻ mặt này của Hạ Tưởng, bỗng nhiên, phì, một tiếng lại vui vẻ. Anh hại chết tôi rồi. Hạ Tưởng lại càng thêm buồn bực, hắn nhận được thư đe dọa, thì có liên quan gì đến Nghiêm Tiểu Thì chứ, làm sao mà lại hại chết cô? Phụ nữ, cũng thật quá khó hiểu. Hạ Tưởng bỏ đũa xuống. Có phải thật tâm không muốn cho tôi ăn cơm đúng không? Có chuyện gì mau nói, đừng có rông dài, không ra sao cả. Mắt Nghiêm Tiểu Thì đột nhiên trào ra nước mắt, ủy khuất giống như cô bé bị đánh mất kẹo. Ở trước mặt Hạ Tưởng, Nghiêm Tiểu Thì cho tới bây giờ đều là thái độ tao nhã thong dong, cho dù thường xuyên mặc quần áo ở nhà, cô cũng sẽ không ăn mặc qua loa tạm tạm, trang phục phải chỉnh tề gọn gàng. Đối với việc luôn chú trọng dáng vẻ của cô mà nói, thì sẽ không có chuyện cô lại khóc trước mặt Hạ Tưởng. Cho dù là có, thì cũng chỉ là khóc thầm trong lòng, không giống hôm nay, không chút hình tượng thương tâm khóc giống lên như thế này. Hạ Tưởng hơi luống cuống, vội tiến đến ôm cô vào lòng, ai ủi nói. Làm sao vậy, ai bắt nạt cô, sao lại khóc chứ, dù sao người nhận được thư đe dọa cũng là tôi, phải khóc thì cũng là tôi khóc mới đúng chứ. Nghiêm Tiểu Thì nước mắt rơi như mưa, không quan tâm đem nước mắt lau khắp người Hạ Tưởng. Tại anh, từ ngày tôi biết anh đến giờ, anh toàn hại tôi, luôn đưa tôi vào tình thế khó xử. Đến bây giờ, lại khiến tôi không biết phải làm sao. Anh nói xem, kiếp trước tôi nợ anh cái gì, mà kiếp này lúc nào cũng bị anh ức hiếp không yên. Phụ nữ mà khóc thì không thể nào nói đạo lý được, Hạ Tưởng cũng chỉ đành chịu, kiên nhẫn dỗ dành cô. Trước kia thật đúng là chưa từng dỗ dành Nghiêm Tiểu Thì bao giờ, cũng chưa thấy bộ dáng khóc lóc bất lực của cô, hôm nay xem như nhìn thấy được một mặt khác của Nghiêm Tiểu Thì. Cho dù ở trước mặt người khác cô bao giờ cũng kiên cường, xinh đẹp như một bức tranh, vô cùng cao quý không thể xâm phạm, nhưng cô cũng chỉ là một người phụ nữ nhỏ bé, cũng muốn ở trong lồng ngực đàn ông làm nũng, mong muốn người đàn ông đó lau nước mắt cho mình. Thời gian Nghiêm Tiểu Thì khóc không dài lắm, cũng chỉ khoảng 5 phút, sau khi khóc đủ rồi, cảm thấy lau nước mắt trên người Hạ Tưởng còn chưa đủ giải hận, lại cầm lấy tay áo Hạ Tưởng ở trên mặt mình lung tung lau một chút, mới cười nói. Được rồi, tôi khóc đủ rồi, hiện giờ tôi muốn đi rửa mặt, tắm rửa, sau đó sẽ nói chân tướng cho anh. Hạ Tưởng ngạc nhiên nói. Không phải cô vừa mới tắm sao, sao lại muốn tắm nữa? Làm sao anh biết tôi đã tắm rửa? Cái mũi của tôi tốt lắm. Sau khi Nghiêm Tiểu Thì rửa mặt xong, Hạ Tưởng vẫn nghiêm trang ngồi ở bên bàn ăn, bộ dáng không có chút thiếu kiên nhẫn nào, Nghiêm Tiểu Thì liền cảm thấy vui mừng. Xem ra anh cũng có lương tâm, không uổng công tôi thích anh. Hạ Tưởng liền hỏi. Cũng nên nói cho tôi biết những việc mà cô biết rồi, tuy nhiên, tôi đã đoán được gần hết. Lúc Nghiêm Tiểu Thì bỗng nhiên nước mắt rơi như mưa, lúc cô nói ra hắn khiến cô lâm vào thế khó xử, lại liên tưởng đến việc cô đã biết được hắn nhận được thư đe dọa, Hạ Tưởng liền đoán ra được nguyên nhân. Nghiêm Tiểu Thì là người con gái luôn giữ mình trong sạch, sự khó xử của cô không phải là tình thế khó xử về tình cảm, một người con gái đồng ý đợi hắn hơn 10 năm, sẽ không đi yêu người nào khác nữa, mà sự khó xử của cô có lẽ đến từ gia đình. Hạ Tưởng biết rất rõ. Trước khi hắn quen biết Nghiêm Tiểu Thì có quan hệ chặt chẽ với hai người đàn ông, một là Phạm Tranh, hai là Cao Kiến Viễn. Cùng với Phạm Tranh, là bởi vì Phạm Tranh là anh họ của cô. Còn với Cao Kiến Viễn, là bởi vì lúc đó Cao Kiến Viễn là con trai của bí thư tỉnh ủy, có giá trị lợi dụng. Kỳ thực lúc đầu, Hạ Tưởng cũng phải mặt dày thừa nhận, hắn có ý nghĩ muốn lợi dụng Nghiêm Tiểu Thì. Sau đó mọi chuyện lại phát triển vượt qua sự khống chế, nên cũng không còn nghĩ đến việc đó nữa. Hắn phải thừa nhận một sự thật là,
Nghiêm Tiểu thì vì hắn, đã rất nhiều lần đứng ở mặt đối lập với Phạm Tranh. Phóng tầm mắt nhìn khắp tỉnh Yến, người có thể biết rõ mọi việc lớn mà hắn đảm nhiệm bắt đầu từ huyện An đến nay rõ như lòng bàn tay, không phải Cao Kiến Viễn thì cũng là Phạm Tranh. Mà Phạm Tranh và Cao Kiến Viễn đều là đối thủ của hắn, hai người này đối với hắn hận thấu xương. Nghiêm Tiểu thì vừa khóc, lại mở miệng hỏi về thư đe dọa, lại còn nói khiến cô rơi vào thế khó xử, ba điều này gắn kết lại một chút thì chính là Phạm Tranh. Tuy nhiên, tình hình so với trong tưởng tượng của Hạ Tưởng còn nghiêm trọng hơn vài phần. Phạm Tranh đang ở Dương Thành. Nghiêm Tiểu thì dường như đã hạ quyết tâm rất lớn mới đưa ra quyết định bán đứng Phạm Tranh. Không những Phạm Tranh đến đây, mà Cao Kiến Viễn cũng đến. Hôm nay người đứng ra gọi điện thoại mời Nghiêm Tiểu thì chính là Phạm Tranh. Phạm Tranh nói cho Nghiêm Tiểu thì, y đang ở Dương Thành, từ trước khi Hạ Tưởng đến nhận chức, y đã đến Dương Thành, là tới vì việc buôn bán, đến cùng với một người bạn cũ Cao Kiến Viễn. Năm đó, sau khi Cao Kiến Viễn bị phán bỏ tù, bị cầm tù trong một nhà giam xa xôi ở tỉnh Yên, sau khi ảnh hưởng chính trị của Cao Thanh Tùng phai nhạt đi, Cao Kiến Viễn mới được thả ra, lại có thể nhìn thấy ánh mặt trời. Sau khi Cao Kiến Viễn được ra tù, đầu tiên là đi đến Bắc Kinh để tìm Phạm Tranh. Tìm được Phạm Tranh rồi, chuyện đầu tiên ông ta muốn làm chính là trả thù Hạ Tưởng. Phạm Tranh đối với Hạ Tưởng cũng là hận thấu xương, nên cùng phối hợp với Cao Kiến Viễn, hai người bắt đầu vụng trộm bắt tay vào siêu tập tỉ mỉ tư liệu về Hạ Tưởng, bắt đầu từ khi Hạ Tưởng ở huyện An, cho đến khi Hạ Tưởng rời khỏi tỉnh Yến. Tiêu phí mất thời gian 2 năm, Cao Kiến Viễn trốn ở trong bóng tối giống như một con rắn độc. Thè lưỡi rắn ra, âm trầm theo dõi nhất cử nhất động của Hạ Tưởng, luôn luôn chờ đợi thời cơ, để đánh một đòn chí mạng. Muốn cho Hạ Tưởng vĩnh viễn không vươn mình lên được nữa. Từ trước khi Hạ Tưởng đến Lĩnh Nam, Phạm Tranh và Cao Kiến Viễn đã vài lần đến Dương Thành bàn bạc chuyện làm ăn, từ từ xây dựng những mối quan hệ mật thiết tại Dương Thành, và cũng đã có được mạng lưới quan hệ nhất định, việc kinh doanh cũng càng ngày càng thuận lợi. Trời không phụ lòng người. Không ngờ lại nghe được tin tức Hạ Tưởng đến Lĩnh Nam nhậm chức, Phạm Tranh và Cao Kiến Viễn mừng rỡ như điên, lập tức đem toàn bộ việc kinh doanh chủ yếu chuyển đến Dương Thành. Đồng thời, trước khi Hạ Tưởng đến nhậm chức, tiến hành một loạt sắp xếp ở Dương Thành, chỉ chờ sau khi Hạ Tưởng đến, từng chút một đưa Hạ Tưởng rơi vào thiên la địa võng. Không ngờ Phạm Tranh và Cao Kiến Viễn vẫn còn chưa chuẩn bị thỏa đáng thì lại xảy ra chuyện Ngô Công Tử và Hạ Tưởng hai lần xung đột với nhau, khiến cho Phạm Tranh và Cao Kiến Viễn nhận ra. Chỉ bằng hai người bọn họ đơn thương độc mã muốn đối phó với đường phó bí thư tỉnh ủy Hạ Tưởng của Dương Thành là chuyện quá khó khăn. Trên căn cứ kẻ thù của kẻ thù chính là bạn, hai người quyết định, liên kết với Ngô Công Tử đối phó với Hạ Tưởng. Muốn liên kết thì phải tỏ ra có thành ý, phải có chút công trạng mới được, vì thế, mới có chuyện bức thư đe dọa. Phạm Tranh nói muốn gặp mặt tôi, y nói nếu tôi không đi, y sẽ gây bất lợi đối với anh. Nghiêm Tiểu thì cũng không biết rõ lắm về việc Phạm Tranh và Cao Kiến Viễn âm thầm liên kết với nhau gây đủ mọi chuyện, nhưng cô biết, so với cái người Ngô Công Tử kia, Phạm Tranh và Cao Kiến Viễn có uy hiếp với Hạ Tưởng lớn hơn. Y còn không muốn tôi nói cho anh biết, tôi nghĩ mãi, vẫn là thương lượng với anh một chút tốt hơn. Hạ Tưởng giơ tay sờ sờ đầu Nghiêm Tiểu thì. Ngoan, cô làm rất đúng, nếu chuyện đã như vậy, thì không cần thiết phải gặp mặt Phạm Tranh nữa. Nghe lời tôi. Hiện tại cô đừng ở trang viên Bạch Vân nữa, đổi chỗ ở khác đi. Nếu Phạm Tranh biết cô đang ở Dương Thành, có lẽ cũng biết cô đang ở chỗ nào. Được, đều nghe lời anh. Nghiêm Tiểu thì có lẽ đã giải được khúc mắc trong lòng, dù sao, Phạm Tranh cũng là anh họ của cô, đối mặt với việc người thân của mình và Hạ Tưởng sắp có quyết đấu với nhau, trong lòng cô khó tránh khỏi đấu tranh tâm lý một phen. Cho dù tình thân giữa cô và Phạm Tranh không quá sâu đậm, nhưng người thân vẫn là người thân. Không giống như người qua đường. Đêm đó, Nghiêm Tiểu thì trả phòng, biến mất trong bóng đêm mờ mịt ở Dương Thành, vẫn chưa đi đến nơi đã hẹn với Phạm Tranh. Đêm đó, Phạm Tranh chờ mãi không thấy điện thoại của Nghiêm Tiểu thì, lại gọi điện lại, thì thấy đã tắt máy, giận dữ. Đêm đó, Ngô Công Tử nhận được điện thoại của Phạm Tranh, sau khi trò chuyện một lúc, gã đi đến địa điểm đã hẹn, gặp mặt Phạm Tranh và Cao Kiến Viễn. Đêm đó, một chiếc phi cơ bay khỏi sân bay ở Bắc Kinh, phá tan màn đêm trùng điệp, lóe ra hào quang chói mắt, bay thẳng về phía Dương Thành. Ngày hôm sau, vụ án khách sạn Hoàng gia có tiến triển mang tính đột phá, ngành thuế đất chứng thật, khách sạn Hoàng gia trốn thuế lậu thuế lên tới hơn 10 triệu nhân dân tệ đồng thời,
Cục Công an thành phố điều tra ra được tang vật và nhân chứng liên quan cùng lúc chỉ về phía Nhâm Hải Bảo, Nhâm Hải Bảo gánh vác trách nhiệm nặng nề không thể trốn tránh. Hai tội cùng phạt, Nhâm Hải Bảo bị bắt. Lúc này, Nhâm Sương đến Bắc Kinh tố cáo vẫn chưa quay lại, việc này khiến ông ta trở tay không kịp. Dụng ý rất rõ ràng, không phải ông có bản lĩnh về Bắc Kinh tố cáo sao? Được, cứ thoải mái mà kiện, còn ông cũng vẫn bị bắt. Sau khi Nhâm Sương ở Bắc Kinh nhận được tin tức, nổi trận lôi đình, thiếu chút nữa là ngất xỉu, liền lập tức quay về Dương Thành. Trong khi Nhâm Sương quay trở về, hành động này rốt cục triệt để chọc giận Ngô Công Tử, khiến trong lòng Ngô Công Tử rất rối loạn, mất đi lý trí. Tại cửa Cục Công an thành phố Dương Thành, vô cùng trật tự và có thứ tự, mặc dù có không ít xe qua lại, nhưng đều tuân thủ theo quy định của Cục Công an thành phố, lần lượt sắp xếp theo thứ tự vào đăng ký. Tuy có chút phiền phức, nhưng xuất phát từ việc lo lắng cho sự an toàn, cũng có thể hiểu được. Có người tuân thủ theo quy củ, cũng có người cả gan làm loạn. Giữa lúc thời điểm hai chiếc xe Honda đang xếp hàng tiến vào, đột nhiên, từ bên cạnh xuất hiện hai chiếc xe Audi màu đen, biển hiệu quân đội chói mắt, diễu võ dương oai đấu đá bừa bãi, khiến chiếc Honda sợ tới mức vội vàng dừng lại. Lái xe Honda tốt xấu gì cũng tự nhận là một nhân vật. Sau khi xuống xe, nhìn về chiếc xe quân đội mắng. Hung cái gì mà hung? Bình thường ở trên đường vượt đèn đỏ còn chưa đủ hay sao, còn dám tới Cục Công an làm loạn. Còn chưa nói xong, trên chiếc xe quân đội có hai người bước xuống, không nói lời nào, một quyền đã đánh ngã lái xe Honda xuống đất, còn chưa hả giận, lại tiến lên đá thêm mấy cái. Lái xe Honda bị bất ngờ không kịp phòng bị đánh ngã xuống đất, đau đến mức lăn lộn trên mặt đất. Lại không có ai dám tiến lên giúp đỡ. Sau đó, hai chiếc xe Audi quân đội đó giống như liều mạng, cố gắng tiến về phía cánh cửa, trực tiếp đâm thẳng vào một số xe Honda ở phía trước, thậm chí ngay cả lan can cửa chính của Cục Công an thành phố cũng bị đụng gãy, sau đó giống như gió cuốn mây tan vọt vào trụ sở lớn của Cục Công an thành phố. Điên rồi, cảnh vệ ở cửa của Cục Công an thành phố trợn mắt há hốc mồm, gã ở tại Cục Công an thành phố canh giữ cửa đã nhiều năm qua. Chưa thấy ai không muốn sống dở trò như vậy, có chuyện lớn gì vậy? Miệng của cảnh vệ còn chưa có khép lại, sau đó lại có mấy chiếc ô tô theo sát vọt vào trụ sở lớn của Cục Công an thành phố. Đằng sau xe tuy không có biển hiệu quân đội, nhưng rõ ràng là cùng loại với xe quân đội ở phía trước. Chiếc Audi đầu tiên vừa mới dừng lại, cửa xe mở ra, từ bên trong một người bước ra, mặc áo gió, đeo kính râm, vừa diễu võ dương oai lại ngạo mạn không ai chịu nổi. Không phải là Ngô Công Tử thì còn là ai được chứ? Hôm nay Ngô Công Tử là muốn tới tấn công Cục Công an thành phố, gã đã quyết định chủ ý, ngày hôm nay người nào cản trở gã bất chấp tất cả, đánh trước nói sau, một hồi chấn động, toàn bộ vở kịch ở Dương Thành sắp được trình diễn. Lý Dật Phong vốn dĩ làm chủ tịch huyện bên dưới thành phố Thiên Trạch, hai năm sau, tiếp nhận chức phụ bí thư huyện ủy, y kiên định cần cù, sửa đổi những phù phiếm trước kia. Dưới sự ảnh hưởng và tấn công của Hạ Tường, kiên trì quan niệm tạo phúc một phương, lại một năm sau, vì thành tích nổi bật, được tỉnh ủy chọn chúng, đến lĩnh Nam với danh nghĩa trao đổi cán bộ giữa các địa phương. Lý Dật Phong vận số không tồi, sau khi đến lĩnh Nam ở lại Dương Thành, ở quận Trì Giang Dương Thành đảm nhiệm chức chủ tịch quận, vượt qua bước quan trọng từ cục trưởng đến sở tỉnh. Sau khi nghe Hạ Tường điều nhiệm đến lĩnh Nam, đảm nhiệm chức phó bí thư tỉnh ủy lĩnh Nam kiêm chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh. Lý Dật Phong trong lòng vừa kích động vừa sợ hãi. Điều kích động là, Hạ Tường là lãnh đạo cũ của y bây giờ ở lĩnh Nam một thân một mình, sau khi phó bí thư Hạ đến, y sẽ giống như gặp được người thân vậy, trong lòng vô cùng thân thiết. Nhưng đồng thời điều sợ hãi là, năm đó lúc y đang đảm nhiệm chức thư ký cho Trần Khiết Văn, từng có xích mích với phó bí thư Hạ, cũng không biết phó bí thư Hạ có để trong lòng, ra tay chèn ép đối với y hay không. Mang trong lòng tâm trạng suy hơn tính thiệt. Điều quan trọng nhất là, Lý Dật Phong tin tưởng nhân phẩm phó bí thư Hạ, y vẫn có đủ dũng khí gọi một cuộc điện thoại, kết quả khiến y vui mừng như điên, phó bí thư chẳng những không hề ghi hận y, không thờ ơ với y, thậm chí còn đề xuất nếu có việc có thể đến tỉnh ủy tìm hắn. Lý Dật Phong liền giống như đang trong rừng rậm xa lạ mênh mông bất tận, đột nhiên phát hiện ánh sáng ban mai, sự kích động trong lòng không thể diễn đạt bằng lời. Hôm nay mới sáng sớm y đã có việc phải đến Cục Công an thành phố. Đến thật sớm, nhưng đợi nửa buổi cũng không gặp được Hướng Dân Tân, trong lòng cảm thấy ấm ức, dù thế nào y cũng là chủ tịch quận, bị Hướng Dân Tân đối xử lạnh nhạt như thế này, thật sự rất không thoải mái.
tuy nhiên cũng đành chịu, ai bảo Hướng Dân Tân là ủy viên thường vụ thành ủy, ủy viên thường vụ thành ủy là lãnh đạo thành ủy, là cấp trên của y. Đang lúc không kiên nhẫn đợi, đột nhiên nghe truyền tới một âm thanh ồn ào, Lý Dật Phong đứng trước cửa sổ nhìn ra ngoài lập tức nhảy lên một cái, hai chiếc xe quân sự dẫn đầu, 6-7 chiếc xe hơi đi sau, tổng cộng gần 10 chiếc xe hơi khí thế mạnh mẽ lái vào trụ sở cục công an thành phố, cảnh tượng oai hùng, khí thế mạnh mẽ, chưa thấy bao giờ. Lý Dật Phong thật sự giật cả mình, cục công an thành phố của lực lượng chuyên chính nhân dân, cũng có người dám tìm đến gây sự. Ban ngày ban mặt nếu không phải chính mắt y nhìn thấy, nói thế nào y cũng sẽ không tin cảnh tượng trước mắt. Đang lúc khó hiểu, cửa vừa vang lên, lại thấy Hướng Dân Tân bước vào. Lý Dật Phong đang ở văn phòng đợi Hướng Dân Tân, theo thư ký của Hướng Dân Tân nói, cục trưởng Hướng đi xử lý một vụ án quan trọng rồi, Lý Dật Phong cho rằng là lời thoái thác, thật ra y thật sự đã hiểu lầm Hướng Dân Tân, Hướng Dân Tân thật sự là đi đích thân xử lý vụ án Nhâm Hải Bảo. Vụ án quan trọng Nhâm Hải Bảo, Hướng Dân Tân biết rõ không cẩn thận một chút là có khả năng lún sâu vào vòng xoáy chính trị, y bắt buộc phải đích thân giải quyết, đồng thời phải bóp chết khả năng tai họa ngầm đang trong trạng thái mới phát sinh. Không ngờ, vừa xử lý xong vụ án Nhâm Hải Bảo, đã xảy ra việc. Vừa vào văn phòng, ngẩng đầu thấy Lý Dật Phong, Hướng Dân Tân cũng không khách sáo chút nào. Chủ tịch quận Lý, hôm nay thật sự không có thời gian, anh lần sau hãy tới. Lý Dật Phong chờ đợi hơn nửa tiếng, không ngờ điều chờ được chỉ là một câu xua đuổi lấy lệ, trong lòng rất không vui nhưng không vui cũng đành chịu, suy cho cùng Hướng Dân Tân là lãnh đạo thành phố, y chỉ có địa vị phục tùng. Lý Dật Phong ra khỏi văn phòng Hướng Dân Tân, xuống lầu, lại thấy muốn đi nhưng không đi được, bởi vì trụ sở cục công an thành phố đã bị kẹt đến mức con kiến cũng chui không lọt. Lý Dật Phong hết cách, đi không được thì không đi nữa, lại nghĩ ác ý. Hướng Dân Tân đối với y không chút khách khí, được, y sẽ cố ý xem thử sự việc hôm nay, Hướng Dân Tân rốt cuộc phải xử lý như thế nào. Lý Dật Phong không hề biết, hành động của y hôm nay, đã chôn phục bút lâu dài cho tiền đồ sau này của y. Ngô Công Tử mang theo 4-5 binh sĩ, mười mấy tên đầu đường xó chợ, không theo mang mấy 10 binh sĩ đến, không phải y không dám, mà là chưa điều động, là một người không có chức vụ quân đội trong xã hội. Đem binh lính theo cùng là không hợp với quy định, hùng dũng dàn thế trận trong trụ sở cục công an thành phố, không những chặn cổng trụ sở cục công an thành phố, cũng vừa vặn vây quanh cổng tòa nhà văn phòng cục công an thành phố. Cũng không biết ở đâu đem tới một chiếc ghế, Ngô Công Tử áo gió vểnh lên, ngang tàn ngồi xuống ghế, dùng cái khí thế lưu manh vô lại trước nay chưa từng có, hô lớn lên lầu. Hướng Dân Tân, ông xuống đây cho tôi có việc muốn nói với ông. Lúc này đã vây kín người, Lý Dật Phong đứng trong đám người, nghe lời của Ngô Công Tử, suýt chút nữa cười ra thành tiếng, Ngô Công Tử quả thật là một thằng cậy thế cha làm càn, cha của y dù có là trung tướng, dù có là tư lệnh viên quân khu Dương Thành đi nữa, cũng không dám hô to gọi nhỏ với một vị ủy viên thường vụ thành ủy, bí thư chính pháp ủy. Ngô Công Tử cho là loại gì, chẳng những gọi thẳng tên Hướng Dân Tân, mà còn bảo Hướng Dân Tân xuống gặp y, ngông nghênh tận trời rồi. Nhất thời Lý Dật Phong lại hơi thông cảm với Hướng Dân Tân. Gặp phải tên chó ghẻ Ngô Công Tử này, đánh không được chửi không được, lại không nói được lý lẽ, phiền toái. To rồi. Đúng như lời Lý Dật Phong đã nói, Hướng Dân Tân đầu to như cái đấu, có ý không xuống lầu, cũng biết nếu y không lộ diện, Ngô Công Tử sẽ kêu la không dứt. Nhưng xuống lầu rồi có thể thế nào? Y rất rõ Ngô Công Tử vì sao lại đến, đã không thể đáp ứng yêu cầu vô lý của y, lại không thể giải quyết bạo lực. Nghĩ đến người cha ruột bao che khuyết điểm lại mạnh mẽ sau lưng Ngô Công Tử, Hướng Dân Tân liền không bước nổi. Nhưng bước không nổi cũng phải bước, bởi vì Ngô Công Tử dưới lầu đã ra tay rồi. Phòng bảo vệ phụ trách công việc bảo vệ cục công an thành phố cũng ra tay, mười mấy người nhảy ra, muốn bao vây đám người của Ngô Công Tử ở giữa, từ đó tạo thành sự uy hiếp về mặt tâm lý cho đối phương. Không ngờ vừa mới động đậy, đối phương đã ra tay rồi. Hơn nữa còn đánh thẳng tay. Dám ra tay đánh bị thương người trong trụ sở cục công an thành phố, đủ ghê, đủ hung hăng, đủ ngạo mạn không chịu nổi. Không phục thì thế nào? Ngô Công Tử đã ra tay, hơn nữa người mà y mang đến thân thủ đều rất cừ, rất nhanh gọn đã đánh cho phòng bảo vệ tan tành, không thể nói răng rơi đầy đất, nhưng chắc chắn cũng là giày rơi khắp nơi. Phản rồi, coi trời bằng vung rồi, mấy người đội cảnh sát hình sự cũng không phải ngồi không,
vừa thấy người mình ở ngay trong trụ sở của mình còn bị người khác đánh, thờ ơ thêm nữa thì chính là đồ vô dụng rồi, đều ào ào xách vũ khí xông ra, vừa ầm ầm đã có mười mấy cảnh sát hình sự nhảy tới, ai cũng cầm côn cảnh sát trong tay, thậm chí có người còn mang theo súng. Mà đám người Ngô công tử cũng không chịu yếu thế, cũng xách vũ khí từ trên xe xuống, trợn mắt nhìn người bên đội cảnh sát hình sự, không hề nhượng bộ, nhìn thấy một trận đại chiến sắp sửa nổ ra. Các cậu tránh ra đã. Thời khắc nguy cơ, Hướng Dân Tân cuối cùng cũng xuất hiện, y cũng biết nếu y không xuất hiện nữa, tên khốn nạn Ngô công tử thật sự dám tiếp tục ở cục công an thành phố quậy đến gà bay chó sủa. Nhóm người đội cảnh sát hình sự trong cơn giận dữ, chỉ thiếu một bước là xông lên liều mạng sống chết với đám người Ngô công tử, nhưng dưới mệnh lệnh của Hướng Dân Tân, đành phải thu vũ khí, ném ánh mắt tức giận về phía Ngô công tử. Ngô công tử tuy là vô lại, nhưng tố chất tâm lý rất tốt, dưới ánh mắt tức giận của vô số người, vẫn có thể ngồi vững vàng, thậm chí đối với sự xuất hiện của Hướng Dân Tân, đến nhấc cái mông lên cũng không có, thái độ cao ngạo, còn vênh váo ngút trời hơn cha y. Thật sự là một tên ngu ngốc, ngay đến Lý Dật Phong còn kiềm không nổi chửi thầm mấy câu. Ngô công tử ngu ngốc, bất luận ngu cũng vậy, tự kiêu cũng được, dù sao thì tiếng tăm lưu manh vô lại của y, sớm đã lan truyền cả Dương Thành, y chỉ quan tâm bản thân vui vẻ. Bất luận người khác chửi thế nào mỉa mai thế nào, y cũng không để trong lòng, bởi vì da mặt y dày, đã không ai có thể đụng được. Ngô công tử, tôi xuống rồi, có chuyện gì thì nói, bày thế trận lớn thế này, nếu để thư lệnh Ngô biết được, mặt mũi cũng không dễ coi, có đúng không? Hướng Dân Tân đầu tiên lấy Ngô Hiểu Dương áp chế Ngô công tử một chút, cũng là muốn Ngô công tử kiềm chế chút. Ngô công tử ngu xuẩn, quả đúng như lời đồn, y cười ha hả. Cục trưởng Hướng, lão Ngô là lão Ngô, tiểu Ngô là tiểu Ngô, không liên quan nhau. Chuyện của tôi không liên quan gì đến ông ấy, đừng nhắc tới ông ấy, nhắc tới ông lại đau lòng. Hướng Dân Tân thầm chửi ngu xuẩn trong lòng, nếu không có lão Ngô bênh vực, tiểu Ngô mày có dám tự xưng công tử, có dám làm ầm cục công an thành phố không? Sớm đã bị đánh cho cha mẹ mày cũng không nhận ra rồi. Mày nghĩ mày là ai? Rác rưởi mà thôi. Cục trưởng Hướng. Nhâm Hải bảo là anh tôi, anh ấy không phạm tội, có người hãm hại anh ấy. Tôi hôm nay đến là vì kêu oan cho dân, xin ông giơ cao đánh khẽ, thả anh ấy ra. Ông thả người, thì tôi đi, mọi người đều yên ổn. Ngô công tử lỗ mũi hướng lên trời, muốn ngạo mạn bao nhiêu thì ngạo mạn bấy nhiêu, hất đầu lên cao, nhìn Hướng Dân Tân qua kẽ mắt. Thật sự quá ngu ngốc, Lý Dật Phong lại không kìm nổi thầm chửi, từng thấy qua nhị thế tổ ngạo mạn không chịu nổi. Vẫn thật sự chưa từng thấy tên nhị thế tổ ngạo mạn ngu xuẩn đến bước này. Đòi người thì đòi người là được rồi, đầu tiên đánh người cục công an thành phố, lại trực diện uy hiếp cục trưởng cục thành phố không thả người thì quậy không thôi, thật xem cục trưởng công an thành phố là miếng đậu hủ, ai cũng có thể đạp lên mấy phát phải không? Đừng nói cha mày là tư lệnh đại quân khu, là lãnh đạo trung ương cũng không thể ức hiếp người khác như vậy, cho là Hướng Dân Tân có muốn thả người, mày quậy thế này, ông không thể xuống đài được. Chịu thả người mới lạ. Nếu thả, uy danh của ông ta ở cục công an thành phố sẽ mất sạch ngay. Lý Dật Phong vốn dĩ có thái độ khoanh tay đứng nhìn, bây giờ vô cùng đồng cảm với Hướng Dân Tân, gặp phải loại người vô lại lại khốn nạn như thế này, vẫn thật khó xử. Đánh một trận, ném chuột sợ vỡ đồ, tư lệnh Ngô nghe nói có thủ phải báo, chắc chắn sẽ đáp trả lại. Ra sức khuyên nhủ, Ngô công tử là người biết lý lẽ sao? Bỗng nhiên lại lóe lên một ý tưởng. Nếu là phó bí thư Hạ đối mặt với sự ngang ngược ngông cuồng của Ngô công tử, thì có thể nghĩ ra cách gì? Phó bí thư Hạ vừa có khí thế của người trên cao, lại có thủ đoạn khiến người khác khó lòng phòng bị, nếu hắn ra tay, có thể khiến Ngô công tử há miệng mắc quai không? Vừa mới nghĩ vậy, điện thoại của Lý Dật Phong liền đột nhiên vang lên. Lý Dật Phong vốn không muốn nghe, sợ có việc gì quấy rầy nhã hứng xem chuyện ồn ào của y, không biết vì sao, mí mắt nháy một cái. Ma xui quỷ khiến lấy điện thoại ra vừa nhìn, suýt chút nữa căng thẳng ném xuống đất phó bí thư Hạ điện tới. Lý Dật Phong tay chân luống cuống líu lưỡi nghe điện thoại. Phó bí thư Hạ, chào anh, tôi là Lý Dật Phong. Cùng lúc Lý Dật Phong nghe điện thoại, cuộc đối đầu giữa Ngô công tử và Hướng Dân Tân đã thay đổi tình thế. Cũng không biết Hướng Dân Tân đáp lại Ngô công tử câu gì, Ngô công tử sắc mặt thay đổi, bỗng chốc nhảy lên, đến trước mặt Hướng Dân Tân. Hừ một tiếng từ lỗ mũi. Cục trưởng Hướng, thật sự không nể mặt chút nào sao?
Hướng Dân Tân trong lòng lửa giận nổi lên, là Ngô Hiểu Dương cũng sẽ không đứng trên cao nhìn xuống mà nói chuyện với y, Ngô công tử là thứ gì, còn dám trước mặt nhiều người như thế này ức hiếp y, y cuối cùng nhịn đến mức không thể nhịn được nữa rồi. Nếu cậu cứ không đi, tất cả bị bắt vì tội tụ tập gây mất trật tự. Một thường thức mà bất kỳ một người nào hơi có chút đầu óc chính trị cũng đều biết là, Kiệu Hoa mọi người cùng khiêng, anh kính tôi một phân, tôi mới có thể trả lại anh một thước. Trong tình huống bình thường, ai cũng sẽ không trực diện nói hết lời, bởi vì thực lực thật sự không ở trên miệng. Huống hồ còn có một câu châm ngôn là, huyện quan không bằng hiện quản, cho dù là bí thư thành ủy Lâm Song Bồng cũng không thể trực tiếp yêu cầu Hướng Dân Tân thả người, Ngô công tử không quan không chức, chẳng qua chỉ là một dân chúng bình thường, điều ỷ lại đơn giản chỉ là y có một người cha tốt. Những gì Ngô công tử làm đã chứng minh đầy đủ một chân lý, một người cha tốt, là để con trai nhị thế tổ ỷ thế làm càn. Ngô công tử không chừa cho Hướng Dân Tân chút lối thoát nào, trước mặt cấp dưới của Hướng Dân Tân trực tiếp gõ nhịp với Hướng Dân Tân, không nói hai lời thì đòi Hướng Dân Tân thả người, dùng con lừa ngu ngốc để miêu tả y là một sự sỉ nhục đối với con lừa. Hướng Dân Tân tức giận vô cùng, trong lòng còn đang nghĩ, sao Ngô công tử lại ngu ngốc đến mức này? Y trước đây điên thì điên, cũng không ngốc đến mức coi trời bằng vung, hôm nay sao lại thế này? Lẽ nào bị ai xúi giục? Ngô công tử thật sự nổi điên rồi, hơn nữa trước khi tới, còn uống thuốc lú, bây giờ y không sợ trời không sợ đất, vừa nghe Hướng Dân Tân nói lời mạnh, càng nổi điên, giơ tay ra phía trước. Cục trưởng Hướng, có bản lĩnh thì đánh tôi đi, có bản lĩnh thì bắt hết chúng tôi đi, đừng chỉ nói mà không làm, từng này tuổi, nói khoác thì ai mà không biết, đem bản lĩnh thật sự ra mới được. Khốn kiếp, trên đời thật sự có tên nhị thế tổ ngu ngốc như thế này sao? Lý Dật Phong trừng to mắt, không dám tin hành động Ngô công tử vừa làm. Cứ thế này, Hướng Dân Tân không đánh y cũng phải đánh, nếu không Hướng Dân Tân sẽ chẳng còn mặt mũi nào. Nhưng làm Lý Dật Phong bất ngờ là, Hướng Dân Tân vẫn chưa dám ra tay, làm quan lâu rồi, lúc đối diện với một ngọn núi cao không thể với tới, trước sợ sói sau sợ hổ, nỗi sợ hãi trong lòng là sợ mất đi quyền lực, càng sợ sự báo thù mãnh liệt hơn, Hướng Dân Tân thật sự do dự. Bởi vì y từng nghe qua nhiều câu chuyện về Ngô Hiểu Dương, biết được cách đối nhân xử thế và sự ngang ngược của Ngô Hiểu Dương. Hướng Dân Tân còn do dự, một người trong đám cảnh sát đang chuẩn bị không nén được giận mà bùng phát bước một bước lên trước, cầm côn muốn đánh Ngô công tử, miệng còn nói. Cục trưởng Hướng, anh có xử phạt tôi cũng phải tiêu diệt cái oai của tên nhãi này. Chính là đội phó đội cảnh sát hình sự Kỳ Quý Dung. Kỳ Quý Dung vừa động. Còn chưa đến gần Ngô công tử, y cách Ngô công tử còn hơi xa, đột nhiên trong đám người đến cùng Ngô công tử, một thanh niên tóc húi cua bước ra, trong tay cầm côn quét thẳng sau lưng Kỳ Quý Dung. Cơn tức giận đã đạt tới giới hạn của đội viên cảnh sát hình sự, rốt cuộc bùng ra như núi lửa phun trào. Đối phương vừa trả đòn, lại trả đòn rất mạnh, dám đánh lén sau lưng đội phó, các đội viên còn khoanh tay đứng nhìn thêm nữa, thì không phải là đàn ông rồi, lập tức, có hai ba người cùng lúc ra tay. Một người đấm, một người đá, cùng lúc đánh trúng tên thanh niên tóc húi cua đánh lén Kỳ Quý Dung. Một tiếng kêu đau đớn, tên thanh niên tóc húi cua bị trúng hai lực tấn công lớn, bay ra ngoài 3 mét, ngã bịch xuống đất không động đậy được. Tình thế biến hóa nhanh, ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Ngô công tử thấy vậy, cũng giận tím mặt, lập tức nhảy lên ghế. Gọi điện, nhanh gọi một đại đội đến, hôm nay liều mạng, bố mày phải tắm máu cục công an. Có thể nói ra câu tắm máu cục công an, có thể thấy Ngô công tử thật sự đã điên tuyệt đối rồi. Bố mày anh hùng hảo hán, giỏi lắm, Ngô công tử, có bản lĩnh có khí khái, tôi khâm phục cậu. Ngay lúc tình thế đang hết sức căng thẳng, đột nhiên có tiếng của một người vang lên, nghe có vẻ như là lời tâng bốc Ngô công tử, thật ra trong giọng điệu không phải không có ý chào phúng. Hướng Dân Tân vừa nhìn, không khỏi nhíu mày lại, Lý Dật Phong bây giờ thêm phiền phức gì nữa. Việc gì đến y? Thật ra Hướng Dân Tân lúc này cũng đã máu dồn lên não rồi, chuẩn bị sắn tay áo làm lớn một trận, y cũng không chịu nổi bộ mặt lưu manh của Ngô công tử rồi. Ngô công tử nheo mắt nhìn Lý Dật Phong một cái, không nghe ra Lý Dật Phong kỳ thật đang giễu cợt y, liền hỏi. Ông là ai? Ông đứng về phía ai? Lý Dật Phong lại thầm mắng, đồ khốn kiếp bất tài bố mày, tuy Ngô Hiểu Dương không thể xem như là đồ bất tài. Nhưng y thật sự có một đứa con khốn nạn không thể khốn nạn hơn. Tôi không là ai cả, Ngô công tử, cậu không cần biết
tôi chỉ nói một câu. Lý Dật Phong trong lòng sớm có chủ ý, y im lặng dùng tay ra hiệu với Hướng Dân Tân, ý bảo Hướng Dân Tân chuẩn bị ra tay. Hướng Dân Tân trong lòng mê muội, Lý Dật Phong chỉ là một chủ tịch quận, không gốc không rễ ở Dương Thành, gặp phải sự việc khó làm, không chạy xa sang một bên cứ muốn lao vào, là lẽ gì? Lại thấy Lý Dật Phong không chút sợ hãi như đã tính trước mọi việc, càng khiến y khó hiểu, Lý Dật Phong có phải là không biết Ngô Công Tử là con ai, y mà chọc vào Ngô Công Tử, khóc cũng chẳng có chỗ mà khóc. Trước kia lúc tôi giữ chức bí thư huyện ủy, có một nhóm dân đến tòa nhà huyện ủy gây sự, tôi vừa mệnh lệnh xuống, mấy mươi công an cảnh sát toàn bộ rút súng, nổ súng cảnh báo, nhóm dân đó sợ tới mức tè ra quần, lập tức đầu hàng. Lý Dật Phong khóe miệng lộ ra nụ cười khinh miệt. Tôi nghĩ rằng tố chất dân thành phố sẽ cao hơn một chút, không ngờ dân thành phố còn khó đối phó hơn dân huyện, cục cảnh sát thành phố còn nhu nhược hơn cục cảnh sát huyện. Lúc này vốn dĩ đã rất căng thẳng rồi, mấy lời của Lý Dật Phong càng giống như đổ dầu vào lửa, vừa mắng Ngô Công Tử, lại mỉa mai công an cảnh sát cục thành phố, đồng nghĩa với việc châm ngòi thổi gió hai bên. Vừa mới dứt lời, Ngô Công Tử từ trên ghế nhảy xuống, giơ chân đá vào Lý Dật Phong. Ông cho là thứ gì, cút đi. Lý Dật Phong sớm có phòng bị, lập tức nhảy sang một bên, Ngô Công Tử thu thế không vững, đá ngay một phát vào chân Hướng Dân Tân. Hướng Dân Tân sớm đã giận no bụng, bị Ngô Công Tử đá trúng một phát, liền giống như núi lửa tìm được lỗ bộc phát, rốt cuộc không thể nhịn được nữa, giơ tay lên đánh Ngô Công Tử một bạt tai, giận dữ nói. Đồ khốn kiếp! Cái tát vang lên rõ ràng, trong âm thanh ồn ào huyên náo, lập tức làm kinh ngạc tất cả mọi người ở đó. Đánh hay lắm! Người trong đội cảnh sát hình sự lớn tiếng khen ngợi. Đánh đẹp lắm! Lý Dật Phong khiêu khích thành công quan hệ giữa Hướng Dân Tân và Ngô Công Tử cũng lớn tiếng khen ngợi. Con mẹ mày dám đánh tao! Ngô Công Tử một tay bụng mặt, một tay chỉ Hướng Dân Tân. Tên họ Hướng, hôm nay tao không tiêu diệt mày, tao không phải họ Ngô. Hướng Dân Tân trong nháy mắt ý thức được gì đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lý Dật Phong một cái, trong lòng thoáng qua suy nghĩ, khó nói nên lời. Lý Dật Phong khiêu khích bên trong, khơi ra chiến tranh thành công, y rốt cuộc có mục đích gì? Hoặc nói, y là lính hầu của ai? Chỉ có điều Hướng Dân Tân không có thời gian nghĩ nhiều, bởi vì Ngô Công Tử đã điên cuồng xông tới. Thật muốn ra tay, vật lộn, đừng thấy Hướng Dân Tân là cục trưởng công an thành phố, y thật không có thân thủ hơn người khác. Còn nữa, với thân phận của y mà vật lộn với Ngô Công Tử trước mặt mọi người cũng mất mặt quá, bèn nhảy ra sau một cái, tránh Ngô Công Tử nhe nanh múa vuốt. Ngô Công Tử không đánh được Hướng Dân Tân, làm sao chịu bỏ qua, nhảy một phát cao ba thước, tiếp tục vồ tới. Lúc này không cần đợi Hướng Dân Tân lên tiếng, người dưới quyền của Hướng Dân Tân sớm đã lửa giận ngút trời mà ra tay, tìm đến nơi còn chưa tính, còn dám ra tay thẳng với cục trưởng, nhóm người dưới quyền đều là bất tài sao. Kỳ Quý Dung một bước xông tới trước Hướng Dân Tân, giơ chân, nâng tay, ra quyền, toàn bộ động tác liền mạch lưu loát, sức bật bất thình lình tác dụng vào cằm và ngực của Ngô Công Tử. Sau một chuỗi tiếng đánh dày đặc vang lên, Ngô Công Tử kêu thảm một tiếng, ngửa mặt ngã xuống đất. Trên mặt, trên miệng và mũi, máu tươi trào ra, Ngô Công Tử nằm trên đất không khác gì một con chó ghẻ nằm dẫy chết. Kỳ Quý Dung sớm đã giận dữ cực độ, xuống tay không nể nang, sau tấn công vừa rồi. Ngô Công Tử phỏng chừng 10 phút không đứng dậy nổi. Ngô Công Tử vừa ngã xuống đất, mấy tên lính và mười mấy tên đầu đường xó chợ y mang theo không cam, gào thét một tiếng, cùng ra tay. Từ khi Cục Công an thành phố Dương Thành thành lập đến nay, lần đầu tiên trình diễn một trận tập kích quy mô lớn oanh liệt như thế này. Mười mấy người đội cảnh sát hình sự đối phó gần 20 người, không chiếm thế thượng phong. Nhưng suy cho cùng là đánh nhau ở sân nhà, sau một lát, lại có vô số cảnh sát tham gia vào trận, mấy phút sau, toàn bộ đám người Ngô Công Tử mang đến đều bị đánh ngã trên đất, không một ai còn may mắn sót lại. Ngô Công Tử đã lúc nào chịu thiệt lớn như thế này chưa? Đau đớn nằm trên đất lăn lộn, còn không quên nói lời cay độc. Hướng Dân Tân, ông có giỏi, có bản lĩnh thì bắn chết tôi, mới coi như ông ác. Hôm nay ông không đánh chết tôi, thì tôi sẽ không đi. Hướng Dân Tân làm gì còn có thời gian để ý Ngô Công Tử, sự việc làm lớn rồi, đang muốn gọi điện thoại báo cáo xin chỉ thị thành ủy, vừa cầm điện thoại lên, lại thấy bên ngoài mấy chiếc xe hơi lái như bay tới, xông thẳng vào trụ sở Cục Công an thành phố. Đều là xe quân đội. Xe vừa dừng lại,
mười mấy quân nhân vận quân trang nhanh chóng quyết đoán nhảy xuống, tuy không trang bị vũ khí toàn thân, nhưng ai cũng vẻ mặt lạnh lùng, và ánh mắt mang sát khí, vừa nhìn đã biết không giống với những binh lính lưu manh bình thường vẫn thấy, bèn khiến Hướng Dân Tân trong lòng rùng mình, bộ đội đặc chủng. Thật sự chọc phải tổ ong vò vẽ sao? Hướng Dân Tân vừa thấy người dẫn đầu là Thi Khải Thuật, lòng liền lo lắng, trong lòng bất ổn, không khéo lại gây ra một vụ xung đột giữa quân đội và cảnh sát, không cần Ngô Hiểu Dương ra tay, sinh mạng chính trị của y có khả năng dừng lại đột ngột. Vừa nghĩ vậy, lại sợ hãi kinh ngạc, ai nói Ngô công tử không có trí tuệ chính trị, đằng sau việc y quậy phá gây rối không chừa chỗ nào, chính là vì chắc chắn ông ta e dè không dám làm to chuyện. Hướng Dân Tân thầm nghĩ, việc Ngô công tử hôm nay gây sự, có lẽ không phải là một vụ chó điên cắn người mang tính độc lập, đằng sau có lẽ còn có mục đích chính trị không để người khác biết. Hiện tại đã không có đường lui, Hướng Dân Tân trở nên ngang bướng, đang muốn bước mạnh về phía trước, mặt đối mặt giao chiến với Thi Khải Thuận, lại thấy một bóng người lướt qua trước mắt, Lý Dật Phong đi tới chắn đường. Sao lại là Lý Dật Phong? Hướng Dân Tân bây giờ không có chút thiện cảm với Lý Dật Phong, còn mở miệng quát lớn Lý Dật Phong mấy câu, Lý Dật Phong lại cười bí ẩn, cầm điện thoại trong tay đưa tới. Cục trưởng Hướng, Phó Bí Thư Hạ gọi đến. Hướng Dân Tân bán tin bán nghi cầm lấy điện thoại, chỉ alo một tiếng, liền nghe thấy giọng của Hạ Tưởng lạnh nhạt mà uy nghiêm truyền đến. Đồng chí Hướng Dân Tân, tỉnh ủy nhận được tố cáo, Nhâm Hải Bảo có liên quan đến vụ án hỗn loạn thành phố Hồng Hoa, mời Cục Công an thành phố lập tức giao Nhâm Hải Bảo cho Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Sao lại thế? Trong nháy mắt Hướng Dân Tân có cảm giác chóng mặt, đề nghị của Hạ Tưởng quả thật là giải cứu kịp thời, vào lúc y đối mặt với tình thế không lối thoát, đã đưa ra một sự trợ giúp mạnh mẽ, khiến y vui mừng khôn xiết. Hướng Dân Tân với Ngô công tử cũng được, Ngô Hiểu Dương cũng vậy, ngày trước có oan cũ, gần đây không có thù. Cũng từng có quan hệ, nhưng chỉ là quan hệ hời hợt, vừa không có tình cảm qua lại, lại không có mâu thuẫn. Hôm nay Ngô công tử đến gây sự, ý định ban đầu cũng không phải nhằm vào Hướng Dân Tân, trọng tâm xung đột vẫn là vì Nhâm Hải Bảo. Nhâm Hải Bảo bị bắt, chứng cứ vô cùng xác thực, sự thật rõ ràng, phù hợp trình tự pháp luật, cho dù quậy đến tỉnh ủy quậy đến trung ương, Hướng Dân Tân cũng có thể vững vàng chẳng hề sợ hãi bất kỳ ai chỉ trích. Nhưng Ngô công tử không phải là người biết phải trái. Hơn nữa từ thế trận Thi Khải Thuận mang lính hùng hổ tới có thể thấy, Thi Khải Thuận phỏng chừng cũng không muốn nói phải trái với y. Huống hồ, Ngô công tử hiện tại còn nằm lăn lộn trên đất, hoàn toàn chẳng khác gì một tên ăn vạ ngoài phố. Nếu Thi Khải Thuận lấy việc y Ngô công tử làm lý do, nhất định muốn y nói một lời giải thích, lại dùng thế mạnh đè ép y, y cúi đầu hay là gắng gượng. Nếu cúi đầu, uy danh của y ở Cục Công an thành phố đều mất sạch, từ đó bị người dưới quyền xem thường, bị coi là đớn hèn. Nếu gắng gượng, với khí thế Thi Khải Thuận mang lính đến, chắc chắn không phải là hù dọa người khác, là muốn ra tay thật. Chẳng may xảy ra cuộc xung đột đổ máu quy mô lớn, Thi Khải Thuận dưới sự bao che một tay lấp trời của Ngô Hiểu Dương, có thể yên ổn vô sự, hơn nữa sự tình quân đội sẽ không công khai trên truyền thông, lại không quy về địa phương quản lý, y lại mang một gánh nặng chính trị to lớn, thậm chí có khả năng bị xem như vật hy sinh, bị cách chức ngay tại chỗ. Bởi vậy, lúc nhận được điện thoại của Hạ Tưởng, Hướng Dân Tân có một sự vui sướng và nhẹ nhõm như được cứu thoát khi đang tuyệt vọng. Dù y đối với Hạ Tưởng không hề có ấn tượng quá tốt, cũng không có ác cảm, nhưng khi biết được quyết định của Hạ Tưởng và hiểu Phó Bí Thư Hạ giơ tay kéo y một phen đau khổ, trong nháy mắt, thiện cảm của y đối với Hạ Tưởng tăng lên cao đến mức không gì sánh kịp. Phó Bí Thư Hạ là ánh đèn sáng chỉ đường trong tình thế không lối thoát của y. Thậm chí có thể nói, hành động này của Hạ Tưởng đã cứu vãn sinh mạng chính trị của y. Có tinh thần chỉ thị của Phó Bí Thư Hạ, Hướng Dân Tân chỉ mong sao thoát khỏi tình huống khó khăn này, y lập tức giơ tay bảo Phó Cục trưởng đích thân mang người xuất phát từ cửa sau đưa Nhâm Hải Bảo về tỉnh ủy, suy đó hồi phục sự tự tin và bình tĩnh, ung dung bước tới trước mặt Thi Khải Thuận. Bộ trưởng Thi, anh đem lính tới Cục Công an thành phố, là muốn đến luyện binh hay là chấp hành quân vụ? Nếu là luyện binh, 300 cảnh sát Cục Công an thành phố tháp tùng mọi lúc. Nếu là chấp hành quân vụ, xin đưa ra chỉ thị có liên quan. Hướng Dân Tân giành cơ hội trước, lớn tiếng dọa người. Sắc mặt Thi Khải Thuận không tốt, tuy nhiên y hiểu lý lẽ hơn Ngô công tử, biết nếu đắc tội chết với Hướng Dân Tân sau này quân khu Dương Thành ở địa phương cũng sẽ nửa bước khó đi, sẽ khó làm mọi việc. Y vẫy tay, cho người đỡ Ngô công tử dậy trước,
rồi mới giơ tay bắt tay hướng Dân Tân. Cục trưởng Hướng, quấy rầy rồi, tôi đến đón Ngô công tử đi. Sự việc hôm nay, là cậu ấy không đúng. Hướng Dân Tân vừa nghe thầm thở phào nhẹ nhõm một cái, cho rằng Thi Khải Thuận nhượng bộ rồi, đang lúc vui mừng lại nghe Thi Khải Thuận nói tiếp. Ngô công tử sai trước, cục trưởng Hướng anh cũng đã đánh người, tôi trở về cũng không biết làm sao giải thích với tư lệnh Ngô. Như thế này, mọi người đều nhường một bước, Ngô công tử chịu thiệt, thì cho qua đi, tôi bảo đảm sau này cậu ấy và tư lệnh Ngô sẽ xem như chưa từng xảy ra việc này, nhưng Nhâm Hải bảo, xin cục trưởng Hướng giao ra trước, sẽ làm cho Ngô công tử bớt giận. Nếu không, tôi đồng ý Ngô công tử cũng sẽ không đồng ý. Cậu ấy không đồng ý, những binh lính dưới quyền tôi đây cũng sẽ không đồng ý. Nói rất dễ nghe, thật ra trong lời nói vẫn không phải không có ý uy hiếp. Lúc này, thiện cảm của Hướng Dân Tân đối với Hạ Tưởng càng tăng lên cao hoàn toàn, cũng là lần đầu tiên trong đời y đối với một lãnh đạo cấp trên có sự cảm kích rơi nước mắt. Y cũng hiểu, Phó Bí Thư Hạ lúc này kịp thời đề xuất chuyển Nhâm Hải Bảo về tỉnh ủy, là giải vây cho y, là cách rước họa vào thân. Dù y không biết Phó Bí Thư Hạ sao lại làm thế này, nhưng bất luận Phó Bí Thư Hạ xuất phát từ việc lôi kéo y hay có dụng ý khác, đều khiến y phải khắc cốt ghi tâm ơn giải vây của Phó Bí Thư Hạ. Đúng vậy, là ân tình mãi mãi không thể quên. Hướng Dân Tân cũng là lão quan trường rồi, y rất rõ, sự việc hôm nay nếu không phải là Phó Bí Thư Hạ ra tay giúp đỡ, nếu thành ủy không ra mặt chống đỡ cho y, thì Khải Thuận nếu vì nịnh bợ Ngô Hiểu Dương, cứ muốn gây chiến, cho dù y dựa vào người đông thế mạnh cuối cùng đánh bại Thi Khải Thuận, cuộc đời chính trị của y cũng sẽ vẽ một dấu chấm tròn ở đây. Tiếng xấu, phải có người chịu, y đứng mũi chịu sào chính là ứng cử viên tốt nhất. Cho nên, dù ý uy hiếp trong lời của Thi Khải Thuận rất rõ ràng, cũng không khách sáo lắm với y không đấu võ mồm với Thi Khải Thuận nữa, mà nhẹ nhàng cầm lấy tay Thi Khải Thuận. Bộ trưởng Thi mở lời rồi, tôi chắc chắn phải nể mặt rồi. Tuy nhiên bộ trưởng Thi đến muộn một bước rồi, Nhâm Hải Bảo mới bị ủy ban kỷ luật tỉnh đưa đi, hiện tại. Có lẽ đã đến tỉnh ủy rồi. Mặt Thi Khải Thuận biến sắc. Cục trưởng Hướng, bây giờ không phải là lúc đùa giỡn. Hướng Dân Tân nghiêm túc. Bộ trưởng Thi, anh đều vây quân bốn mặt rồi, tôi còn có tâm trạng đùa giỡn sao? Thi Khải Thuận ánh mắt phức tạp nhìn Hướng Dân Tân một lát, buông lỏng tay ra. Cục trưởng Hướng, hay lắm. Hướng Dân Tân cười ngoài mặt nhưng bên trong không cười. Tôi hay cái gì chứ, bị người khác ức hiếp tận nhà, chẳng phải một chút biện pháp cũng không có. Thi Khải Thuận mới biết lời ban nãy nói quá sớm rồi, nếu biết Nhâm Hải Bảo đã bị chuyển đi. Y thế nào cũng phải chừa chút đường sống, mà không phải bây giờ đã nói hết lời rồi, chỉ có thể đến thế nào thì về thế đó. Ngô công tử lại không cam, sống chết cứ muốn tìm Hướng Dân Tân tính sổ, thì Khải Thuận giữ chặt y, nhỏ giọng nói. Cứ quậy tiếp, với ai cũng không tốt, Dương Thành không phải không có ai lớn hơn tư lệnh Ngô, Dương Thành vẫn còn một ủy viên bộ chính trị. Ngô công tử nghe Nhâm Hải Bảo đã bị chuyển về tỉnh ủy rồi. Liền lập tức bảo Thi Khải Thuận mang y tới tỉnh ủy cướp người, Thi Khải Thuận làm gì dám cản quấy tiếp, bèn chuẩn bị rút lui. Đến cục công an thành phố còn dễ trở về trọn vẹn, nếu tấn công trụ sở tỉnh ủy, phiền toái sẽ lớn ngay. Lúc Ngô công tử bị Thi Khải Thuận kéo đi, còn không quên gào lên với Hướng Dân Tân. Cục trưởng Hướng, tình nghĩa của ông tôi ghi lại rồi, sau này nhất định trả gấp bội. Hướng Dân Tân cười ha hả. Hầu tiếp mọi lúc. Đợi binh lính của Thi Khải Thuận và Ngô công tử rút đi như thủy triều, tim của Hướng Dân Tân mới xem như trở về chỗ cũ, quay người nhìn, Lý Dật Phong đang chuẩn bị lên xe, y vội vàng bước về phía trước, kéo Lý Dật Phong một phát, thân thiết nói. Dật Phong dừng bước, tôi có lời hỏi anh. Lý Dật Phong thật ra không hề đi thật, cố ý đi chậm chậm trước cửa xe một chút, đợi Hướng Dân Tân gọi y. Vừa nghe Hướng Dân Tân mở miệng, y thầm nói một tiếng tốt quá rồi, cơ hội. Cuối cùng cũng đến rồi. Thi Khải Thuận và Ngô công tử ra khỏi cục công an thành phố, thì muốn thu binh trở về, Ngô công tử lại không cam, nói thế nào cũng muốn đến tỉnh ủy đòi người. Thi Khải Thuận lại không chịu, trong tỉnh ủy có Trần Hạo Thiên chấn giữ, giống như một ngọn núi cao lồng lộng, không ai dám chạm tới. Ngô công tử bình thường thân với Thi Khải Thuận rồi, bình thường có lúc cũng nghe lời khuyên của Thi Khải Thuận, hôm nay bị đánh, mất mặt, làm ầm ĩ một hồi ở cục công an thành phố. Ngoài mặt hùng hổ, trên thực tế vẫn là thua rồi, không được gì, y liền tức tối, lạnh lùng nói. Chú Thi, cháu nghe lời chú,
lúc nãy không quậy hướng dân tân nữa, chú cũng phải để cháu lấy lại mặt mũi, nếu không, hôm nay bị đánh uổng công rồi. Chú đem người thật nhiều, nhìn thật náo nhiệt, thật ra là phô trương thanh thế, ngược lại càng khiến hướng dân tân xem thường chúng ta. Chú không dám đi tỉnh ủy, là sợ Hạ Tưởng. Thì Khải Thuận không muốn nghe tới tên Hạ Tưởng nhất, bị Ngô Công Tử khích, lửa giận lại nổi lên. Tôi không quan tâm, cậu muốn đi thì đi là được rồi, tôi phải xin chỉ thị tư lệnh Ngô một chút. Thì Khải Thuận vừa quay người, vừa cầm điện thoại lên, lại thấy Ngô Công Tử đã mang theo mấy người, nhanh như chớp lái xe về phía tỉnh ủy, y thầm lắc đầu, vội gọi điện cho Ngô Hiểu Dương. Ngô Hiểu Dương đầu tiên nghe Ngô Công Tử bị đánh đau đớn ở cục công an thành phố, trong lòng đã rất không thoải mái. Lại nghe Nhâm Hải bảo bị chuyển đến Ủy ban Kỷ luật tỉnh kịp thời, liền đoán được e rằng là Hạ Tưởng cố ý giải vây cho hướng dân tân, là muốn đưa Nhâm Hải bảo về tỉnh ủy, anh có bản lĩnh đến cục công an thành phố gây sự, chắc chắn không có bản lĩnh đến vây đánh tỉnh ủy. Ngô Hiểu Dương càng thêm tức giận, còn bị đánh, lại bị Hạ Tưởng vô duyên cớ nhúng tay vào, đồng nghĩa với việc y bị Hạ Tưởng quay cho xoay mòng mòng, tính y hay bao che khuyết điểm, lại không vừa mắt với Hạ Tưởng nhất. Vừa nghĩ đến thái độ dương dương tự đắc của Hạ Tưởng ở tỉnh ủy, y liền không thể nào nguôi giận, không thể để cho Hạ Tưởng tự do hô mây gọi gió. Khải Thuận, cậu thế này. Ngô Hiểu Dương đưa ra chỉ thị cao nhất. Cậu đem mấy người đến tỉnh ủy tìm Hạ Tưởng đòi người. Thì Khải Thuận giật nảy người. Tư lệnh, trọng địa tỉnh ủy. Ngô Hiểu Dương cười nhẹ nhàng. Cậu chỉ lo đi đòi người, tôi sẽ đến sau, hôm nay, tôi đích thân xuất mã. Để xem Hạ Tưởng rốt cuộc có mấy cân mấy lượng. Thì Khải Thuận quá hiểu Ngô Hiểu Dương, vừa nghe đã biết Ngô Hiểu Dương chủ ý đã định, y có khuyên đi nữa cũng vô ích, đành phải mang 5-3 người, cũng lái xe về phía tỉnh ủy. Có tiền đề Ngô Hiểu Dương sắp sửa xuất mã, y đầy sức mạnh, hôm nay phải xem, dưới áp lực mạnh mẽ của Ngô Hiểu Dương, Hạ Tưởng còn có thủ đoạn gì có thể phơi bày. Thì Khải Thuận đến muộn hơn Ngô Công Tử một bước, khi y còn ở trên đường. Ngô Công Tử đã đến tỉnh ủy, và đã xảy ra xung đột đầu tiên với Hạ Tưởng. Phó Bí Thư Hạ, mời anh ra đây một chút, tôi có việc tìm anh. Ngô Công Tử lần này không xông vào, sau khi đăng ký theo quy tắc, thuận lợi tiến vào trụ sở tỉnh ủy, lên lầu làm việc tỉnh ủy, đến trước văn phòng Hạ Tưởng, lại bị chặn ở ngoài. Người bình thường muốn gặp Phó Bí Thư tỉnh ủy, làm gì dễ dàng vậy? Ngô Công Tử lại không tự nhận là người bình thường, Đường Thiên Vân chặn y ngoài cửa. Y bèn đứng ngoài cổng cao giọng hô to, quyết định không gọi được Hạ Tưởng ra thì quyết tâm không đi. Còn may, Ngô Công Tử kiềm chế mấy phần so với khi ở cục công an thành phố, không đem theo người, mà một mình lên lầu, còn tự mình cảm thấy tốt đẹp, cho rằng y đơn độc đi gặp. Sau khi hô lớn mấy tiếng, không thấy Hạ Tưởng ra mặt, đến Đường Thiên Vân cũng dường như không có việc gì ngồi trở lại, xem như y không tồn tại, lửa giận trong lòng Ngô Công Tử liền lập tức đốt lên. Hạ Tưởng. Có bản lĩnh thì anh ra đây, đừng giống như một con rùa rụt cổ núp ở trong. Hôm nay, tôi phải giáp mặt nói rõ ràng với anh, nợ cũ nợ mới cùng tính rõ. Vừa nói dứt lời, cửa kêu lên, một người từ bên trong bước ra, chính là Hạ Tưởng. Hạ Tưởng vẻ mặt mỉm cười, phong thái thoải mái, mở miệng nói. Ngô Công Tử, nợ cũ nợ mới cùng tính rõ. Không vấn đề gì, cậu muốn đấu văn hay là đấu võ? Phó Bí Thư Hạ rốt cục cũng đồng ý lộ diện. Tôi còn tưởng rằng anh phải trốn cả đời không ra ngoài gặp ai. Ngô Công Tử không phải không có ý trào phúng, còn tự cho mình là thông minh mà nhấc chân đi. Tôi đến đây là khách, chào anh cũng là Phó Bí Thư tỉnh ủy, phải có lòng độ lượng, sẽ không ngay cả một chén trà cũng không mời tôi uống. Không cần quá nhỏ mọn. Hạ Tưởng lại đứng chắn ở cửa từ chối. Rất xin lỗi, trà thì có, nhưng trà ngon chỉ chia sẻ với bạn bè, anh muốn uống trà. Hắn nhẹ nhàng đong đưa một ngón tay. Còn chưa đủ tư cách. Anh, Ngô Công Tử vốn định nói chuyện tử tế với Hạ Tưởng, ít nhất phải làm bộ bình tĩnh hòa nhã một chút, không nghĩ Hạ Tưởng lại tỏ thái độ kêu căng ngạo mạn, lập tức khiến cơn tức của anh ta bùng lên. Hạ Tưởng, anh không cần tự cho là đúng. Ở Dương Thành, anh tốt nhất nên kiềm chế vài phần, đừng tưởng rằng vẫn là đang ở tại tỉnh Yến và tỉnh Tề, anh có thể hoành hành ngang ngược. Hạ Tưởng mỉm cười vô vị. Tôi đi đến nơi nào cũng giống nhau, cũng không hoành hành ngang ngược, chỉ là có một số người, ở Bắc Kinh, dám va chạm đoàn xe cưới của người khác, cuối cùng bị bắt lại. Ở Dương Thành, mang lính xông vào cục công an, lại bị đánh một phen.
con cua hoành hành ngang ngược kết cục là bị người đưa đi. Ngô công tử nghĩ đến Hạ Tưởng Cao Quý vì là phó bí thư tỉnh ủy, ngại thân phận, nói chuyện chắc chắn sẽ hàm ý rất nhiều, không nghĩ vừa thấy mặt đã châm chọc cộng thêm mỉa mai, hơn nữa toàn những câu đâm thẳng vào yếu điểm, khiến anh ta xa sầm mặt không nói, xấu hổ như bị Hạ Tưởng trực tiếp lột ra, không khỏi thẹn quá thành giận. Hạ Tưởng, tôi cảnh cáo anh, nếu anh hôm nay không tha cho Nhâm Hải Bảo, tôi sẽ không để anh yên. Nhị Thế Tổ cùng với nhóm cặn bã nhị đại cùng giống nhau. Hoặc là hô to cha ta là ai, hoặc là một câu không để yên, ngoại trừ so cha ai to hơn thói con ông cháu cha, và mạnh miệng ở ngoài, trên cơ bản bản lĩnh lớn nhất chính là đùa giỡn không biết xấu hổ. Cảm nhận của Hạ Tưởng về Nhị Thế Tổ, đặc biệt Ngô công tử là vô sỉ và khốn khiếp. Phỏng chừng cũng liên quan đến việc anh ta có một người cha tốt mạnh mẽ, cứng rắn và quyền cao chức trọng, cán bộ địa phương đều tiếp nhận giám sát tin tức truyền thông, rất dễ dàng bị đầu cơ thành sự kiện trên tin tức, nhưng trong một tập thể cấp cao quân đội, không chịu giám sát, thì không giữ được cân bằng. Không chịu giám sát thì không giữ được cân bằng, quyền lực là tuyệt đối, quyền lực tuyệt đối sẽ sinh ra tự cao tự đại tuyệt đối. Hạ Tưởng cười lạnh liên tục, hắn đã thấy Ngô công tử ở cục công an thành phố, Ngô công tử này đúng là ngu xuẩn như con lừa, ngu như lợn, càng khắc sâu thêm ấn tượng đã có. Nếu là dân chúng yếu đuối thì có thể lý giải, dù sao anh ta lại đi lấy đá chọi với đá, lấy một gã trung tướng chọi với một gã ủy viên thường vụ thành ủy, cục trưởng cục công an, cấp bậc giám đốc sở, quả thật phần thắng không lớn. Nhưng nói chung, thế lực quân đội rất ít gây uy thế tại địa phương nên bị trấn áp, cũng chứng minh uy danh của Ngô Hiểu Dương rất lớn và có xu thế mạnh trong đối nhân xử thế. Hạ Tưởng coi như là hiểu biết sâu rộng, trong lòng cũng vẫn thấy kỳ quái đối với việc Ngô Hiểu Dương có thể có sức ảnh hưởng lớn như thế này đối với thành phố Dương Thành, đúng là hiện tượng quái lạ. Không ngờ lại có tác dụng trung gian đối với sự kiện Lý Dật Phong, Hạ Tưởng cảm thấy vô cùng vừa lòng. Ngô công tử. Hạ Tưởng nhíu mày, cảm thấy cái tên Ngô công tử quá mức quái dị, ai lại đi tự xưng là công tử. Anh ta mà cũng xứng danh công tử. Muốn nói chuyện, trước hết hãy nghĩ lại thân phận của mình, anh là cái gì mà dám ở tỉnh ủy hô to gọi nhỏ, còn dám bảo phó bí thư tỉnh ủy thả người. Anh ngay cả chính mình mấy cân mấy lạng đều không biết rõ, mà đã dõng dạc, mà tuyệt không cảm thấy thẹn sao. Ngô công tử lên cơn tức, như muốn phá vỡ trán, phi ra ngoài, lý trí chạy loạn, anh ta giơ tay bắt lấy Hạ Tưởng. Hạ Tưởng, anh không phải khinh người quá đáng. Anh hiện tại ở Dương Thành, cẩn thận ra đường bị xe đụng, ra ngoài bị người nói. Lời còn chưa dứt, mặt Ngô công tử đã trúng một bạt tai. Hỗn láo. Không phải Hạ Tưởng đánh, còn không cần Hạ Tưởng ra tay, là Đường Thiên Vân đánh. Đường Thiên Vân bình thường trầm mặc ít lời, ở thời khắc mấu chốt rốt cục thực hiện chức trách bảo vệ cấp trên của một gã thư ký, anh ta không nói một lời, mặt giận dữ, đột nhiên ra tay. Một bạt tai đánh cho một bên má Ngô công tử nhanh chóng đỏ ửng lên. Ra tay rất nhanh, cũng đủ mạnh. Kỳ thật đem Ngô công tử so sánh với bọn trâu bò cũng đúng, ai khiêu khích, anh ta liền nổi cơn điên cuồng. Đường Thiên Vân đánh cho anh ta một cái bạt tai, hai mắt thành màu đỏ, hoàn toàn rơi vào trạng thái cuồng loạn, nổi giận gầm lên một tiếng, một cước đá thẳng vào Đường Thiên Vân. Đường Thiên Vân cũng không có bản lĩnh như Tiêu Ngũ, anh ta đánh Ngô công tử là đánh bất ngờ. Ngô công tử đá ra một cước, anh ta tránh không kịp, bị trúng chính giữa chân. Ngô công tử xuống tay khá độc, Đường Thiên Vân chỉ cảm thấy một cơn đau truyền đến, anh ta lại cắn chặt khớp hàm, mặt không thay đổi màu, chỉ bình tĩnh mà trầm thấp nói một tiếng. Lãnh đạo đi mau, tôi sẽ đối phó với anh ta. Về đánh nhau, Đường Thiên Vân tuyệt đối không phải đối thủ của Ngô công tử. Ngô công tử tuy rằng vô lại cộng thêm lưu manh, nhưng dù sao cũng là thường xuyên đánh người. Đánh đập nhiều người, cũng có bản lĩnh mèo cào. Một cước anh ta đá trúng Đường Thiên Vân, lại đấm một đấm vào giữa ngực Đường Thiên Vân, đánh cho Đường Thiên Vân lùi lại sau một bước, đau đến mặt biến dạng, lại vẫn không quan tâm mà tiến lên vồ lấy, ôm cổ Ngô công tử. Lãnh đạo đi mau. Đường Thiên Vân trước kia chỉ gọi Hạ Tưởng là phó bí thư Hạ, trong thời khắc nguy cấp, một câu, lãnh đạo, phát ra, khiến trong lòng Hạ Tưởng nóng lên. Anh ta bình thường là một thư ký ít nói không nịnh bợ, so với thư ký bình thường nói ngọt như mật nhưng ở thời khắc mấu chốt lại không chút do dự bán đứng lãnh đạo, mạnh hơn đâu chỉ gấp trăm lần, chỉ bằng biểu hiện của Đường Thiên Vân đánh không lại Ngô công tử còn cố chống lại để hắn đi trước, Hạ Tưởng cho Đường Thiên Vân 90 điểm. Hạ Tưởng đã lâu không động chân động tay,
hôm nay, cũng muốn hoạt động một chút gân cốt, hắn thuận thế kéo Đường Thiên Vân, mượn lực đẩy lực, lại đẩy bả vai Đường Thiên Vân, Đường Thiên Vân liền cảm thấy một sức mạnh lớn truyền đến, thân mình run lên liền thoát khỏi tay Ngô Công Tử, tay phải vừa nhấc lên, một đấm liền đánh trúng mũi Ngô Công Tử. Đáng thương cho Ngô Công Tử, nước mắt một phen nước mũi một phen, ngồi xổm dưới mặt đất, cảm giác giống như ăn món thập cẩm chua ngọt đắng cay nhất, không chỉ khó chịu mà là cực kỳ khó chịu. Ngô Công Tử hiện tại hối hận muốn chết, tại sao lại đến đây một mình, sớm biết mang đi thêm hai người thì tốt, cũng không đến mức bị thương trong tay một tên thư ký nhỏ bé. Trong lòng tức, làm anh ta không biết nguyên do, nếu trong tay có súng, anh ta không nói hai lời rút súng ra mà bắn Đường Thiên Vân. Từ nhỏ đến lớn được nuông chiều, muốn cái gì có cái đấy, nói muốn có vợ của ai là có, nói muốn ngủ với cô nào là ngủ, nói đánh ai thì đánh, nói diệt ai thì diệt, chưa từng giống như hiện giờ, liên tiếp mắc nghẹn. Cảm giác nhục nhã trong lòng mãnh liệt mênh mông như sóng lớn, càng ngày càng không thể kiềm chế, Ngô Công Tử phát điên. Ngô Công Tử từ dưới đất nhảy dựng lên, liều lĩnh vọt vào phòng làm việc của Hạ Tưởng, cầm lấy một chiếc ghế, quét ngang bốn phương tám hướng. Gặp cái gì đập cái đó, đập cái gì phá hỏng cái đấy, trong khoảng thời gian ngắn, tiếng động vang lên, náo nhiệt giống như đốt pháo mừng năm mới. Đường Thiên Vân nổi giận, muốn liều chết với Ngô Công Tử, lại bị Hạ Tưởng nhẹ nhàng giữ chặt, Hạ Tưởng mỉm cười lắc lắc đầu, ý là kệ anh ta đi, đập được thì càng tốt. Đường Thiên Vân như hiểu ra điều gì, yên lặng gật gật đầu, trong lòng âm thầm khâm phục sự bình tĩnh của Phó Bí Thư Hạ, gặp bất luận sự tình gì cũng không bối rối. Đều định liệu trước, có phong độ của một đại tướng. Lúc này, cửa phòng làm việc của Hạ Tưởng đã vây đầy người, không ít người đều tò mò đến xem đã xảy ra chuyện gì, chẳng những có nhân viên cảnh vệ của Hạ Tưởng và cảnh vệ của tỉnh ủy mà còn có nhân viên công tác khác của tỉnh ủy, thậm chí còn có lãnh đạo tỉnh ủy. Lưu Kim Nam đến đây. Khang Hiếu cũng đến đây. Sa Nguyên Hải cũng đến đây. Phó Chủ tịch tỉnh Thân Gia Hậu, trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Trì Vĩnh Lệ. Trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Ti Anh cũng đều xuất hiện, nói đúng hơn là, ủy viên thường vụ tỉnh ủy, ngoại trừ Trì Bình Phàm, Lâm Song Bồng và Trương Thiếu Hoa bình thường không có ở văn phòng tỉnh ủy ra thì tất cả đều bị kinh động, đều đứng ở phía sau Hạ Tưởng, ở bên ngoài văn phòng Hạ Tưởng, vây xem hành động vĩ đại của Ngô Công Tử. Đương nhiên, cũng không phải toàn bộ lãnh đạo tỉnh đều đến đông đủ, kỳ quái chính là, Trần Hạo Thiên và Mễ Kỳ Hỏa một chút động tĩnh cũng không có, vừa không ra mặt. Cũng không có thư ký đến hỏi đã xảy ra chuyện gì. Đúng rồi, còn có Nhâm Sương cũng không xuất hiện. Lãnh đạo tỉnh ủy đang có mặt ở đây, tâm tư khác nhau, có người không nói gì, có người lắc đầu, có người vui sướng khi thấy người gặp họa, có người âm thầm chờ xem Hạ Tưởng xử lý như thế nào. Văn phòng bị người ta đập, sự việc mất mặt, về sau ở tỉnh ủy làm sao còn ra oai, làm thế nào đây? Gặp được kẻ ngốc như Ngô Công Tử, ai có thể làm gì anh ta? Đằng sau anh ta thì ngay cả một cục trưởng cục công an sinh trưởng ở thành phố Dương Thành cũng không dám đắc tội cha anh ta. Hạ Tưởng mới đến Dương Thành, chỉ sợ cũng phải nhượng bộ lui binh. Xem ra Hạ Tưởng thật sự là phải nhịn, nếu không làm sao để Ngô Công Tử đập tùy ý, chỉ khoanh tay đứng một bên nhìn sao. Vẻ mặt khá thoải mái, kỳ thật nói không chừng trong lòng đã bùng nổ tức giận từ lâu. Một cảnh tượng kỳ quái như thế. Chỉ sợ trong lịch sử lĩnh Nam cũng chưa từng gặp qua mà ban lãnh đạo tỉnh lĩnh Nam đứng ở cửa, mắt to mắt nhỏ trừng lên nhìn Ngô Công Tử cuồng loạn đập phòng làm việc của Hạ Tưởng, nhưng không có một ai tiến lên ngăn cản, ngay cả cảnh vệ cũng đứng vây bên ngoài, không chịu tiến lên. Cảnh vệ không ngăn cản Ngô Công Tử, kỳ thật là bị Đường Thiên Vân âm thầm chặn trước. Đập khoảng 10 phút, Ngô Công Tử đập đủ rồi, cũng đập mệt mỏi, rốt cục quay sang Hạ Tưởng khiêu khích nói. Thế nào, Hạ Tưởng? Tôi đập văn phòng của anh có thể làm gì tôi? Có bản lĩnh thì anh đụng đến một ngón tay của tôi thử xem. Vừa nói, anh ta còn từ văn phòng bước ra, một bước đi tới trước mặt Hạ Tưởng, vươn một ngón tay chỉ trước ngực Hạ Tưởng. Hạ Tưởng dường như có vẻ sợ hãi Ngô Công Tử, bị Ngô Công Tử chỉ, chân không đứng vững, lùi về phía sau, bối rối, hai tay quả quảng, đúng lúc bắt được ngón tay Ngô Công Tử, có lẽ là Hạ Tưởng quả thật kinh hoàng thất thố, có lẽ là nguyên nhân khác. Dù sao may mắn thế nào, ngón tay Ngô Công Tử bị Hạ Tưởng nắm chặt, sau đó xoay một góc, chỉ nghe một tiếng rất nhỏ, răng rác, vang lên, sau đó Ngô Công Tử chu lên một tiếng, ngón tay bị bẻ gãy. Chính vào lúc này, chợt nghe tiếng bước chân chạy đến, một người cất cao giọng lên. Tư lệnh Ngô đến.
Vừa mới dứt lời, dường như là để đặc biệt nghênh đón Tư lệnh Ngô, Hạ Tưởng không đợi Ngô công tử phản ứng lại, giơ tay cao, hung hăng đánh vào mặt anh ta một cái bạt tai. Rõ ràng nghe thấy Tư lệnh Ngô đến, còn cố ý ngay trước mặt Tư lệnh Ngô mà đánh người. Phó bí thư Hạ muốn thế nào, thật muốn xé rách thể diện, muốn náo loạn một trận long trời lở đất sao? Và mọi người lại nhìn thấy rõ ràng một ngón tay của Ngô công tử đã như bị rụng xuống, bị vặn về phía sau méo mó không thể tin nổi, mới biết được vừa rồi Hạ Tưởng chỉ nhoáng người lên một cái, không ngờ bẻ gãy một ngón tay Ngô công tử. Mọi người đều thất kinh. Bí thư Hạ điên rồi phải không? Nếu sau lưng xuống tay thì còn được, trước mắt bao nhiêu người, ngay trước mặt vô số lãnh đạo tỉnh ủy, lại cố ý đúng lúc Tư lệnh Ngô đến đánh cho Ngô công tử một cái bạt tai, hành động này của Phó bí thư Hạ, thế nào cũng phải chịu hậu quả đích đáng. Lúc này Ngô công tử đã hết sức trả đòn, ôm lấy ngón tay bị gãy, đau đến nỗi khóc oa oa. Anh, tôi, ngay cả nói năng cũng lộn xộn. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, cũng không biết kế tiếp rốt cuộc xử lý như thế nào. Đám người tránh ra, thì Khải Thuận sải bước chạy tới, tuy nhiên chỉ có một mình ông ta, phía sau cũng không có Tư lệnh Ngô. Hóa ra là thông báo giả, tuy nhiên lại nghĩ cũng lại rõ ràng, là muốn mượn uy danh, hoặc là nói, cáo mượn oai hùm. Thì Khải Thuận cũng cố ý không chào hỏi những người ở tỉnh ủy, vội vàng đi đến trước mặt Ngô công tử, vừa thấy Ngô công tử bị bẻ gãy một ngón tay, mặt ỉu như cái bánh mì, thiếu chút nữa trước mắt tối sầm mà ngã quỵ. Mẹ nó, Hạ Tưởng xuống tay quá độc ác, hắn không muốn sống chăng? Quay đầu lại hung tợn trừng mắt nhìn Hạ Tưởng, thì Khải Thuận cũng không nói chuyện với Hạ Tưởng, mà là căm phẫn và lại không phải không có ý uy hiếp nói. Tư lệnh Ngô sẽ đến ngay lập tức, đừng lo, người ta đánh cậu như thế nào, trong chốc lát Tư lệnh Ngô sẽ trả lại gấp bội. Đau à, đau chết mất. Ngô công tử kêu điên cuồng, ngồi dưới đất nghiêng ngả, đổ mồ hôi đầy đầu. Tuy nhiên anh ta cũng quả thật xem như một nhân vật, nếu là người khác, có lẽ đã sớm sợ hãi, anh ta lại vẫn chết cũng không hối cải, vừa kêu đau, vừa lớn tiếng mắng Hạ Tưởng. Hạ Tưởng, tao không chém mày, tao không phải họ Ngô. Hạ Tưởng, tao muốn giết mày. Cảm tình của Thi Khải Thuận với Ngô công tử cũng khá sâu, tuy rằng Ngô công tử bình thường rất quậy phá, nhưng ở cùng một chỗ lâu, cũng không cần biết là anh ta quậy phá những gì, ngược lại, còn coi anh ta như con cháu. Cũng đau lòng, quay lại hung tợn liếc mắt chăm chú nhìn Hạ Tưởng một cái. Phó bí thư Hạ, hừ, thủ đoạn hay lắm, nhớ kỹ sự việc hôm nay, tôi khẳng định sẽ đòi lại công bằng. Hạ Tưởng vừa không kích động, cũng không sợ hãi, lại càng không đấu võ mồm với Thi Khải Thuận, hời hợt nói. Tôi bây giờ đã lớn tuổi, không thể so với năm đó. Năm đó ở thành phố Lang, có một kẻ liều mạng bắt cóc con tin, trong tay có dao lại có súng. Cuối cùng gã bị người ta đá một cước làm gãy ba cái xương sườn, hôn mê bất tỉnh tại chỗ. Hôm nay so với kẻ vô lại quát tháo chẳng qua chỉ bị gãy có một ngón tay, còn nhẹ hơn nhiều. Đừng nói chỉ có Khang Hiếu lạnh gáy, ngay cả Lưu Kim Nam sau khi chứng kiến Hạ Tưởng ra oai hạ độc thủ xong, vẫn trấn tĩnh tự nhiên như cũ, dường như Ngô công tử không phải công tử con của Ngô Hiểu Dương, mà là con chó con mèo trên đường không được coi ra gì không được xếp là nhân vật nào, thì không khỏi âm thầm líu lưỡi. Vừa vô cùng khiếp sợ Hạ Tưởng bình tĩnh và ác nghiệt, cũng không phải là lo lắng làm sao Hạ Tưởng lại có dũng khí khiêu chiến với Ngô Hiểu Dương như thế, mà là rất khó hiểu. Ngô Hiểu Dương năm đó ở Dương Thành từng gây ra sự kiện chấn động một thời, từ bấy về sau, cán bộ địa phương Dương Thành sợ Ngô Hiểu Dương như sợ hổ. Nếu không phải tỉnh ủy có một vị ủy viên Bộ Chính trị Trung ương trấn thủ, chỉ sợ tỉnh Lĩnh Nam cũng sẽ bị bóng ma Ngô Hiểu Dương che phủ. Nhưng cho dù Trần Hạo Thiên cao quý vì là ủy viên Bộ Chính trị, sau khi ông ta đến Lĩnh Nam, dám bắt hơn 10 cán bộ cấp sở, dám kéo xuống vài tên quan lớn cấp tỉnh bộ, cũng không dám động đến một ngón tay Ngô Hiểu Dương. Nguyên do cá nhân, vừa ý vị sâu xa lại do người suy nghĩ sâu xa. Cho nên ở trong mắt tất cả lãnh đạo tỉnh Lĩnh Nam, Ngô Hiểu Dương tuy rằng không phát sinh xung đột với Trần Hạo Thiên, nhưng từ khi quân khu Dương Thành hoạt động kinh tế điên cuồng ở tỉnh Lĩnh Nam, không kiêng nể gì đến mức độ lộ liễu, trên thực tế Trần Hạo Thiên áp dụng thái độ né tránh và nhường nhịn đối với Ngô Hiểu Dương. Hoặc là nói thẳng, Trần Hạo Thiên không dám đối đầu với Ngô Hiểu Dương. Cho dù Hạ Tưởng có Trần Hạo Thiên đứng sau, ỷ vào tuổi trẻ có sức khỏe, đánh Ngô công tử một bạt tai còn chưa tính, còn bẻ gãy tay của anh ta, chẳng khác nào rước vào đại họa tài trời.
Phó Bí Thư Hạ là nhất thời nổi khí thế, hay là có mưu tính khác? Là người được Trần Hạo Thiên rất tín nhiệm ở tỉnh ủy, Lưu Kim Nam hôm nay thấy hành động của Hạ Tưởng vô cùng lo lắng. Những người khác, anh xem tôi xem anh, trong lòng đều có sóng lớn mãnh liệt, thậm chí còn có sóng lớn ngập trời. Hạ Tưởng ở tỉnh Tương cấp tiến như thế nào đã khắc sâu ấn tượng với không ít người, nhưng có lẽ khi ở tỉnh Tề khiêm tốn lại khiến không ít người xem nhẹ Hạ Tưởng, cho rằng Hạ Tưởng bị mài bằng góc cạnh, bắt đầu trở nên tầm thường và quan liêu. Ai có thể nghĩ đến, mới đến Dương Thành chưa được vài ngày, đã gây ra đại sự kinh thiên, lại nhìn thấy khi Hạ Tưởng bị Ngô Công Tử uy hiếp, bị Thi Khải Thuận đe dọa, sắc mặt vẫn lạnh lùng mà hờ hững như cũ, lần đầu tiên, khiến không ít người có một loại cảm giác kinh ngạc. Khang Hiếu và Sa Nguyên Hải liếc nhau, đều thấy được sự sợ hãi và may mắn trong mắt đối phương. Sợ hãi chính là, Hạ Tưởng mạnh mẽ, cứng rắn và hống hách, ngoài dự đoán mọi người. May mắn chính là, Hạ Tưởng xem như hoàn toàn đắc tội với Ngô Hiểu Dương, không cần bọn họ ra tay, Ngô Hiểu Dương nhất định sẽ thẹn quá thành giận, cho dù là ra tay công khai hay ngấm ngầm, chắc chắn sẽ trừng trị Hạ Tưởng. Chờ xem kịch vui đi, Khang Hiếu và Sa Nguyên Hải rất khiếp sợ, nhưng trong lòng lại mong chờ tình thế thêm gay gắt. Cho dù tâm tư các ủy viên thường vụ khác nhau lớn như thế nào, lại đều không hẹn mà cùng nghĩ, làm sao tình thế huyên náo như vậy, mà Trần Hạo Thiên và Mễ Kỷ Hỏa đều không xuất hiện. Là không muốn liên lụy vào mình, hay là thấy tình thế không ổn, từ bỏ Hạ Tưởng. Lung tung, hỗn độn, hỗn loạn, tình cảnh này, không dùng từ loạn để tả được. Ngô Công Tử gào khóc thảm thiết vang cả khu phức hợp tỉnh ủy, chỉ sợ từ sau khi khu phức hợp tỉnh ủy Lĩnh Nam Khánh Thành, không còn được quý nhân phù trợ. Mà Ngô Công Tử thống khổ chu lên, ánh mắt ăn thịt người của Thi Khải Thuận, không rời Hạ Tưởng, dường như đã muốn vồ lấy Hạ Tưởng ăn tươi nuốt sống. Chẳng qua ở trước mặt bao nhiêu ủy viên thường vụ tỉnh ủy, thì Khải Thuận trung quy không dám di chuyển, vẫn không nâng Ngô Công Tử dậy rẽ đường mà đi, trong lòng mỗi người đều biết, chỉ sợ là đang đợi Ngô Hiểu Dương. Ngô Hiểu Dương thật sự sẽ tới sao? Cũng không biết thì Khải Thuận nói khẽ với Ngô Công Tử vài câu gì, Ngô Công Tử nhếch miệng cắn răng một cái đứng lên, cháu không bỏ được tính ăn cứt, lại duỗi một ngón tay ra chỉ về phía cái mũi Hạ Tưởng. Hạ Tưởng, có gan thì đừng đi. Cha tao lập tức sẽ tính sổ với mày. Hạ Tưởng mặt không đổi sắc, thân mình hơi hơi động đậy, Ngô Công Tử sợ tới mức run run, bật người thu tay đang chỉ lại, lộ rõ trò hề bắt nạt kẻ yếu. Hạ Tưởng lạnh lùng cười. Anh dám khoa tay múa chân với tôi, cho dù tư lệnh Ngô đích thân đến, tôi cũng sẽ cho anh cái tát. Giọng điệu ai mà lớn như vậy, dám dọa đánh con tôi còn muốn nhìn xem, ai dám động đến một đầu ngón tay của con ta. Tiếng nói lạnh lùng, ngạo mạn vang lên xa xa, bóng người chợt hiện, mặc quân phục trung tướng, đằng sau có hai gã cảnh vệ cao ngất lạnh lùng đi theo, Ngô Hiểu Dương khí thế nghiêm nghị mà chậm rãi tới gần. Ngô Hiểu Dương duy trì phong độ của một đại tướng, bước chân không vội vàng không hấp tấp, mỗi một bước đều rất vững vàng, dường như mỗi một bước đều đi vào lòng mọi người, lại như nhịp trống đòi mạng, mỗi một bước tới gần, khiến cho không khí khẩn trương. Tổng cộng vài chục bước, mất nửa phút. Lại dài như 10 phút, khi Ngô Hiểu Dương đi đến gần, Lưu Kim Nam đã hồi hộp không thở nổi. Không chỉ Lưu Kim Nam cảm thấy áp lực, ngay cả Phó Chủ tịch tỉnh Thân Gia Hậu và trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Trì Vĩnh Lệ tim cũng đập nhanh hơn, đều khẩn trương bất an nhìn về phía Hạ Tưởng. Hạ Tưởng cũng không biết là choáng váng, hay là sợ ngây người, vẫn giống như vừa rồi, mặt không đổi sắc tâm không nhảy, dường như Ngô Hiểu Dương có tới hay không cũng như nhau. Dường như lời uy hiếp rõ ràng vừa rồi của Ngô Hiểu Dương là chỉ người khác vậy. Kế tiếp phát sinh một cảnh tượng, thật đúng là ứng với câu châm ngôn, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, Ngô Hiểu Dương vừa đi vào phía trong, Ngô Công Tử đột nhiên hung tính bùng lên, nhảy dựng lên, dùng một bàn tay khác hướng đến mặt Hạ Tưởng. Nếu như bị đánh một cái tát thật, Hạ Tưởng ở trước mặt mọi người ở tỉnh ủy bị cho một cái tát, uy danh trở thành rác bị quét sạch, khẳng định sẽ trở thành trò cười vĩnh viễn. Cũng giải thích một chút, Ngô Công Tử thật sự là chó điên, nhưng cũng có ý nghĩ chính trị nhất định, anh ta lựa chọn trả thù Hạ Tưởng chọn thời cơ thật sự chuẩn, đúng lúc sự chú ý của mọi người đều dừng ở Ngô Hiểu Dương. Chỉ tiếc, đối thủ của anh ta là Hạ Tưởng, là Hạ Tưởng đã trải qua trăm trận chiến. Hạ Tưởng tránh người, Ngô Công Tử điên cuồng vồ đến, không ngờ Ngô Công Tử đắc thế không buông tha, giơ chân đá một cước, hơn nữa còn hướng vào Hạ Tưởng, dụng tâm độc ác, làm người ta giận sôi. Chính vào lúc này, bỗng nhiên một bóng người chạy tới,
chắn trước Hạ Tường, một cước của Ngô công tử đá vào bụng phía trên của anh ta. Một cước này hiển nhiên là dùng toàn lực, làm anh ta chợt ngã xuống đất, cuộn thân mình, cả người run rẩy không ngừng. Đường Thiên Vân thay Hạ Tường trúng một cước. Bất thình lình, mọi người lại một lần nữa khiếp sợ. Càng khiếp sợ sự tình ngay sau đó. Ngay trước mặt Ngô Hiểu Dương, ngay trước mặt Thi Khải Thuận, ngay trước mặt tất cả lãnh đạo tỉnh ủy tỉnh Lĩnh Nam ở đây, như diều hâu và con gà con, Hạ Tường giơ tay phải lên, cho Ngô công tử một cái bạt tai vang dội vào má phải. Một cái bạt tai, tôi thay Đường Thiên Vân đánh trả lại anh. Đánh xong một bạt tau, sắc mặt Ngô Hiểu Dương đại biến, hai cảnh vệ bên người ông ta thậm chí đưa tay đặt tại bên hông. Hạ Tường cũng không để ý, lại đánh vào má trái Ngô công tử. Cái tát thứ hai, là vì anh phá hỏng tài sản quốc gia. Ngô Hiểu Dương gần như phát cuồng, nặng nề giống giận một tiếng. Dừng tay. Hạ Tường cũng không thèm liếc mắt nhìn Ngô Hiểu Dương một cái, giương tay lên, tát cái thứ ba vào má phải Ngô công tử. Cái tát thứ ba, tôi thay chủ tịch tỉnh Mễ giáo huấn anh không hiểu quy củ, dám cả gan cãi lộn ở tỉnh ủy. Ngô Hiểu Dương rốt cục tức điên lên rồi. Bắt. Kịch vui mà có một cảnh tượng kinh người, lại khiến mỗi người đều mở to hai mắt, hôm nay phát sinh một vở kịch lớn, xem thế là đủ rồi. Trong lúc Hạ Tường như diều hâu, Ngô công tử như con gà, sau đó coi như Ngô Hiểu Dương không tồn tại, tát mạnh vào mặt Ngô công tử, tất cả mọi người ở đây cảm thấy trí óc trống rỗng, cảm giác cảnh tượng trước mắt, như không có thực vậy. Hạ Tường thật ngông cuồng, ngay trước mặt bố mà đánh con, nhằm mặt đánh cực mạnh, đánh cho không có lối thoát, Ngô Hiểu Dương không thẹn quá thành giận, không rút súng, thì ông ta không phải Ngô Hiểu Dương. Sự tình, thật sự náo động to bằng trời, nói không chừng lại thành chuyện lớn, như tai nạn chết người. Hơn nữa còn muốn đánh động đến Trung ương, cuối cùng làm một phen lôi nhau ra kiện cáo. Gian ngoài phòng làm việc của Hạ Tường bị đập nát vụn, nhưng phòng trong cửa lớn lại đóng chặt, Ngô công tử không đi vào. Đều nghĩ văn phòng Hạ Tường không có ai, không nghĩ tới, khẩn cấp, đột nhiên một người đi ra. Hơn nữa còn là nhân vật quan trọng Mễ Kỳ Hỏa. Chẳng trách vừa rồi náo động lớn như vậy, chủ tịch tỉnh Mễ vẫn không ra mặt, hóa ra sau lưng quả nhiên có huyền cơ. Mễ Kỳ Hỏa ra mặt, không ít lãnh đạo ở tỉnh ủy bị chấn động, đồng thời, lại bừng tỉnh, ban đầu Hạ Tường đã sớm chờ Ngô công tử đập phá, Ngô công tử thật đúng là nghe lời, trực tiếp nhảy vào đập phá. Ở trước mặt chủ tịch tỉnh, mà đập văn phòng phó bí thư tỉnh ủy kiêm chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, mà chân đá thư ký phó bí thư tỉnh ủy, thậm chí còn muốn đấm đá phó bí thư tỉnh ủy, Ngô Hiểu Dương lại bao che khuyết điểm, ra mặt có dày, cũng không thể đổi trắng thay đen lẫn lộn sự thật. Ngô Hiểu Dương có vênh váo hò hét, cũng không dám giễu võ dương oai trước mặt chủ tịch tỉnh. Hai gã cảnh vệ cũng bị khí thế của Mễ Kỳ Hỏa trấn áp, hai tay giơ trên không trung, vừa không chạm vào cánh tay Hạ Tường, cũng không buông xuống, ánh mắt nhìn về phía Ngô Hiểu Dương chờ ra lệnh. Ngô Hiểu Dương bối rối. Con trai bị đánh ngay trước mặt, tim ông ta như bị dao cứa, hận không thể bắn chết Hạ Tường. Nhưng lại không thể, Hạ Tường không phải người qua đường vô danh. Hắn là phó bí thư tỉnh ủy. Nếu Mễ Kỳ Hỏa không ra mặt, ông ta cũng không sợ mà ra lệnh cho cảnh vệ bắt lấy Hạ Tường, trước cứ đẩy Hạ Tường sang một bên để cứu Ngô công tử, nhưng không ngờ Mễ Kỳ Hỏa bước ra, làm ông ta bó tay bó chân. Nếu chỉ vì thân phận chủ tịch tỉnh của Mễ Kỳ Hỏa, ông ta quả thật không e dè nhiều ít, cái ông ta kiêng kỵ chính là thân phận của Mễ Kỳ Hỏa từng là thư ký của tổng bí thư. Không thể so Mễ Kỳ Hỏa với bất cứ một vị chủ tịch tỉnh nào. Bất cứ một vị chủ tịch tỉnh nào trong nước muốn kết nối với Tổng Bí Thư, muốn cùng Tổng Bí Thư trò chuyện hoặc gặp mặt, khó như lên trời. Mà không cần phải nghĩ cũng biết giữa Mễ Kỳ Hỏa và Tổng Bí Thư chắc chắn có thể liên hệ bất cứ lúc nào, hơn nữa lời của ông ta trước mặt Tổng Bí Thư có lực sát thương rất lớn. Hơn nữa, sự việc hôm nay, Hạ Tường lại có lý. Nhưng, cho dù như thế, Ngô Hiểu Dương vẫn khó có thể nuốt trôi ác khí bên trong, nhìn Hạ Tường nói. Phó bí thư Hạ, buông Ngô công tử ra. Lại chuyển hướng sang Mễ Kỳ Hỏa, không có ý tốt muốn rút lui. Chủ tịch tỉnh Mễ, vừa rồi phó bí thư Hạ nói anh ta thay chủ tịch tỉnh đánh con tôi một cái bạt tai. Mễ Kỳ Hỏa bình tĩnh khẽ gật đầu. Vừa rồi tôi ở văn phòng bàn bạc với phó bí thư Hạ, nghe thấy người ngoài hô to gọi nhỏ, tôi đã nói, phó bí thư Hạ ra xem là ai, thay tôi phê bình giáo dục kẻ đó một chút. Con cái nhà ai, sao lại không có chút giáo dục? Mễ Kỳ Hỏa diện mạo nho nhã, nói chuyện chậm rãi,
dường như không có một chút lực sát thương, nhưng lời này vừa nói ra, ý châm biếm không sót một chữ nào, chẳng những ngấm ngầm ủng hộ hành động đánh người của Hạ Tường, còn mắng thêm Ngô công tử không có giáo dục. Ngô công tử không có giáo dục ngụ ý chính là, trên bất chính dưới cũng làm theo. Ngô Hiểu Dương còn tưởng rằng Mễ Kỳ Hỏa cho dù không phản đối Hạ Tường, ít nhất cũng phải giữ lập trường trung lập, không ngờ Mễ Kỳ Hỏa hoàn toàn cá mè một lứa với Hạ Tường, còn thầm mắng ông ta không biết giáo dục con, ông ta rốt cuộc không nhịn được, lại nhìn Hạ Tường còn đang kéo áo Ngô công tử mà hai bên mặt Ngô công tử đỏ ửng như bánh hamburger, trong lòng vừa đau xót, vừa giận, thiếu chút nữa đã rút súng buộc Hạ Tường buông tay. Tay giật giật, đúng là vẫn còn kiềm chế được cơn tức, không dám trước mặt Mễ Kỳ Hỏa và mọi người ở tỉnh ủy tỉnh Lĩnh Nam mà làm càn quá mức. Nhưng Hạ Tường thật sự là khinh người quá đáng. Ngô Hiểu Dương nổi giận đùng đùng nói. Hạ Tường, anh buông con tôi ra rồi nói. Anh đường đường là một phó bí thư tỉnh ủy, trước mặt mọi người đánh người, còn ra thể thống gì? Không biết là có mất uy tín không? Nếu không buông tay, tôi sẽ giúp anh. Hạ Tường cười ha hả. Cổ nhân nói, cha không biết giáo dục con, Tư lệnh Ngô, lúc trước anh trước náo loạn cục công an thành phố như vậy, sao con trai anh lại náo loạn tỉnh ủy, có phải cũng hiểu được cái gì là danh dự hay không? Chỉ bằng hành vi Ngô công tử đập văn phòng của tôi vừa rồi, cảnh vệ của tôi có đánh cậu ta thành tàn phế, cũng là phải đạo. Hơn nữa, ai cũng nghĩ Hạ Tưởng còn muốn nói đạo lý gì lớn, không ngờ Hạ Tưởng tay vừa nâng lên đã tát một cái, lại đánh thật mạnh cho Ngô công tử một cái bạt tai. Tôi còn chưa giáo huấn đủ, bốn cái tát, là thay bí thư Trần và tỉnh ủy tỉnh Lĩnh Nam giáo huấn cậu ta, để cậu ta nhớ kỹ, trụ sở làm việc tỉnh ủy, không phải ai cũng có thể tùy tiện đến rồi đi. Đánh vào mặt Ngô công tử, cũng như đánh vào mặt Ngô Hiểu Dương, Ngô Hiểu Dương mặt nóng bừng phát sốt, trong lòng lửa hừng hực thiêu đốt, tay lại đặt bên hông, thậm chí còn cầm vào cán súng. Hạ Tưởng, tôi cảnh cáo anh, lập tức thả người, nếu không đừng trách tôi không khách khí đối với anh. Ngô công tử cũng chửi ầm lên. Hạ Tưởng, tao phải ngủ với phụ nữ của mày, tao chửi tổ tông tám đời nhà mày, tao. Đáp lại sự uy hiếp của Ngô Hiểu Dương và lời chửi rủa của Ngô công tử chính là, lại một cái tát vang dội. Cái tát thứ năm, là tôi thay ông cụ Ngô, ông cụ Mai, ông cụ Khâu và ông cụ Phó ở Bắc Kinh đánh anh, là cho anh nhớ kỹ, làm người tốt, miệng phải bỏ tật phun phân, ngoại trừ sẽ làm sằng làm bậy, trong xã hội một chút giá trị cũng không có. Nếu nói cái tát thứ tư, Hạ Tưởng nêu ra Trần Hạo Thiên còn không đủ để khiến mọi người giật mình, thì cái tát thứ năm, Hạ Tưởng lần đầu tiên uy phong lẫm liệt nêu ra bốn ông cụ của thế lực gia tộc, lấy danh nghĩa của mấy ông cụ lại thưởng cho Ngô công tử một cái tát, khiến cho mọi người ở đó bao gồm cả Ngô Hiểu Dương cảm thấy rung mình. Hạ Tưởng, thiết nghĩ muốn đối chọi với Ngô Hiểu Dương đến cùng. Hạ Tưởng, là muốn Ngô Hiểu Dương chưa chết chưa ngừng lại. Lúc Hạ Tưởng tát cái thứ tư và nêu ra Trần Hạo Thiên, thì Khải Thuận đang muốn giơ tay đẩy Hạ Tưởng ra, ông ta quyết tâm cho dù thế nào cũng muốn cứu Ngô công tử, ở trước mặt Ngô Hiểu Dương biểu hiện một chút cũng tốt, nhưng sau đó Hạ Tưởng một hơi đưa bốn ông cụ ra, thì Khải Thuận hít một hơi khí, chân dừng lại, tay vươn ra lại thu về. Tên bốn gia tộc lớn, có ai không sợ? Thậm chí ngay cả Ngô Hiểu Dương khi chứng kiến cái tát thứ tư, cũng khó đè lửa giận trong lòng, chuẩn bị bất chấp thân phận cũng muốn tiến lên rút súng cướp người. Nhưng cũng bị uy danh của bốn ông cụ bao phủ, lập tức dừng bước chân, rụt tay trở lại. Ngô Hiểu Dương luôn luôn tự cao tự đại, thậm chí ngay cả Trần Hạo Thiên cũng không là cái gì trong mắt ông ta, nhưng dưới uy lực của ông cụ Ngô cầm đầu bốn ông cụ, trong lòng cũng thất kinh. Hạ Tưởng hôm nay nêu ra bốn ông cụ, là phá lệ lần đầu tiên, cũng là hắn muốn đánh người lập uy, phải thi triển trực tiếp để Ngô Hiểu Dương hoàn toàn kinh sợ. Sau khi Hạ Tưởng nói xong, ngoại trừ tiếng Ngô công tử khóc, không có một âm thanh nào khác, đều bị thủ đoạn của Hạ Tưởng làm cho khiếp sợ. Mễ Kỳ Hỏa híp mắt lại, trong mắt có sự kinh ngạc, có suy nghĩ sâu xa, thậm chí còn có một chút ý cười. Còn Khang Hiếu và Sa Nguyên Hải liếc nhau, hai người đồng thời cảm thấy rùng mình. Được, đáng đánh. Cùng với một tiếng ủng hộ, khiến tất cả mọi người đều chờ mong một người rốt cục hiện thân Trần Hạo Thiên. Trần Hạo Thiên bước khoan thai. Sắc mặt bình tĩnh như nước, bước chân kiên định, phong thái thong dong, phía sau một đám người so với cảnh vệ của Ngô Hiểu Dương thì hung hãn hơn, việc thực hiện bảo vệ cho ủy viên Bộ Chính trị được xử lý vô cùng nghiêm khắc, bình thường bên người ít nhất sẽ có vài tên cảnh vệ, nếu xuất hành, sẽ có mười mấy người phụ trách cho sự an toàn. Trần Hạo Thiên đi vào gần,
hướng về Ngô Hiểu Dương khẽ gật đầu. Tư lệnh Ngô, xem như chào hỏi, sau đó quay lại phía sau khẽ gật đầu, phía sau mấy người động tác nhanh nhẹn mà nhanh chóng đến gần hai gã cảnh vệ của Ngô Hiểu Dương. Hành động này cho thấy, nếu cảnh vệ của Ngô Hiểu Dương dám hành động khác thường, cảnh vệ của Trần Hạo Thiên sẽ xử lý ngay. Sắc mặt Ngô Hiểu Dương lại biến đổi. Có người đại náo văn phòng tỉnh ủy, còn đập văn phòng phó bí thư tỉnh ủy, năm ngoái tôi tại địa phương chuyện gì cũng không thiếu, nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy sự tình coi trời bằng vung như vậy. Hiện tại tôi cũng đã lớn tuổi, nếu không, nói không chừng tôi cũng muốn động thủ đánh người. Trần Hạo Thiên ra mặt phát ngôn, rõ ràng không có lầm mà biểu lộ lập trường giống Hạ Tưởng, không nhượng bộ chút nào. Ngô Hiểu Dương bỗng nhiên hiện lên một ý niệm trong đầu, sự tình hôm nay, từ việc Mễ Kỳ Hỏa ẩn thân trong phòng làm việc của Hạ Tưởng, đến Trần Hạo Thiên xuất hiện đúng lúc, thế nào cũng cảm thấy đây là một cái bẫy được thiết kế tốt. Lại nghĩ, có lẽ từ khi Nhâm Hải Bảo rời khỏi Cục Công an thành phố, Hạ Tưởng đã bắt đầu đào hầm, mà ông ta dưới sự lĩnh kích động của con trai ông ta, dưới sự bành trướng do tự tin cực độ của chính mình, ông ta liền từng bước nhảy vào cạm bẫy. Tuy nhiên Ngô Hiểu Dương lại nghĩ lại, Mễ Kỳ Hỏa cũng được, Trần Hạo Thiên cũng được, mặc dù có lực trấn át nhất định, nhưng muốn nề hà được hắn, cũng không có khả năng. Kể cả Trần Hạo Thiên, tuy là ủy viên Bộ Chính trị, nhưng cũng chỉ là kiêm nhiệm bí thư đảng ủy quận thứ nhất lĩnh Nam, tay của ông ta cũng không vươn được đến quân khu Dương Thành. Nhưng Ngô Hiểu Dương lại tự an ủi, cũng là rốt cục nên lùi bước. Dưới uy lực lớn của bốn ông cụ mà Hạ Tưởng nêu ra, và dưới quầng sáng chiếu rọi của ủy viên Bộ Chính trị Trần Hạo Thiên, dưới áp bức của Hạ Tưởng, ông ta biết hôm nay tuyệt đối không được tốt lắm, cho dù là ông ta tạm thời không dám nói ra lời nói bất kính với bốn ông cụ, vẫn là Ngô công tử sai trước, hoặc là nó bị Hạ Tưởng gài bẫy, lựa chọn tốt nhất lúc này chính là 36 kế chuồn là thượng sách. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, ông ta hiện tại vừa không có lý, lại thua về khí thế, nếu không đi, chẳng lẽ còn có thể làm gì Hạ Tưởng ngoài dự đoán mọi người. Như đã định, Ngô Hiểu Dương rốt cục chịu thua, ít nhất ngoài mặt giọng điệu thành khẩn. Phó bí thư Hạ, là tôi quản giáo không nghiêm, xin anh giơ cao đánh khẽ, để cho thằng bé một con đường. A, Khang Hiếu thiếu chút nữa kêu sợ hãi ra tiếng, trước mặt Trần Hạo Thiên, Ngô Hiểu Dương không cúi đầu, không ngờ trước mặt Hạ Tưởng lại chịu thua, có chuyện như vậy sao? Chuyện không có khả năng xảy ra đã thực sự đã xảy ra. Đều nghĩ Hạ Tưởng chắc chắn sẽ thuận nước đẩy thuyền mà thả người, không ngờ, sự việc, lại quanh co một lần nữa. Hiểu Dương, anh có thể đi, nhưng Ngô công tử, thì ở lại. Một câu thuận miệng, lãnh đạm, nhẹ nhàng, không chút nào uy nghiêm uy hiếp, lại khiến Ngô Hiểu Dương hết hồn. Lời đó, không phải Trần Hạo Thiên nói, cũng không phải Mễ Kỳ Hỏa nói, thậm chí cũng không phải Hạ Tưởng nói. Âm thanh vọng đến từ bên ngoài cách khoảng chục mét. Hơn 10 thước bên ngoài, là chỗ góc cầu thang. Có hai người từ phía cầu thang bước đến. Một bước, hai bước, chậm chậm mà bước kiên định, như hai bóng ma thật lớn, bao phủ hết người Ngô Hiểu Dương. Ngô Hiểu Dương không hề sợ Hạ Tưởng, Hạ Tưởng không thể định đoạt được vận mệnh của y, cũng không thể chi phối tiền đồ của y. Ngô Hiểu Dương cũng không sợ Trần Hạo Thiên, tuy Trần Hạo Thiên là ủy viên Bộ Chính trị. Nhưng bên ngoài khác với việc bổ nhiệm trong quân đội phải do Bộ Chính trị thảo luận quyết định là, việc bổ nhiệm quân đội cấp cao, cơ bản chỉ có mấy người có quyền quyết định. Nhất là đến cấp bậc của Ngô Hiểu Dương, đối với tiền đồ của y thì ủy viên Bộ Chính trị chỉ ảnh hưởng rất nhỏ mà thôi. Bởi vì vận mệnh của y nằm trong tay quân ủy Trung ương. Tức là, ngay cả cá nhân các ủy viên thường vụ Bộ Chính trị cũng không có chuyện một lời có thể định đoạt tiền đồ của y. Tính đặc thù trong bổ nhiệm quân đội. Cùng với sự độc lập về thế lực của quân đội, ngoại trừ Tổng Bí thư đảm nhiệm chủ nhiệm quân ủy ra, ngoại trừ người tiếp nhiệm chức vụ phó chủ nhiệm quân ủy ra, các ủy viên thường ủy Bộ Chính trị còn lại, đều không có quyền nhúng tay vào việc trong quân đội. Quyền lực quân sự, là đặc biệt lớn, có thể điều động quân đội, khiến quân đội phục tùng vô điều kiện, mới thực sự thể hiện đang nắm quyền. Năm đó, từng có ủy viên thường vụ Bộ Chính trị có ý đồ nhúng tay vào trí hiệp trong quân đội, kết cục đột nhiên bệnh nặng. Việc bổ nhiệm của Ngô Hiểu Dương, quyền quyết định 80% là ở trong quân ủy. Chỉ cần trong quân ủy có người bảo đảm cho y, chỉ cần y không phạm phải sai lầm nào, về cơ bản chờ tới nhiệm kỳ mới, y cố gắng thể hiện sự trung thành, được thăng tới chức thượng tướng cũng là việc đương nhiên. Có lẽ trong mắt người ngoài, y tuy là trung tướng, thậm chí không phải ủy viên quân ủy,
so ra thì y không bằng một ủy viên bộ chính trị như Trần Hạo Thiên, nhưng thực tế, quyền lực trong quân sự trong tay y, so với quyền lực địa phương của Trần Hạo Thiên cũng không yếu kém. Mà trong việc gia nhập thường vụ, Trần Hạo Thiên dưới sự công kích của đối thủ, liên tục thất bại, thậm chí còn không lo nổi thân mình. Hơn nữa lĩnh Nam gần đây có rất nhiều tin tức, chỉ thiếu chút nữa luống cuống chân tay. Mà y trấn thủ Dương Thành, canh giữ Nam Cương, cai quản mấy quân khu tỉnh, hơn nữa việc trong quân đội không cần lo lắng bị tin tức truyền thông công bố, y nắm trong tay quyền lực to lớn, chỉ sợ Trần Hạo Thiên cũng không bị kịp. Lại thêm lập trường chính trị khác nhau, y và Trần Hạo Thiên không đứng cùng chiến tuyến, vì vậy mọi chuyện hung hăng cách nấy của y ở Dương Thành, rõ ràng là kiêu ngạo, nhưng thực chất cũng là cố ý khiêu khích Trần Hạo Thiên. Chẳng qua Trần Hạo Thiên quá nhẫn nhịn, chu toàn mọi chuyện, không bị mắc bẫy của y. Nhưng hôm nay, Trần Hạo Thiên được sự giúp đỡ của Hạ Tưởng, thái độ khác thường, lần đầu tiên biểu lộ thái độ mạnh mẽ, cứng rắn, khiến cho y trong lòng thấy rùng mình. Hạ Tưởng sau khi đến lĩnh Nam nhận chức, chẳng những cục diện chính trị ở lĩnh Nam chuyển biến, không ngờ còn ảnh hưởng tới cả quân khu lĩnh Nam, thậm chí cả thế cục ở quân khu Dương Thành, cho nên khi Ngô Hiểu Dương nghe được tiếng của Phủ Uyên bỗng vang lên, trong lòng khiếp sợ tột đỉnh. Quay người lại, nhìn thấy trước mắt là khuôn mặt uy nghiêm là cứng cáp của lão cổ. Sau lưng lão cổ, đúng là chính ủy tổng cục hậu cần, thượng tướng Phủ Uyên. Trước đó, y nghe được tin, nói là lão cổ có khả năng đến Dương Thành, đi cùng có cấp cao quân ủy, rốt cuộc là ai, tin tức cũng không rõ ràng. Dựa vào phỏng đoán của Ngô Hiểu Dương, có khả năng là tổng cục chính trị hoặc thủ trưởng bộ tổng tham mưu, không ngờ lại là Phủ Uyên. Con người Phủ Uyên, y hiểu rõ, cứng rắn, nghiêm khắc, hơn nữa coi kẻ tham nhũng như với kẻ thù. Từ khi đảm nhiệm chức vụ chính ủy tổng cục hậu cần tới nay, từng một lần ở đại hội có 500-600 quân nhân tham gia phát biểu cương quyết, mạnh mẽ. Tuyên bố bất kể một người nào chức vị cao bao nhiêu, hoặc đằng sau có chỗ dựa vững chắc thế nào, chỉ cần là kẻ tham nhũng, ông cũng không bỏ qua, cho dù mất chức ông cũng tranh đấu tới cùng với những phần tử tham nhũng. Phủ Uyên là tuyệt đối đối đầu với những phần tử tham nhũng trong đảng. Thân phận nhạy cảm của ông cùng với quyết tâm kiên định chống tham nhũng khiến ông trở thành tấm gương tiêu biểu trong quân đội, khiến không những kẻ tham nhũng trong quân đội cũng phải lo sợ. Cũng là nguyên nhân khiến Ngô Hiểu Dương vừa thoáng nghe thấy tiếng của Phủ Uyên vang lên liền hết hồn. Không phải y sợ lão cổ, so sánh một chút, lão cổ đã nghỉ hưu rồi không có quyền lực trực tiếp quyết định vận mệnh của y, chỉ có thể chướng ngại trên đường tiến thân của y mà thôi. Nhưng Phủ Uyên lại khác, ông là chính ủy tổng cục hậu cần. Là thượng tướng, nắm quyền to trong tay. Thân là chính ủy tổng cục hậu cần, lặng lẽ tới Dương Thành, trước đó không có thông báo gì với quân khu Dương Thành, trong lòng Ngô Hiểu Dương có không hiểu. Lần này lại thấy sự xuất hiện cùng lúc của lão cổ và Phủ Uyên, còn xuất hiện ở tỉnh ủy lĩnh Nam, chắc hẳn có nguyên nhân sâu xa. Hơn nữa lại vừa đúng lúc thời khắc quan trọng này. Nhất là ngay từ câu nói đầu tiên Phủ Uyên đã muốn giữ con trai của y lại. Càng làm cho Ngô Hiểu Dương áp lực gấp bội. Từ trước đến nay y luôn điềm tĩnh, thậm chí ở trước mặt Trần Hạo Thiên cũng không nhân nhượng nửa bước, bỗng nhiên lúc đó liền cảm giác ra đầu như tê dại, sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng. Mà Thi Khải Thuận vừa gặp lão cổ, lại không tự chủ được thân người rung lên, nhớ lại cảnh tượng khi ở hôn lễ của Hứa Quan Hoa, thiếu chút nữa đã quay người trốn mất. Lão cổ, uy lực như vậy. Hạ Tưởng rốt cục buông Ngô công tử ra. Hai gã cảnh vệ bên cạnh Ngô Hiểu Dương xông tới giữ lấy Ngô công tử. Trần Hạo Thiên thấy tình cảnh vậy, thản nhiên vung tay ra. Chính ủy Phù có một vụ án, cần Ngô công tử phối hợp điều tra, mời Ngô công tử lưu lại, nói rõ vấn đề rồi mới đi được. Các anh đưa Ngô công tử đi điều trị vết thương trước. Lập tức có người từ trong tay cảnh vệ của Ngô Hiểu Dương đoạt lấy Ngô công tử, mấy gã cảnh vệ còn chưa muốn buông tay, đối phương không khách khí trực tiếp cướp ngang. Là cảnh vệ quân đội, chỉ nghe theo mệnh lệnh của Ngô Hiểu Dương, kể cả Ngô Hiểu Dương có ra lệnh cho bọn họ nã súng vào Hạ Tưởng, bọn họ cũng không chút do dự mà chấp hành. Cho nên hai gã cảnh vệ này, lúc chưa có lệnh của Ngô Hiểu Dương, thì nhất định không chịu nhượng bộ. Người mà Trần Hạo Thiên đem theo chỉ mặc thường phục, nhưng lại là cảnh vệ của phòng số 8 Bộ Công an, cũng là cảnh vệ võ trang của Cục Cảnh vệ Bộ Công an, do biên chế của Cục Cảnh vệ võ trang, chỉ trực tiếp nghe lệnh Trần Hạo Thiên. Không nghe theo bất cứ mệnh lệnh của ai. Với tư cách lãnh đạo cấp phó quốc gia, cảnh vệ của Trần Hạo Thiên đều mang quân hàm binh nhì. Nếu là lãnh đạo cấp quốc gia, thì là cảnh vệ binh nhất, cơ cấu phụ trách cảnh vệ binh nhất thuộc về Bộ Công an Cục 9,
trên danh nghĩa mà thôi, về cơ bản không thể can dự vào nghiệp vụ của Bộ Công an, cũng chính là cảnh vệ cục trung ương thường được nói đến. Bởi vì hơn phân nửa cục trưởng kiêm nhiệm chức vụ phó chủ nhiệm văn phòng trung ương, đều được gọi là cục cảnh vệ trung ương. Cảnh vệ binh nhì tuy là cảnh vệ võ trang, nhưng thân thủ không hề kém hơn bộ đội đặc chủng, nhất là Trần Hạo Thiên lại là bí thư tỉnh ủy một tỉnh lớn, có nền kinh tế phát triển mạnh nhất trong nước, toàn bộ nhân viên cảnh vệ đều có thân thủ cực cao. Hai gã cảnh vệ Ngô Hiểu Dương dù thân thủ không tồi, nhưng trước mặt cảnh vệ của Trần Hạo Thiên, cũng chỉ đành chịu thiệt. Hai người hơi phản kháng một lúc, cảnh vệ của Trần Hạo Thiên không nói hai lời, ra tay nhanh như điện, trước tiên là lấy mất súng của đối phương, sau đó bẻ gập tay ra sau lưng, trực tiếp chế phục. Tuy rằng động tĩnh không lớn, động tác cũng không kịch liệt, cũng chỉ trong chớp mắt, nhưng trong mắt mọi người, đã có ý nghĩa chính trị vô cùng quan trọng rồi. Cũng có nghĩa là năm thứ năm kể từ khi Trần Hạo Thiên đến Lĩnh Nam, cũng là lúc Hạ Tưởng mới tới Lĩnh Nam, cuối cùng lần đầu tiên trực tiếp ra mặt mà giao đấu với Ngô Hiểu Dương. Đường đường là cảnh vệ của Trung tướng, lần đầu tiên bị người khác chế phục, giống như cảm giác khi đứa con trai bị tát vào mặt lúc nãy, mặt Ngô Hiểu Dương như bị cay rát, sau khi bị Hạ Tưởng tát mặt, Trần Hạo Thiên cũng nhân cơ hội mà đánh vào mặt y. Y cũng biết, hôm nay xem như xui tận mạng, mấy năm nay uy danh lẫy lừng, hôm nay đều bị hủy hoại, tất cả đều là nhờ Hạ Tưởng ban tặng. Mà ưu thế của Trần Hạo Thiên không chỉ ở tỉnh ủy, mà còn dựa vào ưu thế của Lão Cổ và Phù Uyên bên cạnh, Ngô Hiểu Dương đối đầu với Trần Hạo Thiên, Lão Cổ và Phù Uyên, ba hòn núi lớn như thế, rốt cục không đỡ được, phải khom lưng rồi. Ngô Hiểu Dương vung tay lên, hai gã cảnh vệ lập tức dừng phản kháng. Cảnh vệ của Trần Hạo Thiên mặt lạnh lùng dẫn Ngô công tử đi. Ngô công tử ngạo mạn không ai bằng, cứ tưởng có người cha quyền thế thì ngang ngược ỷ thế làm càn. Một Ngô công tử từng đệ nhất hống hách ở Dương Thành, hôm nay ngay trước mặt cha, trước mặt Hạ Tưởng, chẳng những bị ăn tát, mất hết thể diện, cuối cùng còn bị áp giải như phạm nhân, cũng coi như ác giả ác báo. Ngô công tử quả nhiên là một cực phẩm, trong tình cảnh này, vẫn không cam tâm, hung ác trừng mắt nhìn Hạ Tưởng, nói. Xem như anh lợi hại, Hạ Tưởng, hôm nay anh nhiều người, sẽ có một ngày anh cũng sẽ thất thế. Đủ kiên cường, đã bị chặt đứt một ngón tay rồi, hơn nữa rõ ràng ở thế hạ phong, không ngờ còn có thể mạnh miệng như vậy, thực không đơn giản. Chỉ có điều y vừa nói xong, đã bị cảnh vệ không không khách khí ấn đầu xuống, sau đó nhanh chóng dẫn đi. Lão Cổ nhìn Hạ Tưởng gật đầu cười, sau đó liền nhìn về phía Ngô Hiểu Dương và Thi Khải Thuận, nói. Hiểu Dương, Khải Thuận, thấy tôi cũng không cúi chào, là tôi già rồi, hay là các cậu không biết lễ phép? Ngô Hiểu Dương hơi tỏ vẻ xấu hổ, thì Khải Thuận cười ngượng ngùng. Vừa rồi Trần Hạo Thiên cứng rắn giải Ngô công tử đi, khiến Ngô Hiểu Dương nhất thời thất thần, quên mất cúi chào, quả thật không nên. Ngô Hiểu Dương và Thi Khải Thuận vội vàng theo thứ tự cúi chào Lão Cổ, Phù Uyên. Phù Uyên mặt dài, u buồn, vẻ mặt hờ hững, có lẽ là tính cách vốn như thế, khiến cho người ta có cảm giác vô cùng khó gần. Ông chờ Ngô Hiểu Dương cúi chào xong, mới lạnh nhạt đưa tay, nói. Đồng chí Hiểu Dương, thân là cán bộ lãnh đạo, quản tố vợ con việc quan trọng nhất. Việc nhà ổn định mọi việc mới êm đẹp, có bao nhiêu cán bộ lãnh đạo đều do lòng tham không đáy của vợ con mà ngã quỵ, anh cần phải hấp thụ giáo huấn hôm nay. Mười mấy năm uy phong của Ngô Hiểu Dương, đầu tiên là bị Hạ Tưởng đánh cho tơi bời, lại bị Trần Hạo Thiên làm cho nhục nhã. Bây giờ lại phải tiếp thu dạy bảo của Phù Uyên, uy phong của y triệt để bị quét sạch. Ngô Hiểu Dương chỉ thấy khí huyết quay cuồng, đầu óc xoay chuyển, cũng may dù sao cũng có kinh nghiệm trong trường hợp như thế, rốt cục cũng ổn định được tinh thần. Đứa con trai bị cảnh vệ giải đi ngay trước mặt, dưới cái nhục bị cảnh vệ không coi vào đâu, y cố nén phẫn uất trong mắt, vẫn giữ được bình tĩnh hiếm có. Chính ủy Phù phê bình rất đúng, là do tôi công việc quá bận rộn, sơ suất việc giáo dục con. Quả thật hổ thẹn với sự bồi dưỡng của đảng và nhà nước. Chưa nói hết lời, Ngô Hiểu Dương bỗng nhiên lại khôi phục vài phần khí thế, nhìn về phía Hạ Tưởng. Phó Bí Thư Hạ, Nhiệm Hải bảo có nghi ngờ trong vụ buôn lậu của quân khu, liên quan tới cơ mật quân đội, tỉnh ủy cần giao y đến quân khu, xin phối hợp công tác. Hay cho một Ngô Hiểu Dương, không ngờ còn có chỗ xoay sở nhanh thế. Tình hình, lại đột ngột thay đổi. Nguyên nhân của sự việc. Thực ra toàn bộ đều do Nhiệm Hải Bảo gây ra. Nhiệm Hải Bảo nếu như không phải là con của Nhiệm Xương, thì trong mắt mọi người gã cũng chỉ là một tên vô danh tiểu tốt. Cho dù xuất thân từ gia đình danh giá,
cũng không đáng để kinh động nhiều người như thế. Sở dĩ làm lớn chuyện, hơn nữa còn gây nên phong ba bão táp, chính là vì Nhiệm Hải Bảo là một điểm đọ sức quan trọng. Đáng thương cho đồng chí Nhiệm Hải Bảo, cậy vào uy danh cha, ở Dương Thành chí ít cũng là kẻ có chút địa vị, lại có qua lại thân thiết với Ngô Công Tử, bao nhiêu năm ở Dương Thành hô mưa gọi gió. Người trong vùng gọi Ngô Công Tử là kẻ bá đạo bậc nhất ở Dương Thành, còn Nhiệm Hải Bảo vì dáng điệu thơ ngây mà được gọi là một bảo vật của Dương Thành. Hạ Tưởng mượn cớ xử lý việc Nhiệm Hải Bảo, cũng là một tay nắm chắc chứng cớ, không chỉ vì Nhiệm Hải Bảo có liên quan đến vụ án tham nhũng ở Hồng Hoa, y còn ngấm ngầm câu kết với Ngô Công Tử, có rất nhiều khả nghi có dính dáng tới vụ án này. Với lại vì Nhiệm Hải Bảo là con trai của Nhiệm Xương, là một mắt xích quan trọng trong hành động chuyên nghiệp, Nhiệm Xương đứng mũi chịu sào, sẽ mở ra một màn chấn động cho hành động chuyên nghiệp của Trần Hạo Thiên. Nhiệm Hải Bảo quan trọng như vậy, lẽ tự nhiên Hạ Tưởng muốn khống chế trong tay mình, cũng tiện cho việc tiến hành bước tiếp theo, cho nên mới không ngại mà bắt thêm Ngô Công Tử. Mượn việc bắt Ngô Công Tử để ép Ngô Hiểu Dương, Hạ Tưởng ra tay trước mặt các lãnh đạo tỉnh ủy, dụng ý sâu xa, ý tứ ám chỉ vô cùng mãnh liệt. Chính là cảnh cáo cho một đám người ở tỉnh ủy Lĩnh Nam biết, trong hành động chuyên nghiệp tiếp theo, phải đứng đúng chiến tuyến, lập trường kiên định, chớ có ngấm ngầm phá rối, làm ra chuyện không sáng suốt. Bởi vì, hắn muốn ra tay mạnh. Khác với ở tỉnh Tề là, ở tỉnh Tề, chủ yếu phải đối mặt với áp lực từ bên trong. Nhưng ở Lĩnh Nam, thế lực của quân đội thâm nhập quá lợi hại, lại thêm cảnh ở tỉnh Tương bị quân đội truy giết vẫn còn rõ ràng trước mắt, Hạ Tưởng liền thay đổi sách lược. Không thể chỉ biết ngồi chờ kẻ địch ra tay trước, hắn phải ra tay trước để chiếm lợi thế. Có thể chấn động được bao nhiêu thì chấn động. Phải biết tranh thủ tạo một không gian lớn hơn cho sự phát triển của hắn ở Lĩnh Nam. Bằng không dưới thủ đoạn mạnh mẽ của thế lực địa phương ở Lĩnh Nam, dưới sự phản kháng mạnh mẽ của phía quân đội, dưới áp lực hùng hậu từ bên ngoài, những bước đi của hắn ở Lĩnh Nam sẽ cực kỳ gian nan. Sự việc hôm nay, tuy đã lập được uy, lại là sự tuyên cáo, ngoài ra còn chứng tỏ hành động chuyên nghiệp chính thức bắt đầu. Tuy nhiên Hạ Tưởng cũng không ngờ Ngô Hiểu Dương lại lật bài ngửa. Chủ động nói tới chuyện Nhiệm Hải Bảo có liên quan tới vụ án buôn lậu phía quân đội, đồng thời lấy lý do bí mật quân sự, muốn đem được Nhiệm Hải Bảo đi. Quả thật là một lý do khiến người khác không thể cự tuyệt. Nhiệm Hải Bảo mới là mấu chốt, Ngô Công Tử chỉ là vật xúc tác. Ngô Công Tử bị bắt đi, Ngô Hiểu Dương cũng chỉ thua một nước cờ mà thôi. Nhưng nếu như Ngô Hiểu Dương lại bắt Nhiệm Hải Bảo đi, xem như hòa nhau một ván, hơn nữa còn là thua nhỏ mà thắng lớn. Bởi vì Nhiệm Hải Bảo có liên quan tới kế hoạch lớn là hành động chuyên nghiệp của Trần Hạo Thiên. Bởi vì, Nhiệm Hải Bảo là điểm đột phá cho tất cả những rối rắm phức tạp trong kế hoạch. Ngô Hiểu Dương vừa nói xong, ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm về phía Hạ Tưởng. Vừa mới thắng một ván, chẳng lẽ lập tức lại thua một ván? Một câu cơ mật quân sự của Ngô Hiểu Dương, quả thực rất có uy lực. Ngay tới Lão Cổ và Phụ Huyên cũng đều tỏ vẻ tò mò nhìn về phía Hạ Tưởng. Hờ chờ đợi xem Hạ Tưởng trả lời thế nào. Hạ Tưởng cười thản nhiên, nhưng không trực tiếp trả lời Ngô Hiểu Dương, ngược lại lại nhắc tới chuyện Ngô Công Tử vừa nãy. Tư lệnh Ngô, chuyện vừa rồi, đừng để trong lòng, giải quyết việc chứ không giải quyết người. Nếu thay là người khác, tôi cũng giống như là thay cha mẹ cẩn thận giáo dục y. Trên mặt Ngô Hiểu Dương một xanh một trắng, vô cùng xấu hổ, muốn nói gì lại không thể mở miệng, chỉ miễn cưỡng cười trừ. Phó Bí Thư Hạ, tư lệnh Ngô hỏi về chuyện Nhiệm Hải Bảo, không phải người khác. Thi Khải Thuận ở bên cạnh im lặng cả nửa ngày, cuối cùng lại có cơ hội biểu hiện, không chờ được mà thay Ngô Hiểu Dương nhấn mạnh thêm một lần, chất vấn Hạ Tưởng. Có tôi ở đây, có Phụ Huyên, Khải Thuận, nơi này không đến lượt cậu nói. Cây gậy trong tay Lão Cổ nện một phát xuống đất, phát ra âm thanh không vang dội, nhưng lại khiến Thi Khải Thuận sợ tới mức rụt cổ lại, nghĩ là Lão Cổ lại muốn dùng gậy đánh người. Lẽ ra Nhiệm Hải Bảo làm lộ cơ mật quân sự, Ủy ban Kỷ luật tỉnh nên giao y cho tư lệnh Ngô. Hạ Tưởng cố ý tạm dừng một lát, thấy Ngô Hiểu Dương quả nhiên mắc mưu, mắt sáng lên, liền khẽ lắc đầu nói. Tiếc là, Nhiệm Hải Bảo quả thực không thể chuyển giao cho quân khu Dương Thành. Ngô Hiểu Dương trong lòng vô cùng tức tối, Hạ Tưởng lại đùa giỡn y còn tưởng rằng lại lần nữa nắm thế chủ động, liền nói. Phó Bí Thư Hạ, xin anh giải thích rõ ràng. Có Bí Thư Trần ở đây, Lão Cổ và Chính ủy Phù cũng ở đây, hy vọng lý do của anh có thể khiến hai vị thủ trưởng cũng tin phục.
Thường vụ tỉnh ủy Lĩnh Nam, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Nhiệm Xương có hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, Trung ương đã quyết định miễn chức vụ lãnh đạo, hiện đang trong trình tự giải quyết. Hạ Tưởng gần từng tiếng nói, miêu tả một cách sơ lược rồi liếc nhìn Ngô Hiểu Dương một cái. Con trai Nhiệm Xương Nhiệm Hải bảo, bởi vì cũng là kẻ khả nghi trong đó, theo chỉ thị tinh thần của Ủy ban Kỷ luật Trung ương, Nhiệm Hải bảo phải do đích thân Ủy ban Kỷ luật tỉnh thẩm vấn, bởi vì vụ án của Nhiệm Xương có liên quan tới cơ mật quốc gia. Lời Hạ Tưởng vừa nói như một quả bom phát nổ tại chỗ, làm chấn động tất cả mọi người. Ngô Hiểu Dương bất ngờ không kịp đề phòng giống như bị trúng đạn, đột nhiên lui về phía sau một bước. Sao lại như thế? Khang Hiếu và Mưu Nguyên Hải lại nhìn nhau, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc, không lời nào có thể diễn tả được. Nhiệm Xương đường đường cấp thứ trưởng, sao có thể nói đổ gục thì đổ gục được? Ngô Hiểu Dương khó mà tin được liền nhìn về phía Hạ Tưởng, không muốn tin tất cả những điều Hạ Tưởng nói là sự thật. Nhưng y cũng biết, Hạ Tưởng sẽ bao giờ nói dối trước mặt Trần Hạo Thiên. Trần Hạo Thiên gật đầu. Phó Bí Thư Hạ nói không sai, vừa nãy có người từ Ủy ban Kỷ luật Trung ương tới, áp dụng những biện pháp cần thiết đối với Nhiệm Xương. Nếu không ngoài dự kiến, ngày mai sẽ chính thức công bố ra bên ngoài. Có Bí Thư Tỉnh ủy kiêm Ủy viên Bộ Chính trị làm hậu thuẫn, còn được ưu ái những điều kiện thuận lợi, có thể lập tức biết được động tĩnh của Trung ương. Hạ Tưởng, không ngờ lại đánh vào ngực Ngô Hiểu Dương một cú trời giáng. Ngô Hiểu Dương hôm nay, thất bại thảm hại. Do phát sinh sự việc của Nhiệm Hải Bảo, việc của Ngô Công Tử hạ màn ở đây, nhưng đồng thời, do Nhiệm Hải Bảo gợi ra chuyện của Nhiệm Xương, thì mới vén bức màn che. Về phần giữa Hạ Tưởng và Ngô Hiểu Dương, thông qua chuyện này, đã đến mức thù sâu như biển, không đội trời chung. Tin tức Hạ Tưởng đánh Ngô Công Tử tát Ngô Hiểu Dương, giống như cơn sóng, nhanh chóng gây nên những sóng to gió lớn ở tỉnh ủy Lĩnh Nam. Tin tức truyền ra, khiến cho rất nhiều người trong tỉnh ủy nhớ tới sự kiện chấn động một thời năm đó. Mấy năm trước, khi Ngô Hiểu Dương mới tới quân khu Dương Thành nhậm chức, chỗ đứng còn chưa vững, Ngô Công Tử lúc đó liền cùng với con trai của thường vụ tỉnh ủy, giám đốc sở công an Võ Công Tử, tên thật là không phải Công Tử, khác với Ngô Công Tử tên khai sinh đã gọi là Công Tử, chỉ là biệt hiệu, bởi vì tranh đoạt một nữ MC của đài truyền mà đã xảy ra xung đột. Kết quả là, Ngô Công Tử bị thua một ván, bị Võ Công Tử đánh một trận. Dù sao cha của Võ Công Tử giám đốc sở Võ là người sinh ra và lớn lên ở Lĩnh Nam, lại luôn làm quan trong Lĩnh Nam, mấy chục năm gây dựng thế lực vững chắc, hơn nữa trong tay lại nắm giữ sức dân, làm sao lại sợ một kẻ mới đến như Ngô Hiểu Dương. Dưới sự ủng hộ về sức mạnh vũ lực của người cha, Võ Công Tử đang định thừa thắng xông lên, một đấm đánh tan ảo mộng hão huyền của Ngô Công Tử. Không ngờ tình thế thay đổi đột ngột, một đêm nọ, cảnh sát đang truy kích hai nhóm phản tặc đang hỗn chiến, đến rạng sáng hai bên xảy ra giao chiến kịch liệt, cuối cùng kết cục của cuộc giao chiến khiến người ta mở rộng tầm mắt, năm cảnh sát tử vong tại chỗ, 10 người trọng thương, nhóm phản tặc 3 người bị thương nhẹ, không có người tử vong, đồng thời còn ung dung chạy thoát. Kỳ lạ nhất là, rõ ràng là cảnh sát và nhóm phản tặc giao chiến, nhưng trong danh sách cảnh sát tử vong lại có tên Võ Công Tử. Việc này chấn động một thời, ai nấy đều đoán giả đoán non rốt cuộc phát sinh chuyện gì, kết quả làm cho cả giám đốc sở Võ cũng bị liên lụy, sau cái chết của đứa con trai, cũng ê chề mà rời khỏi quan trường. Thông qua chuyện này, Ngô Hiểu Dương nhanh chóng mở rộng cục diện ở quân khu Dương Thành, uy danh lừng lẫy, bao phủ ở toàn bộ tỉnh ủy tỉnh Lĩnh Nam. Tuy rằng tỉnh ủy Lĩnh Nam không phục, đem sự việc trình lên Trung ương và quân ủy. Quan tòa cho điều tra đến vài năm cũng không có kết quả, tranh luận lẫn nhau. Thời gian tranh luận càng dài, càng giúp cho nền móng vững chắc và hành động của Ngô Hiểu Dương càng thêm phần cay độc. Trần Hạo Thiên sau khi sự việc xảy ra, không có bất kỳ thái độ nào. Mà hôm nay, khi Hạ Tưởng mới đến nhận chức vài ngày, Ngô Công Tử liền từ trên cao mà té xuống đất, lại rơi bầm dập mặt mũi, mà Ngô Hiểu Dương tự thân xuất mã, cũng không thể ngăn cản việc Ngô Công Tử bị áp giải đi. Uy danh của Hạ Tưởng, trong một đêm, truyền khắp mọi ngõ ngách của tòa nhà tỉnh ủy. Làm cho rất nhiều cán bộ lớn nhỏ trong tỉnh ủy đã từng chịu đựng tính khí của Ngô Công Tử và cái bóng quá lớn của Ngô Hiểu Dương, như được thở phào nhẹ nhõm, vui mừng khôn xiết. Đương nhiên, cũng có kẻ cùng phe cánh với Ngô Hiểu Dương thì lo lắng, rất lo lắng cho sự phát triển tiếp theo của thế cục. Thêm nữa, Hạ Tưởng sau này ở tỉnh ủy càng mạnh mẽ, cứng rắn, là người phát ngôn của Ủy viên Bộ Chính trị, thật thấy đau đầu. Tuy nhiên,
Sự việc khiến những lãnh đạo tỉnh ủy có liên quan khiếp sợ nhất là chuyện Nhiệm Xương bị thất thế. Nhiệm Xương thất thế, có liên quan tới vụ án lớn ở thành phố Hoa Hồng, cùng lúc với tin đồn về sự kiện ở khách sạn Hoàng gia và tin đồn về người được chọn làm phó bí thư thành ủy thành phố Hoa Hồng, liền có những lãnh đạo tỉnh ủy có đầu óc chính trị nhạy bén đã ý thức được mối liên hệ bên trong. Khách sạn Hoàng gia là sản nghiệp của Nhiệm Hải Bảo, vụ án lớn ở thành phố Hoa Hồng không những làm hơn mười mấy cán bộ cấp sở bị miễn nhiệm, hơn nữa lãnh đạo chủ yếu của đảng và chính quyền thành phố Hoa Hồng đều có liên hệ chặt chẽ với một người. Nhiệm Xương. Khách sạn Hoàng gia và vụ án ở thành phố Hoa Hồng đồng thời bị phát giác, lại cùng lúc có quan hệ không rõ ràng với Nhiệm Xương, với sự ầm ĩ bên ngoài, mũi kiếm không hướng về Nhiệm Xương còn có thể là ai. Lại liên tưởng đến Nhiệm Xương từng đảm nhiệm chức vụ bí thư thành ủy thành phố Hoa Hồng, nguyên nhân và hậu quả trước đó của sự việc và hướng đi tổng thể, đều đã được miêu tả sinh động. Tiếc là mỗi người đều có khuyết điểm tự coi trọng bản thân mà không nhận thấy khuyết điểm bản thân, Nhiệm Xương khi sắp gặp nạn diệt thân đến nơi còn tự cho mình là thông minh, còn chạy đến Bắc Kinh cáo trạng, nhưng lại không biết, khi gã đang cáo trạng thì Ủy ban Kỷ luật Trung ương cũng đã thông qua việc thành lập án đối với y. Phòng làm việc của Bí thư tỉnh ủy, Mễ Kỷ Hoa, Hạ Tường, Lão Cổ và Phụ Huyên đang ngồi đó, cũng được xem là một hội nghị trong phạm vi nhỏ rồi. Chính ủy Phù đến đây, là cải trang vi hành đến. Ánh mắt Lão Cổ mang theo ý cười. Phải thẩm tra cho chính xác chứng cứ Ngô Hiểu Dương tham ô. Hạ Tường trong lòng căng thẳng, quân ủy muốn có hành động đối với Ngô Hiểu Dương rồi. Ấn tượng của Hạ Tường về Phụ Huyên là một người không hay cười nói. Là hậu duệ của một trong những người lãnh đạo đã xây dựng nên nhà nước Cộng hòa ngày nay, Phụ Huyên là một trong những người Hạ Tưởng kính trọng nhất. Không chỉ vì Phụ Huyên có một lòng quyết tâm chống tham nhũng và khí thế quyết đoán, mà còn vì có một người cha vĩnh viễn đáng được tưởng nhớ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lúc Hạ Tưởng sinh ra là cũng là lúc cha của Phụ Huyên qua đời, chết vào lúc 10 năm đại họa. Cho dù còn nhỏ, nhưng Hạ Tưởng khi ấy luôn một lòng sung kính đối với vị lãnh đạo quốc gia luôn được thần thánh hóa này, nhưng hiện thực là, càng thần thánh hóa, chênh lệch lại càng lớn. Chờ hắn sau này trưởng thành, nhất là khi đã tham gia vào chốn quan trường, tiếp xúc với càng nhiều sự thật, hiểu được những vết bụi lịch sử bị che giấu bên trong, hắn trước tiên là sùng bái và vô cùng tiếc thương đối với vô số sinh mệnh bị chết oan trong thời kỳ 10 năm đại họa. 10 năm đại họa, đủ để ảnh hưởng số mệnh trăm năm của một quốc gia. Hạ Tưởng cũng biết rõ, bộ máy lãnh đạo trung ương đương nhiệm cũng có thái độ vô cùng phản cảm đối với 10 năm đại họa, chỉ có điều cho bụi lịch sử quá dày, còn chưa tới lúc trả lại chân tướng sự thật. Hắn tin tưởng sẽ có một ngày, có một số việc chính thức được phơi bày ra ánh sáng. Phụ Huyên có lẽ kế thừa chính khí của phụ thân, khuôn mặt hơi ngăm đen, chữ điền, uy nghiêm. Anh ta rất ít nói, đa số đều là Lão Cổ nói, anh ta chỉ khẽ gật đầu đáp lại. Tuy nhiên điều khiến Hạ Tưởng rất là khó hiểu là, đường đường là một thượng tướng lại đến Dương Thành, mà lại phải cải trang để điều tra hành vi tham ô hủ bại của Ngô Hiểu Dương, phải chăng là chuyện bé xé ra to? Hoặc là ngoài việc cải trang để điều tra ra, Phụ Huyên và Lão Cổ còn có nguyên nhân khác. Căn cứ vào tình hình mà Quan Hoa nắm được cho thấy, quân khu Dương Thành đầy rẫy vây cánh của Ngô Hiểu Dương, muốn điều tra về Ngô Hiểu Dương từ trong nội bộ, quả thật rất khó khăn. Lão Cổ trước đây từng nói không màng chuyện thế sự, lần này ra lại rời khỏi Bắc Kinh đến Dương Thành, không chỉ công khai đi cùng Phụ Huyên, mà còn tự mình hỏi đến vụ án của Ngô Hiểu Dương, đủ thấy tình hình quan trọng thế nào, liên quan tới lợi ích then chốt của tất cả. Phụ Huyên đến đây, nói là cải trang để điều tra, kỳ thật cũng chỉ là đòn gió, ha ha, Hạ Tưởng, chính ủy Phù chủ yếu là muốn gặp anh. Hạ Tưởng vội khiêm tốn nói. Lão Cổ. Ông là người lớn không nên nói giỡn, chính ủy Phù muốn gặp tôi, chỉ cần nói một tiếng bảo tôi đến là được, tôi khẳng định sẽ lập tức bay Bắc Kinh, hà tất làm phiền chính ủy Phù phải đích thân tới. Phù Huyên khoát tay. Phó bí thư Hạ không cần khách sáo, tôi có sao nói vậy. Tôi đến Dương Thành, thứ nhất là vì tiếng tăm của Hứa Quan Hoa, thứ hai là muốn gặp anh. Muốn nắm giữ chính xác bằng chứng tham ô của Ngô Hiểu Dương, nhất định phải cần sự trợ giúp ngầm của anh. Hạ Tưởng kinh ngạc, liếc nhìn Trần Hạo Thiên và Mễ Kỷ Hòa một cái. Trần Hạo Thiên mỉm cười gật đầu, Mễ Kỷ Hòa bình tĩnh mà gật đầu. Sau khi Lão Cổ và Phụ Huyên tới Dương Thành, trước tiên là gặp mặt Trần Hạo Thiên. Tức là, mọi chuyện mà Phụ Huyên nói, trước đó đã thống nhất qua với Trần Hạo Thiên.
Hạ Tưởng liền bất đắc dĩ nghĩ, hắn không những đóng vai trò là người phát ngôn của Trần Hạo Thiên, chẳng lẽ còn muốn âm thầm thay quân đội xuất lực. Mấu chốt cũng khó nắm bắt, chỉ cần sơ suất liền dễ bị đâm vào lưng. Tuy nhiên lại nghĩ, sự việc hôm nay đã làm ầm ĩ rồi, mâu thuẫn với Ngô Hiểu Dương đã đi vào bế tắc, đồng ý hay không đồng ý với đề nghị của Phù Uyên, hắn đều phải đối mặt với áp lực lớn từ Ngô Hiểu Dương. Cho dù là chính diện hay là phản diện, dù sao cũng có một điểm có thể khẳng định, sau này, Ngô Hiểu Dương sẽ không chịu để yên, sẽ không để cho hắn sống yên ổn. Lão Cổ thấy Hạ Tưởng còn đang băn khoăn, cho rằng hắn còn đang lo sợ việc năm đó ở tỉnh Tương, liền nói. Hạ Tưởng, tính cách anh không phải là hay lo sợ, năm đó ở tỉnh Tương anh tuy là có bị thiệt một chút, bây giờ ở lĩnh Nam, chẳng phải trên có trợ giúp của Hạo Thiên và Kỳ Hỏa, dưới có Quan Hoa, Mộc Phong mở đường, anh còn sợ cái gì? Không phải hắn sợ, mà là trước khi chưa nhìn rõ tình thế, không dám liều lĩnh đồng ý. Bởi vì rất rõ ràng, trước nhiệm kỳ mới, Phú Uyên ngang nhiên ra tay với một tư lệnh quân khu, sau lưng cho dù là có nhân tố chống tham nhũng, cũng là giữa cảnh tàn sát, chỉ sợ còn có điều khác. Nếu ảnh hưởng đến sự ổn định lòng quân, từ đó ảnh hưởng tới nhiệm kỳ mới, bất lợi cho chuyển giao nhiệm kỳ mới, tất nhiên Hạ Tưởng sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng. Ổn định toàn cục là nguyên tắc của hắn, trong nguyên tắc ấy, có thể điều chỉnh thích hợp đối với việc ý thức cao hay thấp. Nhưng có một điểm, tất cả không thể vi phạm ý nguyện tiên quyết của Tổng Bí Thư. Hành động của Lão Cổ và Phù Uyên, có được sự thừa nhận của Tổng Bí Thư hay không? Ánh mắt Hạ Tưởng nhìn về phía Trần Hạo Thiên với vẻ trưng cầu. Là trợ lý đắc lực của Tổng Bí Thư, Trần Hạo Thiên nhất định biết ít nội tình. Ngoài dự kiến của hắn, Trần Hạo Thiên cũng không tỏ vẻ gì. Hạ Tưởng thấy thế, đành phải nói rõ ràng. Là một phó bí thư tỉnh ủy, nguyên tắc của tôi là, giữ nghiêm kỷ luật chính trị, kiên quyết giữ gìn quyền uy của Đảng của Trung ương, bảo đảm hết toàn bộ hành động đều kiên quyết nghe theo chỉ đạo của Trung ương Đảng. Ẩn ý có thể hiểu sâu xa là, giữ nghiêm kỷ luật chính trị, kiên quyết giữ gìn quyền uy của Đảng của Trung ương, bảo đảm toàn bộ hành động đều kiên quyết nghe theo sự chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quân ủy Trung ương và Chủ tịch Cao. Phù Uyên hiểu ẩn ý của hắn. Sắp đẩy mạnh hành động chống tham nhũng ở trong phạm vi toàn quân, đã được sự ủng hộ của lãnh đạo Trung ương và Quân ủy. Nói cũng có phần rõ ràng, nhưng lại không đặc biệt có ý chỉ Tổng Bí Thư, riêng điều này vẫn khiến Hạ Tưởng lòng còn nghi ngờ. Trần Hạo Thiên rốt cục cũng mở miệng. Tổng Bí Thư không tỏ thái độ, nhưng tôi tin cho dù chống tham nhũng ở địa phương hay trong quân đội, Tổng Bí Thư nhất định có thái độ tích cực ủng hộ. Có lời hứa của Trần Hạo Thiên, Hạ Tưởng bắt buộc phải gật đầu rồi. Tôi nên làm như thế nào, mong các vị lãnh đạo chỉ thị. Bốn người Trần Hạo Thiên, Mễ Kỳ Hỏa, Lão Cổ và Phù Uyên nhìn nhau cười, ánh mắt cả bốn người, đều nhìn về phía Hạ Tưởng. Hạ Tưởng thấy áp lực tăng gấp nhiều lần, đồng thời cũng biết rõ trọng trách nặng nề trên vai, còn có một sứ mệnh vinh quang. Buổi chiều, Lý Dật Phong đến tỉnh ủy. Từ khi được điều nhiệm đến Dương Thành tới nay, Lý Dật Phong chỉ ghé qua tỉnh ủy hai lần. Một lần là tới ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy giao nhận thủ tục, lần tiếp theo chính là hôm nay. Lần đầu tiên, tất cả đều không quen, vô cùng lo sợ. Lần thứ hai, vẫn còn lo sợ, nhưng trong lòng đã tự tin gấp bội, không còn cảm giác ở Dương Thành cô đơn và không người trợ giúp nữa. Bởi vì ở tỉnh ủy có Hạ Tưởng phó bí thư Hạ. Đi tới phòng làm việc của Hạ Tưởng, Đường Thiên Vân trực tiếp đưa Lý Dật Phong vào, không để y phải chờ. Cho thấy Hạ Bí Thư đối với y phần nào coi trọng, khiến cho y càng thêm cảm động. Với cấp bậc của y, muốn trực tiếp gặp Phó Bí Thư Hạ không phải dễ, bình thường Bí Thư Thành ủy và Thị trưởng các thành phố, muốn gặp Hạ Tưởng cũng phải có sắp xếp trước, tình huống bình thường, không báo trước từ 3 tới 5 ngày chắc chắn không có thời gian. Lý Dật Phong vào cửa, thấy Hạ Tưởng đang gọi điện thoại, ánh chiều tà chiếu lên người Hạ Tưởng. Bỗng nhiên, thời gian như quay ngược lại, Hạ Tưởng không khác mấy với lúc ở Thiên Trạch. Vẫn trẻ như vậy, vẫn thản nhiên như thế, khiến cho y nhất thời thất thần, dường như đang trở lại trước kia. Hạ Tưởng khẽ mỉm cười, ra hiệu cho Lý Dật Phong ngồi xuống. Lý Dật Phong sao dám ngồi, kính cẩn đứng ở một bên, cảm xúc quay cuồng. Hắn đang nghe điện thoại của Hứa Quan Hoa. Hứa Quan Hoa vẫn còn ở Lam Hải, cũng vừa mới nghe nói việc ở tỉnh ủy, lo lắng không chịu nổi liền gọi điện thoại tới để hỏi rõ ràng. Lão Cổ và Phù Uyên đã rời khỏi Dương Thành. Tới Lam Hải cùng Hứa Quan Hoa tụ họp, bởi vì Lam Hải có việc vô cùng quan trọng xảy ra.
Hứa Quan Hoa tuy là bị kế điệu Hồ Ly Sơn dụng ý sắp đặt tới Lam Hải chấp hành quân vụ, nhưng anh ta tự mình cũng có sách lược đối ứng. Lam Hải là cảng khẩu trọng yếu của tỉnh Lĩnh Nam, cũng là khu vực chuyên diễn ra hoạt động giao thương, đi Lam Hải, ngoài chuyện hoàn thành nhiệm vụ, thêm vào đó còn đào vài cái hố để chờ sẵn. Hơi khác so với hố mà Hạ Tưởng tạo ra ở tỉnh ủy là, hố mà Hứa Quan Hoa đào rất khéo léo, cũng rất sâu. Chính thức khai chiến rồi. Được rồi, từ lâu đã chờ ngày này. Phó Bí Thư Hạ, phía ủy ban đã có anh, phía quân đội có tôi, Lĩnh Nam, phải nổi lên trận gió rồi. Hứa Quan Hoa hào khí ngút trời nói. Sai rồi. Hạ Tưởng vừa cười vừa uốn nắn cho Hứa Quan Hoa. Chỉ là muốn làm nổi một trận gió mát thôi. Đúng, là gió mát, là gió mát. Hứa Quan Hoa cười ha ha. Tốt lắm, Lão Cổ và chính ủy phủ sắp tới, tôi đi nghênh đón trước, có tin tức liên lạc sau. Có lẽ 3 ngày sau tôi quay về Dương Thành, đến lúc đó chúng ta cùng nhau quay về Bắc Kinh. Nghe xong điện thoại với Quan Hoa, Hạ Tưởng đứng dậy bắt tay với Lý Dật Phong. Dật Phong, không ngờ lại gặp nhau ở Dương Thành. Lý Dật Phong vô cùng phấn chấn. Hân hạnh, Phó Bí Thư Hạ, rất vinh dự được lại được làm việc dưới sự lãnh đạo của anh. Hạ Tưởng cũng không quá khách sáo, trực tiếp vào thẳng vấn đề. Ở Cục Công an thành phố đột nhiên có chuyện xảy ra, biểu hiện của anh rất xuất sắc, chứng tỏ tố chất chính trị của anh so với trước kia trưởng thành hơn nhiều, có thể đảm đương thêm nhiều trọng trách rồi. Lý Dật Phong bỗng chốc ứn nghẹn cổ họng. Trước khi đến y còn lo sợ Phó Bí Thư Hạ sẽ không thật lòng tiếp nhận y, không ngờ Hạ Tưởng không những không tính chuyện cũ, mà còn có ý trọng dụng đề bạt, y không mừng rỡ mới lạ. Cảm ơn Phó Bí Thư Hạ đã dẫn dắt, cảm ơn. Lý Dật Phong gần như nói không ra lời, nhớ trước kia những bất mãn và thủ đoạn sau lưng của y đối với Hạ Tưởng mà bây giờ Phó Bí Thư Hạ không những không để bụng mà còn lấy ơn báo oán, khiến cho y vô cùng kính nể nhân cách của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng phớt lờ việc Lý Dật Phong có biểu đạt lòng trung thành hay không, hắn nhìn người rất chính xác, biết lúc này Lý Dật Phong tuyệt đối trung thành, liền cười hỏi. Dật Phong, lý tưởng lớn nhất của anh là muốn đi đến bước nào? Tuổi tác của Lý Dật Phong và Hạ Tưởng không chênh lệch nhiều, hiện tại là cấp phòng, y thấy trong ánh mắt Hạ Tưởng tràn đầy cổ vũ, liền đánh bạo nói. Tôi có thể lên làm trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, thì thấy mỹ mãn lắm rồi. Hạ Tưởng cười ha hả, đứng dậy đi tới trước mặt Lý Dật Phong, vỗ vai y nói. Dật Phong, tên của anh nghe rất hay, Phong của Phong đáng, cho nên để lý tưởng đặt xa hơn nữa. Nếu anh nhận thức đúng phương hướng, đi chắc từng bước, không quá 5 năm, tôi đảm bảo anh có thể đảm nhiệm chức vụ trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Hạ Tưởng từ trước tới nay chưa từng hứa hẹn danh lợi nói với bất kỳ ai để mua chuộc lòng người, hôm nay là lần đầu tiên phá lệ. Cũng không phải là một lời hứa hẹn chắc chắn nhất, mà chỉ đơn giản là một lời hứa hẹn, một quy tắc viễn cảnh xa vời. Lý Dật Phong không tài nào hình dung tâm tình của mình lúc này, chỉ là có phần kích động nói. Mong Phó Bí Thư Hạ chỉ bảo. Một ngày sau, Trung ương chính thức tuyên bố tin nhiệm Sương bị xét xử. 2 ngày sau, Lý Dật Phong chính thức được đề bạt làm người duy nhất được lựa chọn làm Bí Thư Thành ủy thành phố Hoa Hồng. Ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy theo tinh thần chỉ thị của Phó Bí Thư Hạ, xét duyệt thông qua, chỉ chờ đệ trình lên hội nghị thường vụ phê chuẩn. Lại ngày sau, Trần Hạo Thiên chủ trì hội nghị cán bộ toàn tỉnh thông qua truyền hình, trịnh trọng tuyên bố thành lập tổ lãnh đạo công tác chuyên môn, Hạ Tưởng là tổ trưởng tổ lãnh đạo, tổng phụ trách, do Đảng ủy Công an tỉnh ủy phối hợp hành động. 3 ngày sau, Thi Khải Thuận chính thức thay Thanh Tiếu Hoa tiếp nhận chức vụ thành viên tư lệnh quân khu Lĩnh Nam. Đồng thời được bổ nhiệm làm ủy viên thường vụ tỉnh ủy tỉnh Lĩnh Nam. Thế cục ở Lĩnh Nam chính thức đi vào giai đoạn 2. Nếu nói Hạ Tưởng trong lúc đứng sóng đôi với Ngô Hiểu Dương trước đây, đạt được thắng lợi mang tính giai đoạn ván đầu, vậy thì việc thuận lợi thăng tiến của Thi Khải Thuận, và bước vào ủy ban thường vụ tỉnh ủy, thì được công nhận là hòa nhau ván thứ 2 sau khi Ngô Hiểu Dương bắt tay vào phản kích. Thật ra với Hạ Tưởng mà nói, tất cả đều trong dự đoán. Việc thăng tiến của Thi Khải Thuận là ý nên có trong đề, cho dù không có thất bại lúc trước của Ngô Hiểu Dương, việc thăng tiến của Thi Khải Thuận cũng sẽ thúc đẩy thuận lợi. T, R, U, I, E, N, I, I, C, O, M. Đương nhiên, nếu Lão Cổ và Phù Huyên cứ muốn cản trở, việc bổ nhiệm của Thi Khải Thuận cũng sẽ nảy sinh rắc rối, thậm chí có khả năng sẽ thất bại trong gang tấc. Nhưng Lão Cổ và Phù Huyên lại không ngang ngược cản trở.
ngược lại còn âm thầm thuận thế đẩy mạnh về phía trước một bước. Nếu không phải là lão cổ và phụ huyên trợ lực, việc bổ nhiệm của Thi Khải Thuận có thể tới năm sau mới xong. Sở dĩ đẩy mạnh về phía trước, là tự có ý sâu xa. Gần đến cuối năm, năm này, sẽ có rất nhiều người không dễ sống. Ngô Hiểu Dương chính là một trong số đó. Ngô công tử bị giữ lại trong ủy ban kỷ luật tỉnh, đã không phúc thẩm, lại không thả người, tương đương với việc tạm giam trá hình. Ngô công tử lớn từng này, vẫn chưa từng chịu thiệt thòi lớn như vậy, tuy ủy ban kỷ luật tỉnh cho y ăn ngon uống ngon phục vụ đàng hoàng, nhưng lại hạn chế tự do cá nhân, y mỗi ngày đều cãi nhau gây sự, nhưng chẳng có ai cãi lại y cũng chẳng có ai để ý đến y, xem như y không tồn tại vậy. Không xử cũng không thả người, thì rõ ràng là bỏ rơi người ta rồi. Ngô Hiểu Dương sao có thể nuốt được cái giận này, y mấy lần cho người đến ủy ban kỷ luật tỉnh can thiệp, yêu cầu thả người, câu trả lời của ủy ban kỷ luật tỉnh cứ vẫn là cách trả lời lấy lệ kiểu giải quyết việc chung. Nhận mệnh lệnh của chính ủy, đợi thông báo bước tiếp theo. Quả thật là đùn việc, Ngô Hiểu Dương giận sôi gan, ủy ban kỷ luật tỉnh nhận mệnh lệnh của quân đội chỗ nào, càn quấy. Nhưng ngoài việc oán thầm ra, y vẫn thật sự không dám nói ra khỏi miệng. Bởi vì lời bảo tạm giữ Ngô công tử là Trần Hạo Thiên đích thân nói ra. Nói cách khác, trừ khi Trần Hạo Thiên đích thân gật đầu, tất cả mọi cố gắng đều là vô ích, bên tỉnh ủy đều có thể trốn tránh trách nhiệm một cách vô sỉ. Nhưng Trần Hạo Thiên gần đây cứ bận tối mắt tối mũi, đừng nói Ngô Hiểu Dương có thể gặp mặt Trần Hạo Thiên, đến điện thoại của Trần Hạo Thiên cũng gọi không được. Mỗi lần đều là thư ký Hạ Sinh Nam của Trần Hạo Thiên nghe điện thoại, nói qua loa vài câu giải quyết việc chung. Sau đó nói đã ghi chép trong hồ sơ, Trần Hạo Thiên sẽ điện lại ngay. Mỗi lần đều là không có câu dưới. Hạ Sinh Nam cũng mang họ Hạ, từ đó, Ngô Hiểu Dương đều không có cảm tình với tất cả những người mang họ Hạ trong thiên hạ. Ngô Hiểu Dương chỉ biết, tiếp sau khi y bị Hạ Tưởng trừng trị, lại bị Trần Hạo Thiên đùa giỡn một vố. Thù này không báo, thề không làm người, Ngô Hiểu Dương nghiến răng nghiến lợi. Tuy nhiên, Ngô Hiểu Dương cũng biết, Hạ Tưởng cũng vậy. Trần Hạo Thiên cũng vậy, tạm thời không muốn làm gì Ngô công tử, chẳng qua là muốn ràng buộc một khoảng thời gian mà đến, thì sẽ thả người. Trong căn biệt thự xa hoa rộng lớn của Ngô Hiểu Dương, Thi Khải Thuận ngồi trên chiếc ghế sofa trị giá 400 ngàn, nhìn về phía mấy cây quý trị giá 100 mấy mươi ngàn trong vườn, lòng lo canh cánh nói. Thủ trưởng, nghe nói Phụ Uyên lấy anh khai đao ra uy, Nam Quốc Chi Xuân có phải là quá trướng mắt không? Nam Quốc Chi Xuân chiếm đất hơn 60 mẫu, không đâu là không lộ ra vẻ xa hoa và quý báu, đến cả biệt thự và cây cối bên ngoài, phong cảnh, giá trị cao tới tỷ mấy, ở nơi đông đúc giàu có, cũng là sự xa hoa số một số hai. Một tên Phụ Uyên, vẫn không động nổi tôi. Ngô Hiểu Dương ngồi đối diện với Thi Khải Thuận, quay đầu nhìn người trẻ tuổi bên cạnh Thi Khải Thuận nói. Tống Cương, gần đây Hứa Quan Hoa có hành động gì khác thường không? Tống Cương tuổi trên dưới 40, quân hàm đại tá, mắt to mặt chữ điền, tướng mạo quân nhân rất có uy vũ, tuy nhiên người hiểu y đều biết, dưới khuôn mặt rộng lớn của y, ẩn chứa tâm tư tinh tế không hề rộng lớn. Hứa Quan Hoa gần đây rất an phận, không có gì khác thường, nhớ nhà canh cánh, chuẩn bị về Bắc Kinh mừng năm mới. Trái lại tên Mộc Phong kia có hơi hoạt động mạnh, kết giao không ít sĩ quan phía Bắc, rất thân thiết với bọn họ. Nếu nói thì Khải Thuận là nhân vật cố vấn của Ngô Hiểu Dương, thì Tống Cương chính là tay đấm của Ngô Hiểu Dương. Ồ! Ngô Hiểu Dương đáp nhẹ một tiếng, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Miền Bắc lúc này, vẫn là mùa đông giá rét đất trời, nhưng mùa đông Dương Thành, màu xanh có thể thấy ở mọi nơi, có lạnh thêm nữa, cũng sẽ không đóng băng. Gần đây tình thế rất không có lợi. Ngô Hiểu Dương vẫn luôn điềm tĩnh sau khi ngây người một lát, bỗng nhiên thở dài một tiếng. Trần Hạo Thiên được Hạ Tưởng giúp, đang đối đầu với bên Tây Nam, có dấu hiệu chuyển bại thành thắng. Bên tỉnh ủy lĩnh Nam tung ra hành động đặc biệt, rõ ràng là sao chép lại kiểu mẫu Tây Nam, nhưng yêu cầu lại cao hơn so với kiểu mẫu Tây Nam, thăng hoa hơn một bước, là cho thấy một vấn đề đáng để suy nghĩ sâu xa, Tây Nam yên ổn, lĩnh Nam mới có gió. Sao lại có thể? Thi Khải Thuận giật mình. Chẳng phải nói cuối cùng đã là thái độ tán thành đối với việc người nào đó bên Tây Nam vào thường vụ rồi sao, ngoài thủ tướng ra, Tây Nam có được mức ủng hộ rất cao. Một tên Hạ Tưởng, chẳng qua chỉ là cán bộ cấp phó, hắn có thể ảnh hưởng được đại cục sao? Tôi trước đây cũng nghĩ như vậy, nhưng hiện tại lại rất lo lắng,
bởi vì mạng lưới quan hệ của Hạ Tưởng quá phức tạp, nếu tính toán cẩn thận, trong nước ít nhất có 4-5 tỉnh có nhân vật số 1 số 2 có quan hệ riêng tư thân mật với hắn, thậm chí có thể nói, hắn có sức ảnh hưởng chi phối quyết định của bọn họ. Ngô Hiểu Dương cũng không đơn giản, ít nhất y đã thấy được một điểm mấu chốt. Người đánh đen bên Tây Nam đó là tạo ra thanh thế, cũng khiến Trần Hạo Thiên mất đi không ít phần. Lúc đó Trần Hạo Thiên trăm phương ngàn kế cứ muốn điều Hạ Tưởng đến lĩnh Nam, tôi cho rằng Trần Hạo Thiên là muốn lợi dụng Hạ Tưởng cậy nhờ thế lực gia tộc, bây giờ nghĩ, vẫn là bị Trần Hạo Thiên mê hoặc, điều mà Trần Hạo Thiên nhìn chúng chính là quan hệ giữa Hạ Tưởng và Tống Triều Độ. Nếu Hạ Tưởng chính tai nghe được lời của Ngô Hiểu Dương, sẽ nhịn không được mà giơ ngón tay cái lên với Ngô Hiểu Dương. Bí thư tỉnh ủy Cát Giang Tống Triều Độ. Thì Khải Thuận cũng hiểu ra điều gì đó, sắc mặt thay đổi. Tỉnh Cát Giang là đại bản doanh của người Tây Nam kia, hay, đúng là chiêu hay, giải quyết tận gốc. Cục trưởng thành phố Cương Sơn bị bắt rồi. Ngô Hiểu Dương châm một điếu xì gà Cuba đắt tiền, hít sâu một phát, nhả ra những vòng khói tròn to to. Lúc ban đầu, phó chủ tịch thành phố Cương Sơn chết đuối dưới sông, bị cảnh sát nhận định là tự sát. Phó chủ tịch thành phố nhảy sông tự sát, một phó chủ tịch thành phố tự sát, một cục trưởng bị bắt, đặt vào một tỉnh đều là chuyện nhỏ không đáng nhắc, rất nhiều người đều không chú ý nguyên nhân bên trong. Tống Cương nhạy bén nắm được một điểm. Thủ trưởng, có phải là có thể nói, Tống Triều Độ đã đang thay Trần Hạo Thiên sắp đặt? Ngô Hiểu Dương khen ngợi gật đầu. Nói cách khác, là đang chụp vào vị Tây Nam kia. Thì Khải Thuận không hiểu được ngay. Sự việc cũng nhỏ quá. Căn bản không gây tổn thương nổi một ngón tay của vị Tây Nam kia. Ngô Hiểu Dương đột nhiên nổi giận chửi Thi Khải Thuận một câu. Không gây tổn thương nổi một ngón tay. Khải Thuận, tầm nhìn của cậu nông cạn quá, đâu chỉ là một ngón tay, hoàn toàn có thể đau gân động cốt, tháo thẳng một cánh tay của vị Tây Nam kia. Trương Định Đội. Thi Khải Thuận biết đã nói sai, không nên nhắc đến hai chữ, ngón tay, cũng không lo giải thích, bởi vì y lập tức nghĩ ra được gì đó. Buột miệng nói ra. Hạ Tưởng tính toán cũng quá lợi hại. Ngô Hiểu Dương lạnh lùng nói. Không chỉ là Hạ Tưởng tính toán lợi hại, Tống Triều Độ tính toán cũng rất lợi hại, phải nói, là với thế lực đối đầu mà Hạ Tưởng cầm đầu, tính toán đều vô cùng lợi hại. Nếu diệt trừ Hạ Tưởng, giữa Tống Triều Độ và Trần Hạo Thiên mất đi cầu nối, không có lực gắn kết, sẽ có lợi với tổng thể tình thế không? Tống Cương dùng kế không được, lại thích dùng sức. Vẫn cứ tin rằng bạo lực có thể giải quyết mọi vấn đề. Sự việc quân khu tỉnh Tương năm đó, quân khu Dương Thành vẫn còn không ít anh em canh cánh trong lòng, chỉ cần lệnh xuống một tiếng, Hạ Tưởng chắc chắn sẽ. Thì Khải Thuận tuy là quân nhân, tuy cũng rất bạo lực, nhưng vẫn chưa từng nghĩ phải làm hại Hạ Tưởng, không khỏi giật mình nói. Hạ Tưởng tuy chưa thể tính là phe cánh chính cống, nhưng cũng là tướng yêu của Thủ tướng. Tướng yêu của Thủ tướng thì đã làm sao? Tống Cương trừng mắt lên, bĩu môi phản đối. Ngay đến thủ tướng năm đó suýt nữa cũng bị. Được rồi, bớt nói xàm đi. Ngô Hiểu Dương chặn lời Tống Cương, không để y tùy tiện nói lung tung thêm nữa. Phải đấu bằng lý lẽ, không được đấu bằng vũ lực. Hiện tại cách phân rõ thắng bại còn sớm, không đáng lộ con át chủ bài trước. Thì Khải Thuận hiểu rõ tính cách của Ngô Hiểu Dương, lại nghe ra được ngụ ý của Ngô Hiểu Dương, chính là nếu đến lúc nguy cấp. Không loại trừ khả năng ra tay với Hạ Tưởng, bây giờ. Để xem đã. Khải Thuận, cậu hiện tại nắm giữ quân khu lĩnh Nam, cũng xem như tiến một bước rồi, lại vào ủy ban thường vụ tỉnh ủy lĩnh Nam, phải cố gắng làm vài trò với Hạ Tưởng. Ngô Hiểu Dương đứng dậy đi ra ngoài, thì Khải Thuận và Tống Cương vội vàng theo sau. Vào trong vườn, góc vườn vừa trải qua một trận mưa hơi có chút ẩm ướt u ám, hạt mưa dính trên lá cây và đóa hoa, chiếu rọi ra ánh nắng rực rỡ đủ màu. Không khí vô cùng mát mẻ, là thời khắc sáng sủa sau cơn mưa. Tỉnh ủy lĩnh Nam, cậu có thể tranh thủ được trong ủy viên thường vụ có Khang Hiếu, Ngưu Nguyên Hải, đồng thời, Tư Anh, Chỉ Vĩnh Lệ cũng có thể có hy vọng tranh thủ một chút, những người khác, tiếp xúc rồi hãng nói. Tuy nói Trần Hạo Thiên là ủy viên Bộ Chính trị, nhưng gã cũng phải tôn trọng hội nghị thường vụ, sẽ không độc đoán ở tỉnh ủy. Cậu ở tỉnh ủy, cho dù là khống chế không nổi hội nghị thường vụ, cũng không thể để Hạ Tưởng việc gì cũng thuận lợi. Tống Cương, cậu tiếp tục quan sát chặt chẽ Hứa Quan Hoa và Mộc Phong, nghĩ cách, khiến Hứa Quan Hoa và Mộc Phong xảy ra chút chuyện, chú ý, không được có chuyện lớn, chuyện nhỏ là được, có thể làm loạn bố trí của đối phương, đảo loạn tầm mắt của Hạ Tưởng,
sau đó lại. Ngô Hiểu Dương cũng đưa ra chỉ thị với Tống Cương. So với vẻ mặt khổ sở của Thi Khải Thuận, Tống Cương mặt mày hưng phấn. Không vấn đề gì, xin tư lệnh yên tâm, tôi sớm đã muốn xử lý Hứa Quan Hoa rồi, sớm gai mắt hắn. Còn tên Mộc Phong kia, ngày ngày làm bộ như có bản lĩnh lắm vậy. Ngô Hiểu Dương không hài lòng chặn lời của Tống Cương. Bớt nói mấy câu vô ích, làm thêm mấy việc có ích. Thi Khải Thuận tiếp tục câu chuyện. Hứa Quan Hoa từ Lam Hải trở về, nghe nói Lão Cổ và Phụ Huyên cũng đi Lam Hải, nhưng lại không về cùng với Hứa Quan Hoa, cũng không biết là đi Bắc Kinh rồi, hay là vẫn còn ở Lam Hải. Chỉ sợ đã không về Bắc Kinh, cũng không còn ở Lam Hải, có lẽ là đi thành phố Mai Hoa rồi. Ánh mắt Ngô Hiểu Dương nhìn về phía xa xăm. Các cậu không được quên, Lĩnh Nam vẫn còn một thế lực gia tộc to lớn. Thi Khải Thuận chợt bừng tỉnh, bỗng sợ hãi. Nhà họ Quý ở Lĩnh Nam. Gần đến cuối năm, công việc trong tay Hạ Tưởng Trái lại trở nên lộn xộn và trầm trọng. Việc chính thức triển khai hành động đặc biệt, khiến gánh nặng trên vai hắn bỗng chốc nặng thêm mấy phần. Lại thêm vào chuẩn bị tiếp tục đào sâu vụ án Hồng Hoa, cùng với các công việc của tỉnh ủy chồng chất lên nhau, khiến hắn hầu như chịu không nổi gánh nặng. Còn may, Đường Thiên Vân và Lâm Khang Tân giúp hắn chia sẻ một phần công việc, mới khiến cho áp lực của hắn hơi giảm bớt chút ít. Đường Thiên Vân thì không cần phải nói, sau khi trải qua mấy vụ việc, Hạ Tưởng hoàn toàn công nhận cách đối nhân xử thế và năng lực của Đường Thiên Vân, việc lớn việc bé giao vào tay Đường Thiên Vân, hắn tuyệt đối yên tâm. Người còn lại bất ngờ có được là Lâm Khang Tân. Lần trước với kế lưỡng đảo sát tam sĩ, sau khi đưa ra tin đồn đề bạt, ba người thật sự tích cực chủ động đến văn phòng Hạ Tưởng tỏ vẻ áp sát, nhưng sau khi công bố đề cử cuối cùng, Tần Vinh Hữu và Kiều Tân Phong liền lập tức nhanh chóng mất đi nhiệt tình, cách xa khỏi tầm mắt của Hạ Tưởng. Dường như không thu được hiệu quả gì, thật ra không phải vậy, theo Đường Thiên Vân nói, Tần Vinh Hữu và Kiều Tân Phong do gần đây gần gũi với Hạ Tưởng, đã bị Mưu Nguyên Hải và Khang Hiếu nghi kỵ, quan hệ mật thiết ban đầu giữa họ, đã xuất hiện vết nứt. Biểu hiện của Lâm Khang Tân lại gây bất ngờ cho Hạ Tưởng. Sau khi chính thức quyết định đề cử Lý Dật Phong, Lâm Khang Tân không hề có ý chán nản, cũng không để lộ ra biểu hiện bất mãn nào, ngược lại làm việc càng tích cực chủ động hơn trước, hơn nữa còn tỏ rõ ý muốn áp sát, liền khiến Hạ Tưởng thầm kinh ngạc sự chuyển biến của Lâm Khang Tân. Điều mà Hạ Tưởng không hề đoán được là, Lâm Khang Tân thật ra đối với việc đảm nhiệm bí thư thành ủy thành phố Hồng Hoa, hoàn toàn không phải là ôm hy vọng quá lớn, bởi vì y biết giữa y và phó bí thư Hạ Tưởng, tình cảm qua lại không đủ, Hạ Tưởng đề bạt y, là tình người. Không đề bạt y, là bổn phận. Nhưng Hạ Tưởng cuối cùng lại quyết định đề cử Lý Dật Phong, liền khiến Lâm Khang Tân nhìn nhận được nhân cách của Hạ Tưởng, y có cách biết năm đó Lý Dật Phong và Hạ Tưởng không hề chung phe cánh, thậm chí còn từng có giai đoạn đối đầu, phó bí thư Hạ lại bỏ qua chuyện cũ, còn dốc sức đề bạt Lý Dật Phong, đánh giá của Lâm Khang Tân đối với Hạ Tưởng chính là một người lãnh đạo đáng để đi theo. Lâm Khang Tân bèn quyết định bắt đầu từ việc làm tốt bổn phận, thể hiện thái độ trước, rồi đứng vững lập trường, cuối cùng tận tâm tận lực vì lãnh đạo phục vụ, nhất định có thể có được sự công nhận của lãnh đạo. Lâm Khang Tân tin rằng sẽ có một ngày, y cũng có thể trở thành một người mà Phó Bí Thư Hạ thật tâm tiếp nhận. Phó Bí Thư Hạ, nên thả Ngô Công Tử rồi. Đường Thiên Vân cẩn thận nhắc nhở Hạ Tưởng một câu, nhốt Ngô Công Tử một tuần rồi, cũng coi như đã đả kích trầm trọng sự kiêu căng phách lối của y. Hiện tại nguyên cả tỉnh ủy từng bị Ngô Công Tử bắt nạt hoặc người từng bị Ngô Hiểu Dương ức hiếp, đều tỏ lòng tôn kính với Phó Bí Thư Hạ. Nhưng Đường Thiên Vân cũng biết, Ngô Hiểu Dương là một ngọn núi lớn, Phó Bí Thư Hạ mới đến Lĩnh Nam không lâu, không thể một lần đối đầu là có thể đánh bại Ngô Hiểu Dương, việc Ngô Công Tử đã đến lúc thấy được thì dừng. Hạ Tưởng như cười như không, nhìn Đường Thiên Vân một cái. Không vội, còn thiếu 3 ngày. Đường Thiên Vân nghĩ, 3 ngày sau là nghỉ làm rồi, cảm thấy Phó Bí Thư Hạ đã nắm chắc chủ ý. Là muốn giam Ngô Công Tử đến hết năm, Phó Bí Thư Hạ đã thắng một ván, thì không cần thiết so đo chuyện nhỏ nữa, cho là giam y đến cuối năm thì có thể như thế nào. Tuy nhiên Đường Thiên Vân cũng chỉ là suy nghĩ trong lòng, hoàn toàn không dám hỏi thêm, suy cho cùng suy nghĩ của lãnh đạo đều sâu xa, dụng ý và mục đích chính trị càng sâu xa, với cấp bậc và tầm nhìn của anh ta, chắc chắn là với không tới. Dừng suy nghĩ, Đường Thiên Vân đang muốn ra ngoài. Xoay người chú ý thấy cây thu hải đường rơi vài chiếc lá, y đi tới nhặt lên, rồi phun phun nước, nhìn qua nhìn lại, dường như chỗ nào đó không đúng, lại cẩn thận xem xét,
phát hiện vấn đề là cây thu hải đường phát triển lộn xộn quá, nên cắt tỉa rồi. Y liền tự mình quyết định, cầm kéo lên bắt đầu cắt tỉa cành hải đường. Rất chăm chỉ tập trung cắt tỉa khoảng 5-6 phút, trên đất rơi một lớp lá, lại nhìn gần nhìn xa, mới xem như hài lòng. Sau khi quét dọn sạch sẽ lá cây, lúc Đường Thiên Vân sắp ra ngoài, lại bị Hạ Tưởng gọi lại. Thiên Vân, không nhận ra được anh còn có tài cắt tỉa cây cảnh, có phải bình thường cũng thích trông hoa không? Hạ Tưởng cười tươi rói, hỏi một cách rất có hứng thú. Đường Thiên Vân cười cười. Tôi bình thường khá trầm lắng, hoặc là ở nhà đọc sách, hoặc là chơi với cây cỏ, qua một thời gian, hơi có tâm đắc trồng hoa. Hạ Tưởng không hỏi thêm, chỉ cười nói. Vừa hay, Thu Hải Đường giao cho anh chăm sóc, chắc chắn sẽ phát triển tốt. Trở về chỗ ngồi, Đường Thiên Vân trong lòng bối rối, Phó Bí Thư Hạ sao lại đặc biệt nhắc đến cây Thu Hải Đường, lẽ nào anh ấy không thích Thu Hải Đường? Vấn đề là ai đặt cây Thu Hải Đường trong văn phòng Phó Bí Thư Hạ? Ngày hôm sau, không khí kỳ nghỉ dần tăng, bầu không khí văn phòng tòa nhà tỉnh ủy cũng nhạt đi rất nhiều, ủy viên thường vụ tỉnh ủy mới nhậm chức, tư lệnh viên quân khu tỉnh Thi Khải Thuận đến văn phòng Hạ Tưởng, lần nữa đưa ra yêu cầu ủy ban kỷ luật tỉnh thả người. Hạ Tưởng không nói thả, cũng không nói không thả, chỉ lẩn tránh vấn đề nói buổi chiều phải mở cuộc họp nghiên cứu một chút rồi mới quyết định. Thi Khải Thuận cũng không tiện tranh chấp với Hạ Tưởng, nói thật, y ít nhiều có hơi e ngại Hạ Tưởng. Chỉ xúc tích nhắc tới Ngô Hiểu Dương rất tức giận, nếu không thả người, thì có thể sẽ tố cáo lên Trung ương. Buổi trưa khi tan tầm, tỉnh ủy rốt cuộc đợi được hai vị khách bí ẩn đến, nói chính xác, là Hạ Tưởng rốt cuộc đợi được hai vị khách bí ẩn đến. Nói bí ẩn, thật ra cũng không bí ẩn, bởi vì không phải ai khác, chính là Lão Cổ và Phù Huyên. Nhưng cũng có thể nói bí ẩn, bởi vì khác với lần lộ diện công khai trước đó, Lão Cổ và Phù Huyên đến tỉnh ủy, không công khai. Ngoài Hạ Tưởng ra, cũng không mấy người biết. Dưới sự sắp xếp của Hạ Tưởng, nhân viên đi cùng của Phù Huyên đã gặp mặt Ngô Công Tử đang trong giam giữ, về phần đã nói những gì, rồi thu được những gì, Hạ Tưởng không thể biết được, cũng sẽ không hỏi đến, bởi vì chắc chắn liên quan đến việc quân sự. Sau khi người của Phù Huyên và Ngô Công Tử nói chuyện xong, Ngô Công Tử rốt cuộc cũng lại có được tự do. Nghe nói lúc Ngô Công Tử đi, y còn la hét muốn gặp mặt Hạ Tưởng. Tống Cương ở bên cạnh nhỏ giọng khuyên y câu gì đó, y mới từ bỏ ý định, ngoan ngoãn cụp đuôi rời khỏi địa điểm bí mật của ủy ban kỷ luật tỉnh. Một Ngô công tử bình dân, cũng hưởng thụ được đãi ngộ giam giữ mà cán bộ cấp cao mới có thể hưởng thụ, chuyến đi này cũng không tệ. Tuy nhiên cũng có người lo lắng, thả Ngô công tử ra là thả hổ về rừng, thậm chí còn có người cho rằng Hạ Tưởng hoàn toàn có thể làm triệt để sự việc, giao Ngô công tử cho ủy ban kỷ luật trung ương. Cũng giống như Nhâm Hải Bảo, trực tiếp cùng vụ Nhâm Xương hợp lại xử lý một thể. Cũng có người phỏng đoán suy nghĩ của Hạ Tưởng, đại khái nhìn ra được gì đó, Hạ Tưởng giam giữ Ngô Công Tử một khoảng thời gian, chẳng qua là đả kích sự kiêu căng phách lối của Ngô Công Tử, rồi nới tay thả người, là nhằm để thả dây dài câu cá lớn. Cá lớn là ai, thì không cần nói cũng biết. Không ít người liền lau sáng mắt, mỏi mắt trông chờ. Hạ Tưởng không ở tỉnh ủy gặp mặt Lão Cổ và Phù Huyên, mà ở một cứ điểm bí mật của Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Cái lợi của việc thân làm chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh là, địa điểm bí mật mà Ủy ban Kỷ luật tỉnh bắt giam cán bộ đảng có rất nhiều, hơn nữa dưới sự bảo mật nghiêm khắc, bình thường rất ít người biết. Thật ra Hạ Tưởng vốn muốn tìm một vườn hoa yên tĩnh một chút, suy cho cùng gặp khách ở cứ điểm bí mật có chút dễ nói không dễ nghe, nhưng Phù Huyên lại kiên quyết muốn xem thử đãi ngộ của cán bộ cao cấp sau khi bị bắt và thẩm vấn, Hạ Tưởng liền đồng ý. Chuyến đi lĩnh Nam của Lão Cổ và Phù Huyên, hành trình không ngắn, đến Hạ Tưởng cũng không ngờ hai vị ở lĩnh Nam hơn một tuần liền. Nếu nói chỉ vì âm thầm điều tra việc của Ngô Hiểu Dương, thật sự là chuyện nhỏ mà làm lớn rồi, chắc chắn còn có chuyện khác phải làm. Cán bộ bây giờ, thật dễ làm, cũng thoải mái nhiều, phạm tội, nơi giải thích vấn đề cũng giống như khách sạn 5 sao, Phó Bí Thư Hạ, anh nói xem đây có tính là một kiểu phá án không? Tại một cứ điểm bí mật nằm ở phía nam ngoại ô thành phố, Phù Huyên sau khi xem lướt qua, vô cùng cảm khái nói. Của quân đội không kém hơn địa phương, thậm chí có chỗ hơn chứ không kém. Lão Cổ ở lĩnh Nam thản nhiên nghỉ một tuần phép, mặt mũi hồng hào, tinh thần sung mãn, có thể thấy là thu hoạch khá nhiều. Tuy nhiên người già suy cho cùng cũng già rồi, hiện tại đã cầm gậy không rời tay. Còn may, lúc đi bộ bước đi vững vàng chắc chắn, cũng không cần người khác dìu.
Lão Cổ tiếp lời Phù Uyên, nói. Quân đội càng đỉnh hơn, không có sự giám sát của giới truyền thông, lại phe phái san sát, người mình giám sát người mình, không tham ô mới lạ. Hơn nữa, thu mua của quân đội cũng không rõ ràng, cũng thiếu cơ chế xét duyệt, cứ tiếp tục như vậy, quân giải phóng còn muốn giải phóng toàn thể nhân loại, không tự mình giải phóng mình thì đã tốt rồi. So với sự xúc tích của Phù Uyên, lời Lão Cổ thẳng thắn hơn. Phù Uyên gật đầu. Lão Cổ nói đúng, không loại trừ, nhà cao tầng sẽ sụp từ bên trong, không phải là nói hù dọa, mà là sự thật trong cuộc sống. Ông dừng bước lại, đứng dưới gốc một cây bông gòn, vỗ vào thân cây. Phó Bí Thư Hạ, nguyên tắc của tôi chính là, điều này đã liên quan đến sự sống chết còn mất của quân giải phóng, tôi thả chết cũng sẽ không buông tay. Tôi cho dù mất chức quan cũng phải đấu tranh tới cùng. Phù Uyên giơ tay phải về phía Hạ Tưởng. Tôi hiểu được việc anh triệt để chống tham nhũng lúc ở tỉnh Tương, nguyện cùng anh nỗ lực. Lời của Phù Uyên tràn đầy sự đau buồn và quyết tâm, có thể giống như sự đau buồn của Thủ tướng năm đó khi nhậm chức nói rõ phải chuẩn bị cho quan tham 100 chiếc quan tài, trong đó có một chiếc của mình. Hạ Tưởng nắm chặt bàn tay cứng cáp của Phù Uyên. Nguyện cùng tướng quân Phù nỗ lực. Đến phòng, sau khi ngồi xuống, Phù Uyên cũng không nói gì, hầu như lời cần nói, anh ta đã nói xong. Lão Cổ liền bắt đầu thao thao bất tuyệt giảng đạo lý. Thật ra, chuyến đi lĩnh Nam, tôi một là vì giải sầu, hai là vì gặp bạn cũ, thứ ba, là đi cùng Lão Phù, thứ tư, sẵn tiện trải đường cho cậu và Hứa Quan Hoa. Hạ Tưởng, e rằng cậu không biết, tôi và Lão Phù từ thành phố Mai Hoa trở về. Thành phố Mai Hoa là một nơi tốt, rất nhiều lãnh đạo tỉnh ủy lĩnh Nam đều xuất phát từ thành phố Mai Hoa. Hạ Tưởng mắt sáng lên. Tam Hoa lĩnh Nam. Mùa hoa nở. Lão Cổ cười to ha ha. Sao cái gì cũng không giấu được cậu. Lĩnh Nam có tất cả ba thành phố lấy hoa đặt tên, bao gồm Hồng Hoa, Mai Hoa và Phượng Hoa, trong đó thành phố Mai Hoa có một nhà họ Quý danh môn vọng tộc, là người có công lớn sau khi khai quốc. Mấy vị quan lớn ảnh hưởng đại cục Lĩnh Nam đi ra từ thành phố Mai Hoa, đều là gia tộc họ Quý. Sức ảnh hưởng của nhà họ Quý ở Lĩnh Nam, không chỉ thể hiện ở mặt chính trị, ở mặt kinh tế, cũng cực kỳ sâu xa và rộng lớn vững chắc, là nhân vật dẫn đầu thế lực địa phương lĩnh Nam. Nhà họ Quý rất có hứng thú với cậu. Lão Cổ nói ra một câu khiến Hạ Tưởng giật cả mình. Nhà họ Quý có người muốn gặp mặt nói chuyện liên quan đến lợi ích thiết thân của Trần Hạo Thiên. Hạ Tưởng dù tuổi đời còn trẻ đã ngồi vào chức quan lớn, đồng thời rất được coi trọng, thậm chí là điểm tựa của thế lực các bên, nhưng hắn cũng biết chỗ còn thiếu của bản thân nền tảng quá cạn. So với thế lực gia đình truyền thống thật sự, hắn dù bên trong có là lai lịch dày dặn, đều kém khá xa. Nói không ngoa, cho dù là Lão Cổ so với tổ tiên của nhà họ Quý, cũng chỉ là thế hệ con cháu. Cũng chỉ có tổ tiên của Phù Uyên và tổ tiên của nhà họ Quý, mới có thể coi như ngang nhau. Tổ tiên của Phù Uyên là một trong những nhà lãnh đạo khai quốc, còn tổ tiên nhà họ Quý là một trong những đại tướng khai quốc, đều lập những công lao hiển hách cho sự nghiệp kiến quốc. Đã từng chỉ huy thiên quân vạn mã chiến đấu anh dũng và đẫm máu trên chiến trường, mà lúc đó, Lão Cổ chẳng qua chỉ là binh nhất. Chỉ có điều tình thế thay đổi, nhà họ Quý sau khi kiến quốc, đã từng có một khoảng thời gian huy hoàng, thậm chí mấy năm trước, nhìn khắp cả lĩnh Nam, người người vẫn biến sắc khi nhắc đến nhà họ Quý ở lĩnh Nam. Nhưng mấy năm gần đây, nhà họ Quý trên diễn đàn chính trị, dần dần suy thoái, sức ảnh hưởng ở lĩnh Nam cũng giảm đi nhiều. Hiện tại người có chức quan cao nhất nhà họ Quý, chính là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, bí thư thành ủy thành phố Dương Thành Lâm Song Bồng. Lâm Song Bồng là con rể nhà họ Quý. Hạ Tưởng nếu không biết nhà họ Quý lĩnh Nam, thì hắn đến lĩnh Nam đúng là phí. 20 thế lực lớn phân bố trong nước, tuy không thể nói hiểu rõ trong lòng, nhưng ít nhất người ở đâu, cũng phải hiểu rõ phong thổ và đạo lý đối nhân xử thế ở chỗ đó. Hạ Tưởng còn rõ một điều là, nhà họ Quý về mặt ngoài suy thoái ở lĩnh Nam, thật ra thế lực ẩn giấu bên dưới vẻ bề ngoài, vẫn to lớn khiến người khác kinh ngạc, không đề cập tới tài nguyên kinh tế to lớn mà nhà họ Quý nắm giữ doanh nghiệp nổi tiếng của lĩnh Nam mà nhà họ Quý bên ngoài bên trong khống chế, không dưới mười mấy doanh nghiệp chỉ về mặt chính trị, thực lực của nhà họ Quý vẫn khiến người ta sợ líu lưỡi. Chẳng qua là nhà họ Quý hoặc là do nguyên nhân tính cách, hoặc là do có ý đồ, lại hoặc là vì ngửi được tin đồn gì đó. Mà sau khi Trần Hạo Thiên nhậm chức, đột nhiên thay đổi sách lược, từ mạnh mẽ lúc trước trở nên khiêm tốn hơn rất nhiều.
cũng do nguyên nhân mấy năm trở lại đây tiếng tăm nhà họ Quý không nổi, nhà họ Quý hiển hách một thời trước kia vừa nói, vào thời Trần Hạo Thiên, không còn người nhắc đến nữa. Tiếng tăm không nổi, không có nghĩa thực lực không còn, nhà họ Quý vẫn là thế lực địa phương to lớn nhất Lĩnh Nam, và nói không ngoa rằng, một nhà họ Quý ở Lĩnh Nam, đủ để chọi lại liên minh của Trình Tại Thuận, Tần Khản cộng thêm Hà Giang Hải. So với lịch sử sâu xa dày dặn của nhà họ Quý, bọn Trình Tại Thuận, Hà Giang Hải, chẳng qua chỉ là nhà giàu mới nổi. Lúc Hạ Tưởng mới đến Lĩnh Nam, đã từng nghĩ thân ở Lĩnh Nam, sẽ không tránh khỏi việc phải giao thiệp với nhà họ Quý. Lần trước Lâm Song Bồng chủ động thể hiện thiện ý, tích cực phối hợp trong sự việc khách sạn Hoàng gia, cũng đã để lại ấn tượng tốt đẹp cho hắn. Tuy nhiên hắn cũng biết, hắn tạm thời chỉ có thể giao thiệp sơ bên ngoài với nhà họ Quý, người nhà họ Quý thật sự, cũng sẽ không thể tiếp xúc với hắn. Hạ Tưởng hoàn toàn không phải là đánh giá thấp mình, mà là tự biết trước mặt nhà họ Quý, hắn dù là nhân vật phát ngôn của thế lực gia tộc, nhưng vẫn chỉ là thế hệ con cháu. Có lúc, sức mạnh căn bản thâm hậu không dùng thực lực kinh tế và chính trị bề ngoài để so sánh. Nhưng nói đi phải nói lại, nói không ngoa, nhà họ Quý Lĩnh Nam tuy nền tảng vững chắc, nhưng thời gian trôi qua, cũng không làm gì được Hạ Tưởng. Nói thêm một câu không cung kính lắm, nếu Hạ Tưởng muốn đối phó với nhà họ Quý, thủ đoạn cũng rất nhiều. Chẳng qua là Hạ Tưởng từ nhỏ đã tôn kính các bậc tiền bối cách mạng, đối với thế hệ con cháu các vị, cũng kính phục từ đáy lòng. Đừng nói hắn và nhà họ Quý không hề có mâu thuẫn, cho là có, hắn cũng sẽ nhẫn nhịn mấy phần. Nếu lão cổ chỉ nói nhà họ Quý muốn gặp mặt nói chuyện với hắn, hắn còn không đến nỗi thật sự kinh ngạc, nhưng lại nói có liên quan đến lợi ích thiết thân của Trần Hạo Thiên, liên tưởng đến sau khi Trần Hạo Thiên nhậm chức, nhà họ Quý ở Lĩnh Nam trở nên khiêm tốn toàn diện, lẽ nào trong đó có điều bí ẩn không để người khác biết. Quan hệ giữa nhà họ Quý và Phụ Huyên có lẽ vô cùng tâm đầu ý hợp, tuy nhiên sự nhiệt tình của lão cổ khi nhắc đến nhà họ Quý, cũng có thể đoán được quan hệ giữa lão cổ và nhà họ Quý, cũng không phải bình thường. Cùng tôi bàn luận chuyện lớn liên quan đến lợi ích thiết thân của bí thư Trần, dường như không thích hợp lắm. Hạ Tưởng không đồng ý ngay, mà mơ hồ cảm thấy giữa nhà họ Quý và Trần Hạo Thiên có gì đó không hợp, hắn không muốn bị kẹt ở chỗ khó xử. Nếu thế lực địa phương Lĩnh Nam mà Trần Hạo Thiên muốn để hắn đối phó chính là nhà họ Quý, có lẽ hắn sẽ không như Trần Hạo Thiên mong muốn. Hạ Tưởng có nguyên tắc, sẽ không vô điều kiện mà làm bất kỳ việc gì cho Trần Hạo Thiên. Được rồi, khoan hãng nói, tôi chuyển lời đến là được rồi, dù sao nhà họ Quý cũng sẽ không tìm cậu bây giờ. Muốn nói, cũng phải đến năm sau. Lão cổ không quan tâm đến sự khó xử của Hạ Tưởng, cười ha ha nói. Về phần cậu và nhà họ Quý cuối cùng nói được kết quả gì, không phải là việc mà tôi quan tâm, nhiệm vụ kết nối ở giữa của tôi đã hoàn thành rồi. Hạ Tưởng không nói gì, lập trường của lão cổ trước khi thay đổi nhiệm kỳ khiến hắn hơi phân không rõ phương hướng, hắn biết, lão cổ không quan tâm lập trường của Trần Hạo Thiên, thậm chí cũng sẽ không quan tâm đến lợi ích của Tổng Bí Thư, lão cổ chỉ có một xuất phát điểm, chính là tất cả lấy lợi ích của ông làm điều kiện tiên quyết lớn nhất. Bởi vậy, về việc lão cổ nhân chuyến đi đến Lĩnh Nam âm thầm làm trung gian giới thiệu cho hắn, hắn chỉ có thể im lặng chấp nhận, bất luận kết quả cuối cùng là xấu hay tốt, hắn đều không thể oán giận lão cổ điều gì. Còn có một điều, đối với việc có thể kết bạn với Phụ Huyên, Hạ Tưởng rất vui, hắn càng ngày càng có nhiều đồng minh trong quân đội, đều là nhờ lão cổ ban cho. Đêm đó, lão cổ và Phụ Huyên yên lặng về Bắc Kinh, không kinh động tới bất kỳ ai, đến Hạ Tưởng cũng không đi tiễn. Sau đó, Hạ Tưởng lại nói chuyện điện thoại với Hứa Quan Hoa. Ngày mai tôi về Bắc Kinh, phỏng chừng không thể cùng chuyến bay với anh rồi. Hứa Quan Hoa đi trước một bước. Có một chuyện anh nhớ nhắc nhở Mộc Phong một chút, anh ấy gần đây hoạt động nhiều quá, có người để ý đến anh ấy rồi, muốn gây phiền toái cho anh ấy. Tôi đoán chừng, Ngô Hiểu Dương tạm thời động không nổi đến anh, có thể trả miếng tôi và Mộc Phong. Mộc Phong khá là cố chấp, không nghe lời tôi. Anh ấy kính trọng anh nhất, anh nói thử xem. Ngô Hiểu Dương sẽ có thủ đoạn đánh trả, Hạ Tưởng trong lòng biết rõ, cũng làm tốt tâm lý chuẩn bị, lại không ngờ đều dùng sách lược vòng vèo, bắt đầu từ Mộc Phong trước. Mộc Phong đối nhân xử thế thật sự quá cương trực, thiếu tinh tế, hơn nữa không cảnh giác bằng Hứa Quan Hoa. Hạ Tưởng suy nghĩ một lát, rồi vẫn chủ động điện thoại cho Mộc Phong. Nhận được điện thoại của Hạ Tưởng, Mộc Phong rất kinh ngạc niềm vui bất ngờ. Đang muốn khách sáo vài câu gì đó, lại nghe Hạ Tưởng nói ngay đến ý đồ cuộc gọi.
Mộc Phong, dạo này phải cẩn thận trước sau, chuyện của Ngô công tử sẽ có hậu quả để lại, có thể sẽ rơi vào anh và Hứa Quan Hoa. Tự anh cẩn thận hơn nữa, trước khi làm việc gì, phải suy nghĩ kỹ. Mộc Phong tuy trong lòng không hề lo lắng Ngô Hiểu Dương báo thù, thậm chí còn âm thầm chờ đợi Ngô Hiểu Dương ra tay, để y dễ thể hiện bản lĩnh một phen, nhưng Phó Bí Thư Hạ đã bảo y cẩn thận một chút, y liền nghe lời, vội không ngừng đồng ý. Hạ Tưởng cũng nghe ra giọng điệu Mộc Phong tuy cung kính, nhưng vẫn không để tâm lắm, cũng không làm, hắn có nhiều việc cần phải làm, lại sắp đến cuối năm, không có thời gian đặc biệt ngồi lại nói chuyện đàng hoàng cùng Mộc Phong. Vừa ngắt điện thoại với Mộc Phong, điện thoại của Nghiêm Tiểu Thì liền gọi tới. 3 ngày trước, Nghiêm Tiểu Thì yên lặng rời khỏi Dương Thành. Cô ở lại Dương Thành 3 ngày, với sự dịu dàng như nước cùng Hạ Tưởng trải qua thời gian mới đến Lĩnh Nam. Cũng đúng lúc Nghiêm Tiểu Thì ở Dương Thành, mới khiến Hạ Tưởng nhanh chóng suy đoán ra kiệt tác thư hăm họa xuất phát từ tay ai. Nhưng sau chuyện thư hăm dọa, liền xảy ra chuyện Ngô công tử bị đánh bị bắt, liền khiến cho sự việc thư hăm dọa không thu được hiệu quả mong đợi, cũng không có kết thúc theo Hạ Tưởng suy đoán. Cao Kiến Viễn cũng vậy, Phạm Tranh cũng vậy, đã từng là cậu ấm bí thư tỉnh ủy, cũng đáng mặt nhị thế tổ, chắc chắn có chung tiếng nói với Ngô công tử, nếu không ngoài dự đoán. Với đầu óc của Phạm Tranh và sự xảo trá của Cao Kiến Viễn, chắc chắn sẽ bắt tay với Ngô công tử. Ngô công tử thô bạo lại vô lại, đối xử vô sỉ với người đời. Phạm Tranh suy nghĩ đa nghi lại giỏi mưu mô, lấy mưu lược làm sở trường. Cao Kiến Viễn trải qua biến đổi lớn, gia cảnh sa sút và sau khi gặp họa lao tù, tính cách trở nên thâm hiểm, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, lấy sự thâm hiểm làm sở trường. Nếu 3 người kết hợp, mức sát thương sẽ tăng cao. Chi bằng, Hạ Tưởng cũng không phải không có kế đối phó, việc đề bạt Lý Dật Phong, chính là một trong những bước đánh trả của hắn. Em vừa mới gặp Phạm Tranh. Giọng của Nghiêm Tiểu Thì có hơi bối rối. Anh ta biết địa điểm làm việc ở Bắc Kinh của em, không mời mà tới, em cũng không thể không gặp anh ta. Hạ Tưởng hiểu được sự bối rối của Nghiêm Tiểu Thì, liền nói. Em không cần giải thích gì, Tiểu Thì, anh không có ý trách em. Gặp mặt cũng không có gì. Quan trọng là, gặp mặt nói những gì. Nghiêm Tiểu Thì cười. Dù sao anh ta là anh họ của em, anh ta sẽ không muốn hại em đâu. Nếu là Cao Kiến Viễn, anh có lẽ sẽ lo lắng, phải không? Hạ Tưởng chọc cô. Lo lắng cái gì? Lo em bị gã lừa, lo gã hại em. Anh không lo đâu. Lời Hạ Tưởng nói là thật. Với trí tuệ của Cao Kiến Viễn, gã lừa không nổi em. Với trí tuệ của em, cũng sẽ không bị Cao Kiến Viễn lừa được. Anh, thật chẳng thú vị, cũng không giả vờ phối hợp một chút. Nghiêm Tiểu Thì oán trách một câu, lại nói. Phạm Tranh bảo em nói lại anh một câu, anh ta nói, khi cuối năm, anh ta hy vọng gặp anh ở Bắc Kinh, có vài việc, anh ta muốn công bằng thẳng thắn đàng hoàng nói với anh. Được, anh sẽ suy nghĩ. Hạ Tưởng trả lời rất dứt khoát. Bước đầu định ra, ngày mốt về Bắc Kinh. Năm nay sẽ mừng năm mới ở Bắc Kinh, đâu cũng không đi, chủ yếu là không có thời gian. Nhưng cũng không ở Bắc Kinh mấy ngày, có thể gặp mặt Phạm Tranh hay không, vẫn là không dám nói chắc. Thật ra không gặp cũng được, gặp mặt cũng chẳng có gì để nói, cũng chẳng biết Phạm Tranh bán thuốc gì trong hồ lô, nhưng bất luận là thuốc gì, Hạ Tưởng không cần. Ban đêm Dương Thành, vẫn còn hơi ẩm ướt lạnh lẽo, Hạ Tưởng mở điều hòa, xua tan hơi lạnh trong phòng, thu dọn một chút. Khi đang chuẩn bị đi ngủ, Cổ Thu Thật điện thoại tới. Từ lúc nhậm chức ở Lĩnh Nam đến nay, đây là lần đầu tiên Cổ Thu Thật gọi tới. Hạ Tưởng vội nghe điện thoại, có thể gọi điện lúc nửa đêm, lại là ủy viên Bộ Chính trị, đều là người có quan hệ thân quen không thể thân quen hơn nữa với hắn. Hạ Tưởng, khúc dạo đầu của Lĩnh Nam không tệ, khí thế rất đầy đủ, cuối cùng cũng để tôi thấy được phần nhiệt huyết sục sôi của anh, tốt, rất tốt. Cổ Thu Thật đầu tiên là khen ngợi Hạ Tưởng mấy cây, bỗng nhiên lại chuyển giọng điệu, vô cùng nghiêm nghị nói. Tuy nhiên, anh đã lơ là một nhân vật quan trọng, ông ta tuy bình thường, nhưng có khả năng có tác dụng thúc đẩy tích cực đối với bố cục của anh ở cả Lĩnh Nam. Nếu như anh bỏ lỡ ông ta, chắc chắn sẽ có tổn thất to lớn, nói không chừng còn có thể khiến cả kế hoạch của anh, tổng thể đều thua. Hạ Tưởng sợ hãi giật mình, Cổ Thu Thật thật không phải là giọng điệu đùa giỡn. Nhân vật quan trọng mà y nói, rốt cuộc là ai? Một người bình thường có thể là nhân vật then chốt, lại còn có thể quyết định thành bại của cả kế hoạch, ai? Có tác dụng làm điểm tựa then chốt như thế,
Hạ Tưởng nhanh chóng trong đầu lọc bỏ những người trong tỉnh ủy và bên mình một lần, nhưng vẫn chưa có manh mối. Là ai? Hạ Tưởng dứt khoát nghĩ không ra, liền trực tiếp đi hỏi Cổ Thu Thực. Không ngờ Cổ Thu Thực cười ha hả. Đợi khi cậu đến Bắc Kinh, sẽ nói với cậu sau, bây giờ, cậu chịu khó trước, nếu cậu có thể đoán ra được ai, coi như cậu có cái nhìn đại cục, lại có ánh mắt cẩn thận tỉ mỉ. Cổ Thu Thực thật lòng hại người, Hạ Tưởng dập điện thoại, vẻ mặt cười khổ. Hắn rõ ràng có ý buồn ngủ, kết quả rõ đen, bị điện thoại Cổ Thu Thực hại cho đến không muốn ngủ. Tối nay, mất ngủ rồi. Rốt cuộc là ai? Đường Thiên Vân. Không đúng, Đường Thiên Vân tuy có thể phù hợp với điều kiện, nhưng Trần Hạo Thiên sớm đã nói qua Đường Thiên Vân rất có lai lịch, hắn sớm đã để ý đến sự tồn tại của Đường Thiên Vân, huống hồ Đường Thiên Vân lại là thư ký của hắn, không thể xem như người bị hắn bỏ sót. Vậy thì rốt cuộc là ai? Suy nghĩ một mạch, Hạ Tưởng dứt khoát không nghĩ nữa, hắn đến thành phố Dương không lâu, chỉ mới quen biết toàn bộ lãnh đạo tỉnh ủy, đối với nhân viên công tác dưới quyền, về cơ bản chỉ tiếp xúc với trên cấp bậc phó bí thư, thấp hơn, rất khó xuất hiện cùng với hắn. Ngẫm lại thì làm việc thật buồn cười, Cổ Thu Thực đường đường là ủy viên Bộ Chính trị, cũng đùa bỡn với hắn. Đích thực khiến người khác nói không nên lời. Hạ Tưởng ngủ không được, liền mở máy tính lên mạng. Vừa online thì nhận được tin tức của Phó Tiên Tiên. Sao anh không lên mạng? Không muốn gọi điện cho anh. Nick của Phó Tiên Tiên vẫn sáng, thời gian tin nhắn cũng chỉ mới qua hơn nửa tiếng, hiển nhiên là vẫn chờ hắn. Cô bé ngốc, gọi điện gửi tin nhắn, thì hắn sẽ online liền, nếu không phải là điện thoại của Cổ Thu Thực, hắn hôm nay sớm đã đi ngủ rồi, Phó Tiên Tiên cũng không đợi được hắn rồi. Lên rồi, tính thế nào đây? Hạ Tưởng nói, trong lòng em rất không tốt, nếu có anh ở bên em thì tốt biết mấy. Phó Tiên Tiên trả lời, cô ta gõ chữ nhanh hơn trước nhiều rồi. Có chuyện gì vậy? Hạ Tưởng trong lòng lo lắng. Ông nội, bệnh tình nghiêm trọng rồi, có thể không cố gắng được đến Tết rồi. Không phải là giáp mặt nói chuyện, Hạ Tưởng cũng có thể tưởng tượng ra được khuôn mặt đau buồn của Phó Tiên Tiên, một ma nữ luôn luôn một thân một mình, không có cảm tình với Phó Tiên Phong, thậm chí là với bố mẹ lưu luyến cũng chẳng là bao, nhưng tình cảm của cô ta với ông nội rất đậm sâu. Ông cụ Phó lại bệnh tình nguy kịch, đương nhiên khiến cô ta đau lòng. Ngẫm lại thời gian gần đây, cô ta thích chạy tới chạy lui nhất, không ngờ không rời khỏi Bắc Kinh, không rời ông cụ Phó một tấc, cũng chứng minh được tình cảm sâu đậm giữa cô ta và ông nội. Ngoài nhân tố tình cảm ra, Hạ Tưởng lập tức ý thức được, nếu như ông cụ Phó qua đời, đối với thế lực gia tộc thì là một tổn thất lớn, đối với toàn thể uy thế gia tộc mà nói thì cũng sự ảnh hưởng nhất định, cụ thể mà nói, với nhà họ Ngô. Nhà họ Khưu và nhà họ Mai mà nói thì ảnh hưởng có thể không lớn, nhưng đối với nhà họ Phó mà nói thì chắc chắn là một lần đả kích trọng đại. Cũng tốt, nhà họ Phó lúc này đang trong nhiệm kỳ mới, không có ai đủ tư cách dòm ngó chức thường ủy Bộ Chính trị, cũng không có ai nhập cuộc tranh chấp, chẳng qua là Trịnh Thịnh có hy vọng nhập cuộc đồng thời tiến tới Sơn Thành. Sau khi hắn rời khỏi tỉnh Lâm, Phó Tiên Phong có thể thuận lợi tiếp nhận chức bí thư tỉnh ủy, thì tăng thêm nhiều ẩn số. Hạ Tưởng trong lòng chán nản. Bệnh tình của ông cụ Phó thật không phải lúc. Ngày kia về Bắc Kinh, anh sẽ đi thăm ông cụ. Hạ Tưởng chẳng an ủi gì Phó Tiên Tiên, hắn cũng biết lời lẽ an ủi lúc này là hiện thực tàn khốc trước mặt, ý nghĩa đã không còn nữa. Ngày thứ hai, Trần Hạo Thiên, Mễ Kỳ Hỏa và Hạ Tưởng ba người tổ chức một cuộc họp nhỏ. Nội dung chủ yếu của cuộc họp là mức độ và tư tưởng chỉ đạo chủ yếu của hành động đặc biệt. Nội dung công bố bên ngoài là hách dịch nhà quan. Quyết định của nội bộ hội nghị mới là tư tưởng chỉ đạo căn bản, mới có thể khơi dậy tác dụng mang tính quyết định, chỉ công bố phần nào ra bên ngoài, nhưng độc ác cỡ nào, đánh đến trình độ nào, hạ xuống bao nhiêu người, mới là mục đích chính của hội nghị hôm nay. Cũng là thể hiện của Trần Hạo Thiên đối với kế hoạch toàn lĩnh Nam. Trận thứ nhất nên đánh cho đẹp, đồng chí Hạ Tưởng không phụ mong mỏi của mọi người, năm nay đệ nhất bộ ngã ngựa, cũng là công lao của đồng chí Hạ Tưởng. Trần Hạo Thiên không tiếc lời ca ngợi, toàn bộ công lao làm cho Nhậm Xương ngã ngựa đẩy hết cho Hạ Tưởng. Quan trọng nhất là cục đầu tiên nhà hàng Hoàng gia, cục thứ hai là cục công an thành phố, còn cục thứ ba là tỉnh ủy, móc xích với nhau, tình thế tuyệt vời, thật khiến mọi người mở rộng tầm mắt. Lời khen của Trần Hạo Thiên, thật khiến Hạ Tưởng cảm thấy hổ thẹn, hắn biết, Nhậm Xương ngã ngựa liên can đến hắn không lớn, hắn mới chỉ là phó bộ, không có khả năng lật đổ một vị quan cao cấp phó bộ.
huống hồ trong lòng hắn hiểu rõ, trước khi hắn đến lĩnh Nam, Trần Hạo Thiên đã quyết định hạ bệ nhậm xương rồi, thời gian trước công việc đã sắp xếp ổn thỏa, chẳng qua là sau khi hắn đến, vừa vặn gặp dịp mà thôi. Nhưng Trần Hạo Thiên ở trong cuộc họp chỉ có 3 người, cứ muốn biểu dương hắn, lại không chỉ có nói cho Mễ Kỷ Hỏa nghe đơn giản như thế, trong đó tất có thâm ý. Bất luận Trần Hạo Thiên có mục đích gì, đến lúc cần khiêm tốn thì nên khiêm tốn, Hạ Tưởng liền nói mấy câu khách khí chân thành, đam toàn bộ thành tích chính trị đẩy cho sự anh minh của Trần Hạo Thiên và lãnh đạo tỉnh ủy. Hành động đặc biệt, 1 phó bộ, 3 giám đốc sở, 5 phó giám đốc sở, 20 vị cán bộ cấp cục, tùy vào cậu, thế nào, Hạ Tưởng, có lòng tin không? Tôi và Kỷ Hỏa đều là hậu thuẫn mạnh mẽ của đồng chí. Nhưng có một điểm, làm thế nào có thể lãnh đạo nhịp nhàng mười mấy đơn vị phân công hợp tác, thì là việc riêng của đồng chí. Trần Hạo Thiêm nhìn Hạ Tưởng cười tủm tỉm. Trong lúc nói chuyện, vô số mũ quan cấp sở, phó giám đốc sở và cấp cục sắp rơi đến nơi rồi, tất cả đều do Hạ Tưởng một lời mà định, sự hấp dẫn của quyền lực là như thế. Có thể nắm chắc một lần vận mệnh và vinh quang của người, thường thì Hạ Tưởng nắm quyền lớn, vốn dĩ nên dương dương tự đắc thậm chí tự bản thân cảm thấy hài lòng mới đúng, nhưng trong lòng hắn lại nặng nề, bởi vì hắn lại nghĩ đến tất cả lời nói của Phù Uyên, vấn đề hủ bại, đích thực có liên quan đến vấn đề địa vị đảng cầm quyền, là vấn đề sinh tử. Trần Hạo Thiên muốn hạ bệ bao nhiêu cán bộ cấp sở, có thể tùy ý nói một câu, càng không thể vì báo cáo kết quả mà lấy cho đủ số lượng. Chắc chắn trong lòng rất rõ ràng, dựa vào chuẩn mực kinh tế của tỉnh lĩnh Nam có nền kinh tế mạnh nhất, có thể hạ bệ 3 hay 5 cán bộ cao cấp cấp sở trở lên, có thể nói bắn một phát trúng một người. Lĩnh Nam là tỉnh lớn kinh tế mạnh đứng đầu trong nước không phải là giả, nhưng cũng là khu có trường hợp hủ bại lớn, phát triển về kinh tế mang đến cho không chỉ tất cả chuẩn mực được nâng cao, ngoài kiếm tiền ra, tố chất và phát chế cũng theo đó mà nâng cao, cũng là tình hình kinh tế ở trước mắt cần nghiêm túc nhìn thẳng vào vấn đề. Trần Hạo Thiên dành lời nói sau cho Mễ Kỷ Hỏa. Kỷ Hỏa, đồng chí nói vài câu đi. Sau khi Mễ Kỷ Hỏa đến lĩnh Nam, vẫn lấy hình tượng chủ tịch tỉnh yếu kém mà xuất hiện trước mặt mọi người, đối mặt với bí thư tỉnh ủy của ủy viên Bộ Chính trị, đối diện với phó bí thư tỉnh ủy kiêm chủ nhiệm ủy ban kỷ luật trẻ hơn y mấy chục tuổi nhưng kinh nghiệm chính trị phong phú về nhiều mặt, y không có sự lựa chọn nào. Nhưng thật lòng mà nói, Mễ Kỷ Hỏa bây giờ cần nhất vẫn là điềm tĩnh và yếu thế. Gã cần thích ứng từ từ, dẫu rằng bỗng chốc từ sau lưng tổng bí thư mà xuất hiện, nếu rất chói mắt, có thể ảnh hưởng không ít tầm nhìn, rơi vào mối quan hệ giữa gã và tổng bí thư, không có lợi cho sự tiến hành bình ổn của nhiệm kỳ mới. Trên thực tế, khi từ lúc có tin đồn rằng y sẽ đảm đương chức bí thư tỉnh ủy của tỉnh nào đó, y liền kiến nghị với tổng bí thư, chỉ bằng đợi sau khi nhậm nhiệm kỳ mới rồi thả ra bên ngoài, nếu không nhỡ mang đến ảnh hưởng không cần thiết đối với nhiệm kỳ mới. Xưa nay người vốn gần nhất với lãnh đạo thì dễ dàng trở thành mục tiêu công kích. Lúc đó Tổng Bí Thư cũng đồng ý rồi, nhưng tình thế đột nhiên thay đổi, dưới áp lực của hai tầng lên lĩnh Nam, có dấu hiệu không khống chế được, vừa hay tuổi tác chủ tịch tỉnh lĩnh Nam đã đến, Tổng Bí Thư một tay thúc đẩy, y cuối cùng phải một bước rời Bắc Kinh để nhậm chủ tịch tỉnh lĩnh Nam, danh chấn thiên hạ. Chỉ là chẳng qua sau khi Mễ Kỷ Hỏa đến nhậm chức lĩnh Nam, mới biết đã nổi danh, kỳ thức trách nhiệm càng lớn. Hơn nữa so với Hạ Tưởng phong phú nhiều mặt về kinh nghiệm chính trị, so với Trần Hạo Thiên ủy viên Bộ Chính trị đồng thời trải qua vô số lần ánh đao bóng kiếm, y vẫn luôn theo Tổng Bí Thư, quen với việc đi theo mà không phải là làm chủ việc nhà, cho nên chức vị chủ tịch tỉnh lĩnh Nam, với y mà nói khó khăn nhiều rồi. Riêng là một phó chủ tịch tỉnh thường trực tỉnh Khang Hiếu, đã khiến y không thể thuận buồm xuôi gió ở cơ quan ủy ban nhân dân. Mễ Kỷ Hỏa kỳ thực rất bội phục Hạ Tưởng. Dù là áp lực chính diện đến từ Ngô Hiểu Dương, dù là đối phó với Ngô Công Tử có hành vi vô lại, hắn đều thuận buồm xuôi gió, vừa nhìn là từ cơ sở từng bước đi đến hôm nay, mỗi một bước đều vô cùng vững chắc, so quan viên Bắc Kinh luôn yên bình mà tiến ở Bắc Kinh, thì thủ đoạn và bụng dạ cao thâm hơn nhiều. Hiện nay đối với hiện tượng cán bộ tham ô hủ bại ở đảng chính, dân than oán lớn lắm, mà căn nguyên tham ô hủ bại, 90% là vì già trẻ vợ con trong nhà, tức là nói. Lõa quan là một vấn đề căn nguyên của tham ô trách trợn, bí thư Trần từng có chỉ thị tinh thần phải mở khai dòng nước, hạn chế lõa quan một tay đảm nhận đảng chính, với điều này, tôi biểu thị hoàn toàn tán đồng, cũng hy vọng sớm ngày có chương trình. Mễ Kỷ Hỏa biểu hiện ra thái độ theo đuổi mà một vị chủ tịch tỉnh nên có, mọi chuyện đẩy Trần Hạo Thiên lên đầu.
Nếu đề nghị hạn chế lõa quan đảm nhận đảng chính là do Trần Hạo Thiên dẫn đầu đề xuất, kỳ thực Mễ Kỳ Hỏa chẳng qua là dẫn lời của Trần Hạo Thiên, ban đầu vẫn nên là Trần Hạo Thiên hạ tưởng hoặc là có thể phỏng đoán một chút là có thể đạt được sự cho phép của Trung ương, nhưng lại do Mễ Kỳ Hỏa đề xuất sớm nhất, hắn hiểu một điều, chuyện này, đã được Tổng Bí Thư gật đầu. Hay cho một Trần Hạo Thiên, bước đầu bắt đầu hành động đặc biệt, lại tung ra bom tấn, khiến cho hạ tưởng nhìn thấy rõ phương hướng, lĩnh Nam, không những trên chính trị phải cao trào đập đen trừ ác, mà còn sau khi đảm nhiệm mấy chục năm tỉnh kinh tế mạnh, đã hứng thú đối với trên tổng sản lượng kinh tế, chuyển hưởng làm thí điểm phương diện cải cách thể chế chính trị. Không có dự kiến mới, lĩnh Nam có hy vọng trở thành quân tiên phong trong việc cải cách thể chế chính trị trong nước, hạn chế lõa quan đảm nhiệm đảng chính, là phát súng thí điểm đầu tiên trong cải cách thể chế chính trị. Trần Hạo Thiên đoạt trước một bước, chính hạ thêm một thành. Ngày thứ hai, Hạ Tưởng thu dọn đồ, chuẩn bị nghỉ phép về Bắc Kinh, Đường Thiên Vân đem Nhật báo Quốc gia đặt lên bàn, một bài báo nổi bật đập vào mắt khiến Hạ Tưởng gần như ngừng thở, đề mục bài báo thà cải cách không hoàn mỹ còn hơn nguy cơ không cải cách lập tức khiến hắn ngửi thấy tín hiệu chính trị mạnh mẽ. Trung ương vì đề nghị của Trần Hạo Thiên mà tạo thế. Đang ở trên máy bay đến Bắc Kinh, Hạ Tưởng đặc biệt mang theo báo, cầm tờ báo đọc không ngừng. Cho tới nay lĩnh Nam là tỉnh đi đầu trong việc mở cửa cải cách, tổng sản lượng kinh tế luôn là vầng sáng chói của tỉnh lĩnh Nam. Tỉnh lĩnh Nam hiện nay, một năm tổng giá trị sản xuất quốc dân, đã tương đương với vô số các quốc gia nhỏ và vừa, dùng phú khả địch quốc tài sản cá nhân ngang hàng với tài sản quốc gia để hình dung mờ chút cũng không chút khoa trương. Sau mười mấy năm dưới dẫn đầu là tỉnh kinh tế đứng đầu trong nước, nền kinh tế lĩnh Nam tăng trưởng dần dần chậm lại, đồng thời không dựa vào tăng trưởng tốc độ cao nền kinh tế làm điểm sáng nữa, giống như một người giàu có, mọi năm đều khoe khoang kiếm bao nhiêu tiền, người khác nghe xong thấy chán nản. Tự mình nói cũng chẳng thú vị. Nhưng phía sau việc kinh tế tăng trưởng nhanh chóng, hoàn cảnh trị an và phát triển văn hóa của lĩnh Nam lại trượt ra ngoài xu thế hiện nay, không tỷ lệ thuận với việc tăng trưởng kinh tế. Bởi vậy, cũng trở thành lỗ hổng khiến Trần Hạo Thiên thành trò cười cho thiên hạ, đồng thời có thể bị công kích. Có lỗ hổng thì sẽ sửa chữa, giống như phải nhìn thẳng vào đảng cầm quyền xuất hiện tham ô hủ bại, nếu không sau cùng chỉ có thể là tòa nhà lớn bị sụp đổ từ trong nội bộ. Trần Hạo Thiên rất thông minh điều chỉnh bộ máy tỉnh ủy lĩnh Nam, sự phối hợp giữa chủ tịch tỉnh yếu thế và phó bí thư tỉnh ủy mạnh thế đã chứng minh từ giờ về sau phương hướng chủ đạo của lĩnh Nam chính là kinh tế bảo thủ, chính trị tươi sáng. Cũng là vì phối hợp với kế hoạch vào đảng của gã, xoa dịu đi vấn đề quấy rối trị an trong nước và công kích thanh thế xung quanh. Hành động chuyên nghiệp và lõa quan không được đảm nhiệm hướng phát triển chính trị với lá cờ tươi mới của nhân vật số một đảng và chính quyền, là nước cờ đẹp Trần Hạo Thiên đối phó với áp lực bên ngoài. Hạ Tưởng tuy trước đó cũng rõ ràng, Trần Hạo Thiên nhất định đạt được ưng thuận ngầm của Trung ương, thậm chí có thể nói, hành động của gã là phụng chỉ hành sự. Chỉ là không ngờ, tạo thế của Trung ương đến nhanh như thế, ngày thứ hai Nhật báo Quốc gia sẽ phát động thế tấn công dư luận. Hoặc có thể lý giải là, sau khi báo mạng tạo xu thế, qua Tết khi đi làm, tỉnh ủy lĩnh Nam chính thức tuyên bố về quy định lõa quan. Sánh ngang với hưởng ứng tích cực lời kêu gọi của Trung ương. Hạ Tưởng ngấm ngầm gật đầu mỗi một bước của phía sau lưng đều có sự sắp xếp tỉ mỉ, đến cấp bậc của Trần Hạo Thiên, thân là ủy viên Bộ Chính trị, mọi chuyện đều thông báo cho Trung ương, nhất cử nhất động đích thực đều có ý nghĩa sâu xa, không thể chỉ đặt ở một chỗ lĩnh Nam mà xem. Phải thừa nhận hắn lần này đến lĩnh Nam, so với khi ở tỉnh Tề, tầm nhìn được mở rộng nhiều, Trần Hạo Thiên và Mễ Kỳ Hỏa lai lịch đều lớn đến khiếp người. Chỉ cần họ bày tỏ thái độ, về cơ bản tương đương với việc được Tổng Bí Thư tán thành trước rồi. Tuy nhiên có một điểm Hạ Tưởng không rõ là, cho tới tận bây giờ mới thôi, Trần Hạo Thiên nhằm vào phía trên thế công bên ngoài, bố cục rất tài tình, phản kích rất sắc bén, nhưng giọng nói nhằm vào nội bộ lĩnh Nam là phản đối hoặc không nhã nhặn, dường như vẫn chưa một lần ra mặt hành động, cái khác thì tạm thời không nói. Lấy Ngô Hiểu Dương làm ví dụ, nếu như không phải y đến, không phải y ra tay mạnh mẽ, sợ rằng khi Trần Hạo Thiên đối diện với khí thế quái đản của Ngô Hiểu Dương, vẫn sẽ áp dụng thái độ nhượng bộ. Trần Hạo Thiên vì sao lại có biểu hiện, miệng hùm gan sứa, hoàn toàn không giống nhau. Chẳng lẽ nói, nội bộ lĩnh Nam có cái gì đó khiến Trần Hạo Thiên có chỗ kiêng kỵ lớn sao, khiến gã không dám lấy thủ đoạn mạnh áp chế, hay là có thế lực gì khiến Trần Hạo Thiên khoanh tay bó gối? Chẳng lẽ là nhà họ Quý? Nhớ đến lời truyền đạt từ lão cổ,
Hạ Tưởng dường như hiểu ra điều gì. Nhà họ Quý ở lĩnh Nam là gia tộc thần bí mà to lớn thế nào? Hạ Tưởng đối với nhà họ Quý càng ngày càng hứng thú, tuy nói hắn và Lâm Song Bồng cũng có thể coi như quen biết, nhưng trên người Lâm Song Bồng không chút gì nhìn ra là phong độ khí phách và gia thế rộng lớn của nhà họ Quý. Đương nhiên không thể xem mặt mà bắt hình dong, Lâm Song Bồng chỉ là con rể nhà họ Quý, chỉ coi như là bên ngoại, vẫn có sự chênh lệch nhất định. Phó Bí Thư Hạ muốn uống chút gì không? Trương Lực đứng dậy gọi tiếp viên hàng không lấy đồ uống. Không sai, Hạ Tưởng về Bắc Kinh ngồi cùng máy bay với Mễ Kỷ Hỏa, hắn không đem theo thư ký, nhưng Mễ Kỷ Hỏa lại đem theo thư ký Trương Lực. Trương Lực cũng không phải là thư ký mà Mễ Kỷ Hỏa từ Bắc Kinh đem đến lĩnh Nam, mà là sự chỉ định của tỉnh ủy lĩnh Nam. Max Kỷ Hỏa tính cách hiền hòa, cũng không phải là bới móc, cũng có thể là năng lực các mặt của Trương Lực đều không tồi, Mễ Kỷ Hỏa hoàn toàn tín nhiệm y. Trương Lực người không cao, là người sinh ra và lớn lên ở lĩnh Nam, diện mạo bình thường, nói chuyện hay làm việc đều cảm thấy rất nhiệt tình, quả thật rất dễ dàng khiến người khác tiếp nhận gã. Không cần, cảm ơn. Hạ Tưởng khoát tay, cảm ơn và từ chối ý tốt của Trương Lực, ngẩng đầu lên nhìn, Mễ Kỷ Hỏa từ từ nhắm mắt, dường như là đã đi vào giấc ngủ. Mễ Kỷ Hỏa về Bắc Kinh ăn Tết mang theo Trương Lực, có thể thấy độ tín nhiệm của ông ta với Trương Lực không bình thường. Không thể dễ dàng tin tưởng một người. Trương Lực có thể trong một thời gian ngắn mà có thể có được sự tín nhiệm của Mễ Kỷ Hỏa, cũng chứng minh là có chỗ hơn người. Thu hồi lại ánh mắt và suy nghĩ, tầm mắt của Hạ Tưởng lại dừng ở trên báo, bài báo liên quan đến cải cách, có mấy câu nói vẫn văng vẳng trong đầu Hạ Tưởng. Bất luận phương án chu đáo chặt chẽ cỡ nào, trí tuệ cao siêu bao nhiêu, cải cách thường dẫn đến một số điều phi nghĩa, vừa kẻ có lợi sẽ dùng ưu thế quyền lời nói ngăn cản cải cách. Phương tiện thông tin đại chúng có thể mang cái nhìn soi mói chi tiết về cải cách. Một vài người thậm chí còn có thể lấy tư duy xã hội không tưởng để yêu cầu cải cách khắt khe, đối với cải cách mà nói, nghiêm túc lắng nghe ý kiến nhân dân, lại không vì tin đồn mà hành động, vừa cần trí tuệ và thận trọng, lại càng cần phải có dũng khí và gánh vác. Đoạn nói này, quả thật là vì quy định về lõa quan mà Trần Hạo Thiên sắp đề nghị mà làm ra lời giải thích hoàn mỹ. So với đánh gian trừ ác của nơi khác, so với hát bài ca yêu nước và đại hưng sĩ mộc, hành động đặc biệt của Trần Hạo Thiên và chính sách lóa quan, có lẽ không như động tác kinh động khiếp sợ khác làm lóa mắt và nên ghi lại, trong mắt người dân, to mà dường như không có gì. Nhưng ý nghĩ của Trần Hạo Thiên, phù hợp với phương châm lớn về cái nhìn đại cục của Trung ương, là phong thái và khí độ mà một vị ủy viên Bộ Chính trị nên. Không phải đánh gian trừ ác không tốt, đó là thuộc phận sự của cán bộ cấp tỉnh và cấp bộ trở xuống. Làm ủy viên Bộ Chính trị, phải từ trên thể chế chính trị đứng trên góc độ cao của quốc gia xem xét vấn đề, mà không phải hạn chế một thành phố một tỉnh, phải có tinh thần khởi đầu. Bởi vậy Trần Hạo Thiên những gì đã làm có thể càng được Trung ương khen ngợi. Không bao lâu, Trương Lực lấy đồ uống đến, của Mễ Kỷ Hỏa một ly cà phê, của gã một ly nước lọc, lại còn mang đến cho Hạ Tưởng một ly nước trái cây. Phó Bí Thư Hạ, ngài cần bổ sung vitamin, uống nước trái cây là tốt nhất. Tôi đã tự lấy cho ngài cốc nước trái cây. Trong nụ cười của Trương Lực, có 3 phần thành khẩn 4 phần nhiệt tình, khiến người khác đều khó lòng từ chối. Hạ Tưởng đành phải nhận cốc hoa quả. Thư ký Trương, vất vả rồi. Trương Lực vội khoát tay nói. Có thể vì Phó Bí Thư Hạ phục vụ, là vinh hạnh của tôi, Chủ tịch Mễ thường nói muốn tôi học tập Phó Bí Thư Hạ. Mễ Kỷ Hỏa mở mắt, uống một ngụm cà phê. Tôi muốn cà phê là có cà phê. Trương Lực, sao cậu lại uống nước lọc? Tôi không cần nâng cao tinh thần, cũng không cần bổ sung dinh dưỡng, chỉ là thấy khát, nước lọc có thể giải khát. Trương Lực trả lời rất khéo léo, cũng rất lanh trí. Hạ Tưởng mắt sáng lên, so với Đường Thiên Vân trầm lặng và kiệm lời, Trương Lực tuy nhiều lời nhưng được cái khéo, một chút cũng không làm người khác thấy phiền chán, lại có mấy phần làm người ta thích thú, chả trách Mễ Kỷ Hỏa lại có thể mang y đến Bắc Kinh, rõ thấy Mễ Kỷ Hỏa dựa dẫm vào Trương Lực. Khi làm một vị lãnh đạo bắt đầu dựa dẫm vào một thư ký, chính là lúc thư ký thu được lợi lớn. Sau khi hạ cánh, Hạ Tưởng tạm biệt Mễ Kỷ Hỏa, mỗi người lên xe của mình, Mễ Kỷ Hỏa nhiệt tình mời Hạ Tưởng đến nhà gã làm khách, Hạ Tưởng khách khí đáp ứng, nhưng đi hay không đi, trong lòng không có tự tin. Người đón Mễ Kỷ Hỏa là ai, Hạ Tưởng không chú ý, người đón hắn là Cổ Ngọc. Bắc Kinh lúc này, đang là mùa đông giá lạnh khô hanh, Cổ Ngọc mặc áo bông màu xanh ngọc. Hoặc là do đứng quá lâu trong giá lạnh, khuôn
khuôn mặt lạnh đến mức đỏ ửng hai má, giống như một quả táo to. Hạ Tưởng vừa xuất hiện, cô liền đi tới, hai tay cho vào trong túi áo của Hạ Tưởng sưởi ấm. Em lạnh chết mất, ai chà, sao anh không mặc giày một chút, không biết Bắc Kinh lạnh nhiều rồi à, thật là, một người đàn ông lớn thế này rồi, khi nào thì mới có thể tự chăm sóc bản thân. Không biết bao nhiêu do đâu, Cổ Ngọc tâm hồn không nhuốm bụi trần cũng trở nên tình đời rồi, biết từ trong ra ngoài quan tâm Hạ Tưởng, vừa thấy Hạ Tưởng liền bà già vài câu, rõ ràng là oán giận, nhưng thật tế lại là quan tâm. Lên xe đương nhiên Hạ Tưởng ngồi vị trí lái xe, hắn thân là phó bí thư tỉnh ủy trước mặt Cổ Ngọc hiển nhiên chẳng có chút uy lực gì, phải làm lái xe cũng làm. Đoán xem hôm nay ai đến tìm ông nội. Cổ Ngọc yên tâm thoải mái ngồi ở ghế phụ, ngắm Hạ Tưởng lái xe thành thạo, lái rời khỏi bãi đỗ xe. Xe của Cổ Ngọc là xe BMW, hơn nữa lại còn là phiên bản cũ, Hạ Tưởng thật sự nghĩ không ra Cổ Ngọc thục nữ và xinh đẹp thế sao lại có thể mua một chiếc BMW. Hơn nữa mua BMW thì cũng đã mua BMW rồi, sao lại không mua phiên bản cao? Nghĩ không ra nhưng hắn cũng lười hỏi, Cổ Ngọc có lúc chính là không thể lấy lẽ thường làm chuẩn mực. Ai thế? Hạ Tưởng làm sao có thể đoán được, quá trừu tượng rồi. Anh có quen biết đấy, là người anh quen biết ở tỉnh Yến, sau đó ông ấy còn đến qua lĩnh Nam. Cổ Ngọc chớp chớp mắt, có ý muốn kiểm tra Hạ Tưởng. Tiền Cẩm Tùng. Hạ Tưởng nháy mắt nghĩ ra cái tên. Không sai, Tiền Cẩm Tùng đích thực có một khoảng thời gian đảm nhiệm chủ tịch tỉnh và phó chủ tịch tỉnh thường vụ lĩnh Nam, đại khái hơn nửa năm chưa đến một năm, cũng không biết sau lưng phát sinh cái gì. Tiền Cẩm Tùng bị điều đi khỏi lĩnh Nam, tiếp tục đảm nhiệm chức chủ tịch tỉnh ở một tỉnh nào đó ở Tây Nam. Nếu như là đến trước một bước, đảm nhiệm phó bí thư tỉnh ủy thì không sao, nhưng lại từ tỉnh lĩnh Nam chuyển nhiệm hắn tiếp tục làm chủ tịch tỉnh, rõ ràng là đã sắp xếp rồi. Tiền Cẩm Tùng tìm ông Cổ có chuyện gì? Trực giác Hạ Tưởng cảm thấy có điều bí ẩn. Sốt ạ, ông ta đang đợi anh đó. Cổ Ngọc cười hì hì bóc một viên kẹo cho Hạ Tưởng. Ông ta và ông nội nói tán dóc huyên thuyên cả ngày, cuối cùng hỏi có phải anh qua đây, em nói em đi đón anh, ông ta mới nói ra ý có vài chuyện muốn gặp mặt anh nói chuyện, còn nói, xem dáng điệu của anh, không đợi được anh thì không đi. Anh nói xem cũng quái rồi. Ông ta sao không đến nhà họ Ngô đợi anh, lại cứ đến nhà em đợi anh, mối quan hệ giữa anh và ông nội hình như không nhiều người biết lắm, ngược lại mối quan hệ giữa anh và nhà họ Ngô, mọi người đều biết. Cổ Ngọc nói liên miên không ngừng, chỉ lo đắm chìm trong sự khoái lạc bên trong mình, lại không chú ý đến Hạ Tưởng đã hơi nhíu mày. Trong miệng Hạ Tưởng đang ngậm kẹo, nhưng lại không cảm thấy vị ngọt, bởi vì dường như càng ngày càng nhiều dấu hiệu không rõ ràng. Hắn có khả năng sẽ gặp phải một sự lựa chọn lớn ở lĩnh Nam. Trực giác mách bảo hắn, Tiền Cẩm Tùng muốn nói chuyện liên quan về Trần Hạo Thiên với hắn. Kỳ thật nếu như phân chia mơ hồ, ông Cổ cũng nên xem như là thuộc phạm chủ thế lực gia tộc, lại còn là thế lực gia tộc truyền thống. Theo nghĩa hẹp mà nói, ông ta và Phủ Huyên, nhà hộ quỳ thậm chí là quan viễn khúc đi càng gần càng phù hợp. Cũng đúng, sớm trước khi Hạ Tưởng xuất hiện, ông Cổ luôn không vừa lòng với ông Ngô. Trang giành cấu xé lẫn nhau cũng được mấy năm rồi. Nói cách khác, nếu không phải là sự xuất hiện của Hạ Tưởng, lập trường của ông Cổ chắc kiên định đứng trên phía đối lập với thế lực gia tộc. Cho dù bây giờ, lập trường của ông Cổ quả thật không nhất trí cùng thế lực gia tộc, thậm chí cũng không theo nhịp bước của Tổng Bí Thư, mà là trước sau vẫn có lập trường của bản thân ông ta. Cuối cùng ông Cổ sẽ đóng vai gì trong nhiệm kỳ mới, sẽ chạy theo lợi ích chính trị thế nào, Hạ Tưởng cũng không phải là chắc chắn hoàn toàn. Cũng không thể đi hỏi rõ ràng, chỉ có một điều khiến hắn an tâm là được rồi, đó là ông Cổ trước nay vẫn đặt lợi ích của ông ta lên hàng đầu. Hạ Tưởng nên vui mừng. Khi Tiền Cẩm Tùng vừa đi lĩnh Nam trên ý nghĩa truyền thống vẫn thuộc phạm vi thế lực gia tộc, sự ảnh hưởng nhà họ Khâu ở lĩnh Nam vô cùng kinh người. Từ sau khi Trần Hạo Thiên nhậm chức, không chỉ sức ảnh hưởng nhà họ Quỳ ở lĩnh Nam có suy giảm, sức ảnh hưởng nhà họ Khâu cũng dần dần co lại, cuối cùng cũng khó hình thành khí hậu gì. Cuối cùng trong đó xảy ra chuyện gì, là giao dịch hậu đài hay là ép bức dụ dỗ, Hạ Tưởng cũng không đoán được. Dù sao thì đừng nhìn vào trong mười mấy năm Trần Hạo Thiên nhậm chức ở lĩnh Nam, dường như quá mức khiêm tốn. Kỳ thực dưới sự sắp đặt của ông ta ở lĩnh Nam, ngấm ngầm vẫn phát sinh nhiều nội tình không nhiều người biết. Có thể bức lui nhà họ Khâu và nhà họ Quý, một đại diện cho thế lực gia tộc mới trỗi dậy và một đại diện cho thế lực gia tộc truyền thống, thủ đoạn của Trần Hạo Thiên thật kinh ngạc.
Khi tới nhà cao cửa rộng của nhà ông cổ, cũng đúng lúc giữa trưa, ánh nắng rất tốt, cái sáng sủa giữa trưa thật là cảnh tượng đẹp. Hạ Tưởng vừa dừng xe, thì nhìn thấy Tiền Cẩm Tùng bước nhanh ra đón rồi. Tiền Cẩm Tùng phong thái vẫn không giảm so với năm đó, chẳng qua trong sự nhiệt tình, ẩn chứa vẻ ưu tư, gã vội vã bắt tay Hạ Tưởng. Phó Bí Thư Hạ, từ biệt năm nào, nay mới gặp lại, không dễ dàng, thật không dễ dàng. Trong ấn tượng, Tiền Cẩm Tùng không phải là người tính tình hạng vừa, trước mặt người khác rất ít khi để lộ tình cảm ra ngoài, hôm nay vừa gặp mặt đã thấy gã xúc động muôn vàn, Hạ Tưởng cũng hơi hơi cảm thán. Chủ tịch Tỉnh Tiền, tôi cũng luôn hoài niệm về quãng thời gian ở tỉnh Yến, giống như ánh nắng ấm áp của ngày hôm nay vậy, khiến người như trở về ngày xưa. Hạ Tưởng cũng trả lời đầy ý thơ. Tiền Cẩm Tùng gặp Hạ Tưởng giống như năm đó, giữa gã và hắn không có khoảng cách, cũng là nhất thời tâm tình tốt, vẻ ưu tư đột nhiên biết mất. Vào đến phòng, ông cổ ngồi trên sofa, chỉ không chút để ý mà nói một câu. Về rồi à? Càng là lời nói vô vị, cũng thể hiện ra quan hệ mật thiết giữa Hạ Tưởng và ông cổ. Ngồi cùng chủ tịch tỉnh Mễ chuyến bay về Bắc Kinh. Hạ Tưởng gật đầu đáp. Trên máy bay có ăn chút đồ, bây giờ lại đói rồi. Trước mặt ông cổ, Hạ Tưởng không khách khí, coi như nhà mình vậy. Ông cổ cười hiền từ. Biết cháu ăn không quen cơm, con bé Ngọc vì cháu mà chuẩn bị bánh màn thầu và bánh nướng, còn có cả sủi cảo, muốn ăn gì thì ăn. Phó chủ tịch Tiền cùng ăn đi, đừng khách khí. Hạ Tưởng giữ chức chủ nhà luôn, nhiệt tình mời Tiền Cẩm Tùng. Tiền Cẩm Tùng thoáng chút ngập ngừng, rồi cũng ngồi vào. Ăn xong, ông cổ nghỉ trưa đúng giờ, cổ Ngọc cũng biết điều nói đi nghỉ trưa, vừa khéo có thời gian để Hạ Tưởng nói chuyện một mình với Tiền Cẩm Tùng. Năm nay về Bắc Kinh ăn Tết, Hạ Tưởng không có nhiều sắp xếp, không muốn chạy khắp nơi, nhiệm vụ lớn nhất là đi thăm hỏi bốn ông cụ một lượt, sau đó chơi cùng con trai, rồi thêm nửa ngày chơi cùng Thiếu Giai và con gái, còn Mai Hiểu Lâm và Mai Đình, phải xem Mai Hiểu Lâm có thời gian không. Nếu như có thể, hắn vẫn muốn gặp mặt Trần Phong. Hôm qua nói chuyện điện thoại với Trần Phong còn nói nhất định đến Bắc Kinh. Lại còn gặp mặt Cổ Thu Thật, sau đó, là có thể dẹp đường về nhà rồi. Mùng 3 là phải về Dương Thành, có nhiều chuyện hắn cần bắt tay làm trước, hành động đặc biệt qua Tết có thể sẽ triển khai toàn diện. Lại không ngờ, vừa về tới Bắc Kinh, vừa đáp máy bay người gặp đầu tiên lại là Tiền Cẩm Tùng. Ánh nắng mùa đông sau buổi trưa có vài phần ấm áp, tuy nhiên mùa đông ở Bắc Kinh đích thực rất lạnh, đứng nói chuyện trong sân, không bao lâu đã cảm thấy khí lạnh đã vào người. Hạ Tưởng và Tiền Cẩm Tùng đứng trong sân, đứng dưới gốc cây đại thụ, Hạ Tưởng mở miệng nói trước. Năm gần đây tỉnh Thục Trung tình thế phát triển thật không tồi, mỗi năm tiến một bậc, đều là do phương pháp lãnh đạo của Chủ tịch Tiền. Tiền Cẩm Tùng bây giờ nhậm chức Chủ tịch tỉnh Thục Trung. Tiền Cẩm Tùng chỉ lắc đầu rồi cười, hiển nhiên chỉ là vô ý đàm luận về tình hình kinh tế, Tê Dực tiếp nói rõ đề tài. Thời gian tôi ở Lĩnh Nam, có khoảng thời gian hơn nửa năm làm việc cùng Bí Thư Trần. Hạ Tưởng trong lòng lo lắng, quả nhiên có liên quan đến Trần Hạo Thiên. Đối nhân xử thế của Bí Thư Trần, có thể anh hiểu một chút, nhưng cũng có rất nhiều phương diện, sợ rằng anh không hiểu lắm. Tiền Cẩm Tùng vỗ vai Hạ Tưởng, rất thân thiết. Phó Bí Thư Hạ, thời gian tôi quen biết anh dài hơn so với thời gian Bí Thư Trần quen biết anh, lại còn bây giờ giữa tôi và anh cũng chẳng có quan hệ lợi hại. Lời tôi nói, anh coi như là lời giữa những người bạn cũng tốt, coi như tôi quan tâm với anh cũng tốt, tóm lại, nghe rồi bỏ qua. Cho dù là nghe rồi bỏ qua thì hàm ý cũng rất nhiều, lý giải của Hạ Tưởng là, Tiền Cẩm Tùng là nói anh biết tôi biết. Hạ Tưởng lặng lẽ gật đầu, hắn mặc kệ Tiền Cẩm Tùng xuất phát điểm là cái gì, gã nói gì thì hắn nghe thế. Sau khi nghe qua, tin hay không, lại là chuyện khác. Đương nhiên, Hạ Tưởng cũng không thể khờ khạo cho rằng Tiền Cẩm Tùng 100% xuất phát từ nguyên nhân yêu mến hắn mà chủ động đến nói chuyện. Nhất cử nhất động của nhân vật chính trị, đều không thể chỉ xem bề ngoài. Lĩnh Nam và Sơn Thành, gần đây tình hình náo nhiệt không ít, Phó Bí Thư Hạ, thời cơ anh đi Lĩnh Nam rất nhạy cảm, chắc chắn là mưu đồ cao thâm. Hơn nữa cũng tin rằng anh nhận thức rõ cơ hội và thách thức sắp tới. Nhưng có một điểm có thể anh không suy xét bên trong, phía sau sự tranh chấp của Lĩnh Nam và Sơn Thành, không chỉ là chuyện đơn giản như thế, sau lưng còn đề cập đến yêu cầu chính trị của thế lực địa phương Lĩnh Nam. Ánh mắt Tiền Cẩm Tùng hướng lên không trung, đến trước hòn non bộ, tay chắp sau lưng, lại nói.
Bí thư Trần thủ đoạn kín đáo, tâm tư sâu xa, thường thường sẽ có phát sinh phản kích tuyệt diệu áp chế người. Tôi tin rằng, chuyện tranh chấp ở Lĩnh Nam với Sơn Thành, có sự giúp đỡ của anh, Bí thư Trần chắc chắn sẽ chuyển bại thành thắng. Nhưng anh đã nghĩ qua hay chưa, coi như cuối cùng Bí thư Trần giành thắng lợi, trước tiên không nói anh có thế có lợi hay không, anh có thể sẽ đắc tội với thế lực địa phương to lớn tại Lĩnh Nam. Tôi cũng biết ở tỉnh Tề, anh có đọ sức với thế lực địa phương ở tỉnh Tề, thắng một ván. Nhưng thế lực địa phương ở tỉnh Tề chết mà không cứng, vẫn còn sức phản công lại, so sánh với thế lực địa phương tỉnh Tề, thế lực địa phương tỉnh Lĩnh Nam, càng chu đáo chặt chẽ, càng đoàn kết, cũng càng khiến người ta khó phòng bị, bởi vì Lĩnh Nam có nhà họ Quý. Tôi lúc đó rời khỏi Lĩnh Nam, cũng là vì chuyện đối đãi với nhà họ Quý và sinh ra bất đồng với ông ta, lại bởi vì bất mãn với việc ông ta lật đổ nhà họ Khâu ở Lĩnh Nam. Kết quả, trên phối hợp công việc liền xuất hiện tình cảnh không đồng bộ, sau đó tôi liền bị điều đi thục trung. Chấm, mãi cho đến khi xe Tiền Cẩm Tùng khuất sau góc đường, Hạ Tưởng mới thu lại ánh nhìn, quay người trở lại trong nhà. Cổ Ngọc đang bưng một cốc trà, giả vờ giả vịt giơ lên cao, cao hơn chân mày đưa đến trước mắt Hạ Tưởng. Cổ nhân nói tôn trọng nhau như khách, nâng khay ngang mày, em cũng nên hiền lành một lần. Hạ Tưởng nhận cốc trà, cười một tiếng. Nâng khay ngang mày không tồi, không cần phải tôn trọng nhau như khách, khách khí quá ngược lại sẽ xa lánh. Cổ Ngọc cười tủm tỉm kéo cánh tay của Hạ Tưởng. Cứ mơ đi, ngày ngày khiến em nâng khay ngang mày, không phải em phiền chết à. Một lần là được rồi, anh nên thỏa mãn với cái đã có đi nhé. Có lúc Hạ Tưởng là một người rất biết thỏa mãn với cái đã có lúc lại không. Với Cổ Ngọc, hắn khoan dung đồng thời thông cảm, với Trần Hạo Thiên, hắn cảm thấy phức tạp mà hết chỗ nói. Lời của Tiền Cẩm Tùng, mấy phần thật mấy phần giả thậm chí không cần phân tích cũng có thể kết luận một câu là thật. Nhưng cũng không thể dựa vào lời nói của Tiền Cẩm Tùng mà kết luận, Trần Hạo Thiên âm thầm chèn ép thế lực gia tộc là xuất phát từ việc tư, Hạ Tưởng bây giờ không dám kết luận, cũng không đánh giá cách đối nhân xử thể của Trần Hạo Thiên, tình hình nội bộ tỉnh Lĩnh Nam rốt cuộc thế nào. Năm đó thế lực nhà họ Quý và nhà họ Khâu bị phân hóa áp chế thế nào, cũng cần phải sau khi qua Tết nói chuyện với nhà họ Quý ở Lĩnh Nam, mới có thể đưa ra kết luận chuẩn xác được. Vốn dĩ Hạ Tưởng gặp mặt với nhà họ Quý cũng không phải là kỳ vọng quá lớn, không ngờ hành động bất ngờ của Tiền Cẩm Tùng, khiến sự hứng thú nói chuyện với nhà họ Quý của hắn tăng lên nhiều. Lại nghĩ tới ông cổ nói tới nội dung nhà họ Quý muốn nói với hắn, sự việc liên quan đến lợi ích bản thân của Trần Hạo Thiên, hắn càng không kiềm chế được tâm tư, trực tiếp mở miệng đi hỏi ông cổ. Nhà họ Quý nói chuyện gì với cháu, làm sao ông biết? Ông cổ vẫn như cũ vừa hỏi đã kêu không biết, vẻ mặt của ông ta thật không giống làm bộ, dường như không biết thật. Tiền Cẩm Tùng năm đó đột nhiên điều đi Lĩnh Nam, sau lưng phát sinh chuyện gì? Hạ Tưởng lại hỏi. Cháu đến Bắc Kinh là về ăn Tết, không phải là vì công việc, từ bây giờ về sau, không được hỏi linh tinh, chỉ có thể nói như ý Cát Tường vạn sự thuận lợi. Ông cổ giả vờ giận nói. Hạ Tưởng không biết nói gì, cũng không biết ông cổ biết gì, chính là tránh mà không nói, hắn cũng không gượng ép, đành phải nói với ông cổ. Chúc ông sức khỏe dồi dào, mọi chuyện tốt lành, tinh thần long mã, luôn luôn vui vẻ. Ông cổ cười ha ha. Đúng đúng. Đây mới gọi là Tết. Ngày thứ hai, Hạ Tưởng không kịp gặp mặt trước Tào Thù Lê, liền hẹn Khâu Tự Phong đến nhà họ Phó, bởi vì nhận được điện thoại của Phó Tiên Phong, bệnh tình ông cụ Phó nguy kịch rồi. Khi Hạ Tưởng và Khâu Tự Phong vội vàng tới nhà họ Phó trên dưới đều thể hiện không khí trang nghiêm, xem tình hình, ông cụ Phó có thể không tốt thật rồi. Hôm nay mới là 30 Tết, cổ nhân nói, cánh cửa năm cũ, có khi là thời điểm bệnh tình người già thêm nặng. Cánh cửa năm cũ chính là quỷ môn quan. Phó Tiên Phong vẻ mặt đau khổ, bắt tay với Hạ Tưởng và Khâu Tự Phong, đang muốn hàn huyên, Mai Hiểu Lâm đã chạy tới. Không đúng chỗ, Mai Hiểu Lâm cũng không nói chuyện với Hạ Tưởng và Khâu Tự Phong, đều là muốn gặp mặt ông cụ Phó, có lẽ là lần gặp mặt cuối cùng, mấy người tề tụ, cũng là vì biểu hiện thế lực gia tộc đoàn kết một lòng. Vốn dĩ là một lần gặp gỡ vui buồn nhân gian, Hạ Tưởng cũng không nghĩ sẽ có khách không mời mà tới. Không ngờ không chỉ là khách không mời mà tới, hơn nữa còn là người hắn cô muốn gặp, nói chính xác, là ba người. Phạm Duệ Hằng, Phạm Tranh và Cao Kiến Viễn. Cụ Phó tuy rằng bệnh tình nguy kịch, nhưng người vẫn còn sống. Lúc này, người xuất hiện ở nhà họ Phó, hoặc là thông gia tốt của nhà họ Phó,
hoặc là đồng minh chính trị của nhà họ Phó. Những người bình thường, nhà họ Phó sẽ không mời đến. Phạm Duệ Hằng không còn là đồng minh chính trị của nhà họ Phó, càng không phải là thông gia tốt của nhà họ Phó. Sự xuất hiện của y làm cho Hạ Tưởng nhất thời ngạc nhiên và không hiểu cũng là chuyện thường tình. Càng làm cho Hạ Tưởng giật mình là Phạm Tranh và Cao Kiến Viễn cũng đồng thời xuất hiện. Hạ Tưởng và Phạm Tranh có khoảng 1-2 năm rồi chưa gặp mặt, và không liên lạc với Cao Kiến Viễn khoảng 10 năm. Càng không cần nói đến việc gặp mặt, thời gian 10 năm gào thét mà qua, công tử của bí thư tỉnh ủy năm đó hiển hách một thời, đến nay đã tang thương rất nhiều. Anh công tử năm đó, bây giờ đã thành một người đàn ông trung niên lưng hơi còng, chân hơi cong. Mặc dù không phải hình tượng râu ria xồm xoàm, ăn mặc cũng có vẻ sạch sẽ gọn gàng, và còn cố đứng thẳng người, nhưng trong mắt anh ta lộ ra vẻ tang thương và nặng nề, không thể so sánh với thái độ coi trời bằng vung nhưng hăng hái của năm đó. Đàn ông, chỉ sau khi đã trải qua sự đau khổ của đời người, mới có thể chín chắn thật sự. Sau khi chín chắn, hoặc là rộng lượng điềm đạm, hoặc là âm u lạnh lẽo tà ác, hoặc là khéo đưa đẩy hậu thế, người thực sự trải qua việc tang thương mà cuồng dại không thay đổi, cực kỳ ít. Nếu nói sau khi Hạ Tưởng trải qua tang thương, vẫn như cũ không thay đổi ước nguyện ban đầu. Còn Tống Chiêu Độ sau khi chín chắn, càng thêm rộng lượng điềm đạm. Vậy thì Cao Kiến Viễn sau khi trải qua những thay đổi lớn của đời người, lại đi theo hướng cực đoan khác âm u lạnh lẽo. Không tồi, y vừa xuất hiện, liền nhìn chằm chằm Hạ Tưởng không chịu rời đi. Sự âm trầm và lạnh lẽo toát ra từ trong ánh mắt làm người khác không rét mà run. Hạ Tưởng trước nay chưa từng sợ ánh mắt ác độc hoặc hiểm độc của người khác, ánh mắt không giết chết người cũng không làm hắn có áp lực tâm lý gì, hắn chỉ hờ hững nhìn Cao Kiến Viễn một cái, chỉ coi như một người qua đường không quen biết. Đúng, chính là người qua đường, ngay cả người không phải người qua đường cũng không được tính. Phạm Tranh vẫn trầm ổn hơn Cao Kiến Viễn vài phần, nhìn thấy Hạ Tưởng, chỉ coi như không thấy. So với Phạm Tranh và Cao Kiến Viễn, Phạm Duệ Hằng độ lượng hơn nhiều, chủ động chào hỏi Hạ Tưởng. Phó Bí Thư Hạ, thật là trùng hợp, đã lâu không gặp, nhìn anh tinh thần không tồi, cũng là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, tiền đồ vô hạn, chắc chắn là mọi chuyện như ý. Nhận được lời nói tốt lành của Bí Thư Phạm, gần đây quả thật mọi việc đều thuận lợi. Hạ Tưởng cũng không biết là cố ý chọc tức người khác hay là có gì nói nấy, trên mặt có vẻ rất tự đắc. Cho dù mới đến Lĩnh Nam, đảm nhiệm phó bí thư, còn đảm nhiệm chức chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, có chút bận rộn. Phạm Duệ Hằng hiện tại nhàn rỗi ở nhà, Phạm Tranh cũng là người nhàn hạ, mà Cao Kiến Viễn càng là du dân không việc làm. Người trốn quan trường không thể ngồi chơi không làm gì, vừa ngồi chơi, vị trí liền bị lạnh nhạt. Phạm Duệ Hằng sắc mặt liền xám xịt, nhưng sau đó liền khôi phục lại bình thường, cười miễn cưỡng. Phó Bí Thư Hạ đang trong độ tuổi khỏe mạnh, đương nhiên phải bận rồi, bận thì tốt. Dù sao cũng phải có người bận rộn, có người nhàn nhã. Nhưng cũng phải chú ý kết hợp nghỉ ngơi và làm việc. Những năm gần đây, có không ít cán bộ trẻ mệt quá mà chết ở cương vị công tác, vừa là tổn hại của quốc gia, vừa làm người khác đau lòng. Bí Thư tỉnh ủy trước kia, cũng biết châm chọc khiêu khích rồi. Hạ Tưởng khẽ mỉm cười. Đa tạ sự quan tâm của Bí Thư Phạm. Tôi còn trẻ, thân thể chịu được. Bí thư Phạm cũng có tuổi rồi, càng phải chú ý sức khỏe. Bình thường đi bộ nhiều, vận động nhiều, lại luyện viết thư pháp, trồng hoa, văn võ chi đạo, một chặt một lòng, mới có thể kéo dài tuổi thọ. Phạm Duệ Hằng sắc mặt càng thêm xám xịt, y vốn dĩ muốn châm chọc Hạ Tưởng vài câu, không ngờ Hạ Tưởng lại không biết từ lúc nào cũng trở nên biết ứng đối như vậy. Phạm Tranh liền hát đệm, lạnh lùng cười nói. Phó Bí Thư Hạ số làm quan, chỉ là không biết dẫm lên trên bao nhiêu người khác, liệu có gặp ác mộng không? Chắc chắn là không, dựa vào phẩm hạnh của Phó Bí Thư Hạ, cho dù đưa người khác vào nhà giam, khẳng định cũng ngủ rất ngon, người tàn nhẫn độc ác cho dù tốt. Không đợi Hạ Tưởng mở miệng, Cao Kiến Viễn ẩn nhẫn lửa giận cả nửa ngày, cuối cùng cũng bùng phát ra, vài bước đi đến trước mặt Hạ Tưởng, hừ lạnh một tiếng. Phó Bí Thư Hạ, có còn nhớ cố nhân này không? Nhờ có sự chiếu cố của anh, tôi ngồi nhà lao mấy năm liền, trong lúc ngồi nhà lao, mỗi ngày tôi đều đội ơn anh. Oan ra ngõ hẹp, không thể buông tha. Vừa gặp mặt, ba người liên thủ cho Hạ Tưởng một trận pháo lớn. Phó Tiên Phong lập tức lạnh mặt. Khâu Tự Phong cũng đen mặt. Hạ Tưởng dường như mặt vẫn thản nhiên, cười lắc đầu. Đầu tiên, Phạm Tranh,
việc tôi có vận làm quan hay không không liên quan gì đến anh, hơn nữa cho dù có dẫm lên chỗ của anh, cũng không với được vị trí hiện tại, bởi vì anh thấp quá. Tiếp theo, Cao Kiến Viễn, đến bây giờ anh vẫn chưa hiểu rõ một điểm là không phải tôi đưa anh vào ngục, mà là tự anh đưa anh vào ngục. Đáng tiếc anh phí mấy năm ngồi tù, một người bị ngã cũng không lo, quan trọng là ngã rồi vẫn không hiểu gì, chính là ngu ngốc. Có một câu nói ra rất đúng, nhớ ăn không nhớ đánh. Phạm Tranh còn không có gì, Cao Kiến Viễn lập tức nổi giận, lại lên trước một bước, tay chỉ vào Hạ Tưởng. Anh, Hạ Tưởng, anh đừng có ngang ngược quá, sẽ có ngày anh thất bại thảm hại. Kỳ thật dựa vào tính cách của Hạ Tưởng, cũng không chắc sẽ khẩu chiến với ba người. Nhưng thứ nhất, hôm nay là ngày cụ phó bệnh tình nguy kịch, Phạm Duệ Hằng ba người không mời mà đến, hiển nhiên là không thật tâm muốn đến thăm hỏi, chắc chắn là có ý đồ khác. Thứ hai là bởi vì sự kiện thư đe dọa có đạn trước kia, Hạ Tưởng chưa gây rắc rối cho Phạm Tranh và Cao Kiến Viễn. Ngược lại, bọn chúng lại hùng hồn đến chỉ trích hắn. Hạ Tưởng thừa nhận nợ Nghiêm Tiểu Thời một ân tình, nhưng không nợ Phạm Tranh và Cao Kiến Viễn một phân một hào nào. Phó Tiên Phong cuối cùng không thể nhịn được nữa. Nói đến tỉnh Yến năm đó, giữa Phó Tiên Phong và Phạm Duệ Hằng còn từng có giao tình. Vì vậy hôm nay đối với việc Phạm Duệ Hằng không mời mà đến, y mặc dù không vui, chỉ là không tiện mở miệng nói gì, dù sao đối phương cũng là đến thăm bệnh tình, xuất phát điểm là tốt. Không ngờ, không những làm khách không mời mà đến, còn vừa đến liền dương thương múa kiếm với Hạ Tưởng, châm ngòi lửa giận của Phó Tiên Phong. Hiện tại chính là lúc nhà họ Phó cần Hạ Tưởng nhất. Đem so sánh, bố con Phạm Duệ Hằng và Cao Kiến Viễn chẳng qua chỉ là mặt hàng hết hơi, dựa vào quan điểm đối nhân xử thế của y, căn bản không thèm để ý đến Phạm Duệ Hằng và Phạm Tranh, càng không nói đến Cao Kiến Viễn. Đã không quyền không chức lại cái gì cũng sai, vẫn chưa tự biết mình, ở nhà họ Phó tranh cãi với thượng khách của nhà họ Phó Hạ Tưởng, Phó Tiên Phong liền phát tác. Bí thư Phạm, nếu anh tới là để thăm cụ nhà tôi, vậy thì hoan nghênh. Nếu anh muốn mượn cớ sinh sự, muốn làm loạn lên với Hạ Tưởng, chính là khách không được nhà họ Phó hoan nghênh. Lời nói của Phó Tiên Phong, nói một cách không khách khí chút nào, gần như tương đương với việc hạ lệnh đuổi khách. Thể diện của Phạm Duệ Hằng có chút không nhịn được, dù sao năm đó cũng từng hiển hách một thời, bây giờ vừa rớt đài liền chịu sự ghẻ lạnh cũng không có gì, lại còn bị Phó Tiên Phong đuổi đi ngay trước mặt, trong lòng cực kỳ buồn bực. Vốn dĩ muốn đi luôn cho xong, nhưng thật sự muốn quay lưng đi lại có vẻ lòng dạ hẹp hòi không độ lượng, liền quay người lại nói với Phạm Tranh và Cao Kiến Viễn. Các cậu ở ngoài đợi tôi một chút, tôi đi thăm hỏi cụ Phó một lát. Phạm Duệ Hằng vào cửa chính Phó ra, để lại Phạm Tranh và Cao Kiến Viễn đợi ngoài cửa. Khâu Tự Phong kéo Hạ Tưởng một phen, nói nhỏ. Đừng chấp nhặt với bọn họ, đi, chúng ta cũng vào trong. Hạ Tưởng gật đầu, quay người đi, tưởng rằng mọi việc như vậy là kết thúc. Không ngờ Mai Hiểu Lâm rơi lại cuối cùng, cô ta quay đầu nói với Phạm Tranh và Cao Kiến Viễn. Kính nhân giả, nhân hằng kính chi mạnh tử, người biết tôn trọng người khác sẽ tôn trọng lại. Nên học nhiều một chút đạo lý đối nhân xử thế, biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm, có lợi đối với sự trưởng thành sau này của các anh. Theo lời của Mai Hiểu Lâm, một chút châm chọc cũng không có, nói rất khách khí. Không ngờ không biết là Phạm Tranh bị lửa giận làm tê liệt đầu óc, hay là vừa rồi cử chỉ thiên vị Hạ Tưởng của Phó Tiên Phong làm nhục Phạm Duệ Hằng làm y rất mất mặt, y liền nói năng lỗ mãng mắng Mai Hiểu Lâm một câu. Xen vào việc người khác ăn cái rắm. Nếu như chỉ là câu nói không có trình độ của Phạm Tranh, Hạ Tưởng sẽ không giận tím mặt, ai biết hôm nay lại có người thành tâm muốn hắn không thoải mái. Cao Kiến Viễn lại châm chọc Mai Hiểu Lâm nói. Một người con gái chưa kết hôn đã sinh con, tự mình không có tự trọng, lại còn giáo dục người khác cái gì nên làm cái gì không nên làm, thật là không biết liêm sỉ. Anh nói cái gì? Hạ Tưởng cực kỳ giận dữ. Cao Kiến Viễn, anh xin lỗi Mai Hiểu Lâm ngay lập tức. Cao Kiến Viễn thấy cuối cùng chọc giận Hạ Tưởng, còn dương dương tự đắc nói. Làm sao, chẳng lẽ cô ta là người con gái của anh lại bảo vệ cô ta như vậy? Hạ Tưởng, anh là cái gì, đừng có khoa chân múa tay với tôi, trong mắt tôi, anh chẳng là cái thá gì. Lời còn chưa dứt, Khâu Tự Phong đột nhiên bạo nộ. Tốt xấu gì năm đó Mai Hiểu Lâm cũng là vợ sắp cưới của Khâu Tự Phong, mặc dù cuối cùng không thể bên nhau. Khâu Tự Phong cũng có cảm tình với Mai Hiểu Lâm, hơn nữa, Hạ Tưởng cũng là người bạn tri kỷ đầu tiên mà anh ta để ý,
trước mặt làm nhục người con gái anh ta từng yêu và người anh em hiện tại, anh ta người bao nhiêu năm không hề giận dữ đã phát tác rồi. Khâu Tự Phong thuộc tính cách tầm ngầm mà đấm chết voi, bình thường có lẽ không nói một tiếng, nhưng nếu chọc giận anh ta thật, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng như thế nào. Chỉ thấy Khâu Tự Phong chạy vọt ra một bước, một phen kéo lấy áo của Cao Kiến Viễn, dùng lực kéo xuống, sau đó đầu gối nâng lên, đập chúng vào giữa mặt Cao Kiến Viễn. Từ một loạt hành động nhanh như gió có thể thấy, anh ta lúc trẻ ở Bắc Kinh có lẽ cũng là một người đánh nhau giỏi. Cao Kiến Viễn bị Khâu Tự Phong một kích là trúng, nhất thời vẻ mặt nở hoa, máu mũi giàn giụa, hô to một tiếng, hai tay ôm mặt ngồi xổm xuống. Miệng còn mắng. Khâu Tự Phong, ngươi là đồ chó săn. Khâu Tự Phong không cần phân trần, lại một cước đá tới, tại chỗ đem Cao Kiến Viễn đá liệt trên đất.